không sao, để ta cho ngươi mấy tấm phù. Nếu gặp phải kẻ không thể ngăn cản được thì cũng không cần miễn cưỡng, chỉ cần quăng tấm phù này ra báo cho ta. Ta sẽ tới trong nháy mắt thôi. Ngân Nguyệt đã sớm dự tính đến chuyện này, thì ra tiền bối đã có dự liệu từ trước, như vậy vãn bối sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự tin cậy của người. Hứa thiên vũ cúi đầu vâng lời, Ngân Nguyệt cũng gật đầu hài lòng, ngay lúc nàng đang muốn nói gì đó với thiếu nữ mặc áo lam phía đối diện, bỗng nhiên phía chân trời lóa lên muôn vàn vệt sáng màu bạc tiếp theo là từng tiếng nổ đi đùng vang đến, thậm chí mặt đất phía dưới còn không ngừng rung khe khẽ. Được rồi, cứ cầm mấy lá phù này đi, ta còn có việc phải đi trước. Vẻ mặt của Ngân Nguyệt trở đổi, tay áo run lên làm mấy lá bùa bắn tới phía trước. Mà thân mình của nàng lại phát ra một tiếng nổ đinh tay rồi hóa thành một vệt cầu vòng kéo thẳng về cuối chân trời, biến mất không thấy tăm hơi. Hứa thiên vũ giơ tay bắt lấy những lá bùa, mà ánh mắt vẫn dán vào vệt sáng do Ngân Nguyệt để lại, trên mặt không sao giấu nổi vẻ hoài nghi nhưng ngay sau đó nàng liền quay lại ra lệnh cho những người trong gia đình họ hứa đang đứng phía sau. Các ngươi đã nghe vị tiền bối đó dặn dò rồi đó. Lập tức phân ra 5 người thành một đội, mỗi đội cứ theo một hướng khác nhau mà tuần tra. Không cho bất kỳ kẻ lạ mặt nào bén mảng tới khu trong kia. Vâng, mọi người đều khom người vâng lời, nhưng cũng có vài tên đệ tử của hứa ra khác nước mắt nhìn nhau, trên mặt cũng lộ vẻ trần chờ Cuối cùng một tu sĩ già nua bước tới rồi chắp tay nói với thiếu nữ đứng phía trước. Thiên Vũ, người không thấy dáng vẻ rất đáng nghi của tên tiền bối vừa rồi sao? Hơn nữa ở xa xa còn vang lên những tiếng nổ và các trận rung động, chúng ta làm việc cho người ta sẽ không bị dính vào phiền toái gì khác chứ? Anh họ, mặc kệ khu vực trung tâm kia có điều gì bất thường cũng không phải việc của chúng ta, càng không nên có tâm tư tò mò làm gì. Nếu không vị tiền bối vừa rồi sẽ dùng một tay lấy đi tính mạnh của chúng ta đó. Hơn nữa chưa nói đến ơn cứu mạng của người ta, cho dù không có việc đó đi nữa, chỉ nói về thực lực thôi thì ta và ngươi có tư cách để không nghe lời sao. Mọi việc đã có ta làm chủ, tất cả cứ nghe theo lời của ta, huynh không cần nói nhiều làm gì. Hứa thiên vũ trầm mặt trách mắng ông lão không lưu tình chút nào. Là ta suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn, tất nhiên mọi việc sẽ do mỗi quyết định. Sắc mặt của ông lão lúc đổi trắng khi thì lại đổi hồng, nhưng chỉ biết dạ thưa không nói thêm điều gì. Mà những tên tu sĩ của hứa ra ban đầu có thái độ trần chờ, giờ đây đều tỏ vẻ xấu hổ, càng không dám cãi lời vì thế những người này liền được chia làm ba đội bắt đầu chọn lấy các hướng rồi bay đi tuy rằng khu vực tuần tra không nhỏ chút nào nhưng dưới tốc độ của các loại pháp khí phi hành nếu muốn bay hết một vòng cũng chả mất bao lâu hứa thiên vũ dẫn theo bốn gã huynh đệ trong nhà bay thong thả trong không trung bỗng dưng từ phía chân trời xa xa lóe lên một vệt sáng chói mắt chỉ trong tích tắc thôi lại biến mất không thấy đâu ùm um ùm um ùm um, sau đó là từng hồi tiền nổ nặng nề vang đến nàng không nén nổi tò mò bèn liếc mắt nhìn về nơi có những vệt sáng đang chấp động. Trong mặt chợt lóe lên một tia khác thường, nhưng cũng không dám nhìn nhiều mà lại tiếp tục đốc thúc những tu sĩ bên cạnh bay về phía trước. Bằng 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 bằng, bằng ô không 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 ô bằng 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 bằng. Cùng với lúc này, hang động bên trên không trung khu đất chúng đã rộng đến mấy trăm mẫu. Giữa tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, từng đạo chấp to như những chiếc vải đựng nước đánh xuống liên miên mà đi kèm vói nó là những khối cầu bằng lôi điện to như những căn nhà trọt lóe tới hai loại lôi điện này dày đặc trải khắp toàn bộ không trung uy thế lớn kinh người chỉ sợ dù cho tu sĩ đại thừa nhìn thấy cũng phải tái mặt nhưng dù cho những dạch điện kia có điên cuồng đến đâu tiếng sấm có vang trời đến mức nào thì lơ lửng ở tầng không trung bên dưới là ba ngọn núi được xếp thành chữ phẩm vẫn chống đỡ hơn phân nửa số sấm chớp đang trút xuống mỗi ngọn núi đều lớn cỡ nghìn trượng, một ngọn được bao phủ trong màn khí xám dày đặc mỗi khi nó bắn ra một cái vòng sáng màu xám là khiến cho không ít tia chớp bị biến mất không hiểu tại sao một ngọn núi khác lại phát ra vô số tiếng xé gió vù vù trộn lẫn trong hàng loạt tiếng nổ đinh tai tràn ngập xung quanh nó là các đạo kiếm khí đao khí vẫy vùng ngang dọc khiến những tia chớp hay các khối lôi cầu ở gần đó đều bị chém làm đôi rồi tan mất cuối cùng là một ngọn núi liên tục tỏa ánh sáng năm màu lóng lánh bất cứ tia chớp hay khối cầu điện nào chạm vào là lập tức nổ tung Đứng phía dưới ba ngọn núi là một pháp tướng toàn thân vàng óng cao đến cả ngàn trượng. Mỗi khi sáu cánh tay của nó múa lên là một trận mưa bởi những khối sáng màu vàng bắn ra, đánh tan đi một phần sấm chớp. Xuống thấp hơn đôi chút còn có thêm một đóa hoa sen màu xanh được tạo bởi những thanh kiếm đang liên tục xoay tròn. Vài sợi chấp hoặc lôi cầu lọt lưới chạm vào nó liền bị kiếm khí trên đóa hoa chém cho nát bấy. Hàn Lập đang vừa niệm pháp quyết vừa điều động pháp lực trong cơ thể. Dựa vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng kèm theo nhiều thủ đoạn ứng phó, Hắn đem thứ thực lôi kiếp đã giết đi không biết bao tu sĩ này ngăn cản đến tận bây giờ, đến cả một cọng tóc cũng chưa hề bị thương tổn. Có điều trong lòng Hàn Lập hiểu rất rõ, mình có thể chống đỡ đến tận bây giờ mà còn bình yên vô sự đều nhờ công lớn của ba tòa cực sơn trên cao kia. Tuy nguyên hợp ngũ cực sơn còn chưa luyện xong, nhưng cả ba tòa núi phối hợp với nhau vẫn có thể phát huy được phần nào tác dụng chống đỡ lôi kiếp thần kỳ của nó. Kể cả khi ba món bảo vật này vẫn chưa hợp nhất, thế mà hơn phần nửa sấm chớp đã bị chúng hóa giải dễ dàng còn chưa đến một nửa còn lại được Hàn Lập cùng Pháp tướng Phạm Thánh ra tay ngăn cản. Nhưng cho dù là thế thì hắn cũng rất gắng ngượng mới chống đỡ nổi đến giờ. Lúc này chẳng những sắc mặt đã tái nhợt, dáng vẻ cũng trở nên tiêu tụy, mà pháp lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao hết 7-8 phần. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao ở linh giới lại ít ỏi tu sĩ đại thừa đến thế. Nếu xét về sự chuẩn bị về bảo vật, pháp lực, cũng như thân thể của hắn đều hơn tu sĩ hợp thể hậu kỳ khác không biết bao nhiêu lần mới có thể chống chọi với thực lôi kiếp đến giờ này. Nếu là các tu sĩ hợp thể khác thì tỷ lệ vượt qua được nó lại càng nhỏ bé xuống. Ngay trong khoảnh khắc Hàn Lập đang than ngắn thở dài, cuối cùng thực lỗi kiếp trên không trung đã bước vào giai đoạn kết thúc. Cái hang sâu hút hiện ra trên bầu trời đang bắt đầu nhỏ lại khiến biển sấm chớp ở bên trong trở nên quay cuồng, sau đó chúng theo lỗ thủng thu nhỏ lại, rồi điên cuồng nén lại với nhau. Chỉ một tuần trà trôi qua, trên không trung bỗng tràn ra cỗ khí tức khủng khiếp đến độ có thể hủy diệt cả trời đất. Trong hang động lúc này còn có thêm một khối lôi cầu loang lổ hai màu đen trắng đang dần dần hình thành. Chú thích, chữ phẩm trong tiếng hoa có hình ba ô vuông xếp chồng lên nhau pin. Ý của tác giả ở đây là hình tam giác, chương 2180, hắc bạch lôi cầu. Nhìn cái hang to trên đỉnh đầu trong dây lát liền co rút lại đến cả mẫu, cùng với quả lôi cầu hai màu đen trắng bên trong kia, đồng tử Hàn Lập có chút co rụt lại. Hắn cũng biết rõ đến thời khắc cuối cùng, có thể không thực theo chân lôi kiếp trong toàn thân trở ra, muốn xem chính mình phải trang tiếp được cuối cùng này một khỏa lôi cầu rồi. Hàn lập hít sâu một hơi, há miệng trực tiếp phun ra ba đoàn tinh huyết. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng lên không trung điểm một cái. Lập tức tinh huyết lóe lên phía dưới, đón gió hóa thành mấy chục miếng huyết sắc phù văn, hướng thẳng đến không trung mà bắn đi, lóe lên một cái rồi lập tức chui vào bên trong tất cả tòa cực sơn. Trên không trung ba tòa cực sơn cùng nhau quay tròn, hướng về trung tâm khẽ động, lập tức hợp lại làm một thể, hóa thành một ngọn núi ba màu khổng lồ. Sau khi phát ra tiếng nổ mạnh, thể tích thoáng một cái đã rút nhỏ hơn 10 phần, biến thành ngọn núi cao vài chục trượng, đồng thời một cổ hơi thở mạnh mẽ cũng từ đó mà phát ra. Cái này chính là tam sơn hợp nhất, nhìn cũng gần giống như nguyên hợp ngũ cực sơn, nhưng trên thực tế thì không thể so sánh như vậy được. Nguyên hợp ngũ cực sơn là đem năm ngọn núi chính thức dung hợp, luyện hóa thành một thể. Dù cho hợp thể hay tách ra đều là có thể tùy ý sử dụng, nhẹ nhàng như thường, nhưng phải thi triển bí thuật mới có thể làm hợp thể tam sơn có bộ dạng giống như vậy. Loại tam sơn hợp thể này chẳng những cần tinh huyết của bản thân mới có thể thúc giục mà thời gian hợp thể vô cùng ngắn, cũng chỉ có tiếc được một kích mà thôi. Hàn Lập vì lần này trùng kích vào đại thừa bình cảnh, nên mới tạm thời nghĩ ra được một cách như vậy mà thôi. Tam Sơn vừa mới hình thành, trên bầu trời hắc bạch lôi cầu đã lập tức đánh xuống, hướng thẳng đến vị trí chuẩn xác của Hàn Lập mà lao tới. Khỏa hắc bạch lôi cầu này so với lôi điện công kích lúc trước khác nhau rất lớn, bên trong nó ẩn chứa vài tia thiên địa pháp tắc chi lực ở trong đó, đã đem bản thể nguyên anh của Hàn Lập gắt gao khóa chặt lại. Trừ phi mạnh mẽ ngăn cản rồi hóa giải, nếu không cho dù chạy trốn tới ngàn vạn dặm cũng sẽ như như giỏi trong xương bám tới chết không tha. Đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là hắc bạch lôi cầu này bản thân nó ẩn chứa uy năng đáng sợ. Hợp thể tu sĩ bình thường không nói đến đón đỡ lôi cầu này mà chỉ cần bị nó tiến tới gần cũng đã bị sức mạnh của nó hóa thành cho tàn. Hàn lập mắt thấy cảnh này, không chút do dự liền thúc dục pháp quyết. Phạm Thánh Kim Thân trong miệng phát ra một tiếng thét dài, sáu đầu cánh tay đồng thời hợp lại, hướng không trung vỗ một cái. Phốc phốc vài tiếng, sáu đoàn kim sắc quang cầu phá không bắn ra. Trong nháy mắt, tại chỗ cực sơn trước khi dung hợp làm một thể, quay tròn hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ màu vàng. Vòng xoáy lớn chừng vài mẫu, bên trong bay ra vô số phù văn múa lượt đồng thời một phát ra một cỗ khí tức làm cho người ta hít thở khó khăn. Quả hắc bạch lôi cầu bị lực hút cuốn vào bên trong phát ra một tiếng vù vù trầm thấp, lóe lên một cái liền bị kéo vào trung tâm vòng xoáy. Lập tức trong vòng xoáy màu vàng, một hồi phản âm truyền ra, điện quang màu vàng đồng thời hiện lên. Một tiếng nổ vang, vòng xoáy màu vàng chấn động, cuối cùng kim quang vỡ vụn ra từng khúc, hắc bạch lôi cầu lại từ đó xông ra, ở mặt ngoài điện quang hai màu đen trắng lẻ loẹt lóa mắt, không có chút hao tổn nào. Hàn lập biến sắc, không thấy hắn có bất kỳ hành động gì, kiếm liên màu xanh xoay quanh đỉnh đầu, sau một tiếng vang thoáng một cái liền biến mất trên không một cách quỷ dị. Sau một khắc, phía dưới hắc bạch lôi cầu chấn động, tại chỗ đó, bông hoa sen màu xanh hiện ra không một tiếng động, nhẹ nhàng vòng vọng cái lập tức biến thành ngàn đạo kiếm khí màu xanh điên cuồng chém tới, ầm ầm không ngớt bổ vào lôi cầu bên trên. Trong chốc lát, mặt ngoài hắc bạch lôi cầu kiếm khí tung hoành, từng đoàn từng đoàn màu xanh mạnh mẽ nở ra, gần như đem lôi cầu bao phủ hết vào bên trong. Dù cho lôi cầu đáng sợ như thế nhưng khi gặp ánh sáng màu xanh cũng phải dừng lại, trong lúc nhất thời không có cách nào hạ xuống được. Hàn Lập vừa thấy hiệu quả, trong lòng mừng rỡ, liền đem nội lực trong người điên cuồng hướng tới bông sen màu xanh trên không trung mà rót vào. Từ trong bông sen xanh, kiếm khí phi ra thoáng một phát tăng vọt gấp bội. Kiếm khí rậm rạp chằng chịt, ánh sáng màu xanh phủ trên mặt lôi cầu chỉ cánh nhau một tấc, làm cho mặt ngoài lôi cầu nổ vang không ngớt, dường như có thể nổ thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Trong lôi cầu phát ra một tiếng trầm đục, mặt ngoài hồ quang điện hai màu đen trắng tăng lên, biến thành cỡ khoảng cái bát ăn cơm, từng đạo điện quang nổ vang đấy toàn bộ kiếm khi bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, bản thể lôi cầu cũng nổ vang một tiếng rồi tiếp tục hướng phía dưới mà lao xuống. Hàn Lập sắc mặt ngưng trọng, trong miệng hừ lạnh một tiếng, một ngón tay lập tức chỉ lên phía bông sen xanh điểm một cái. Thể tích của đóa sen màu xanh lập tức lớn thêm vài phần rồi từ đó phun ra kiếm khí cũng vừa thô vừa to thêm vài phần. Nhưng lôi cầu khổng lồ chỉ lóe lên một cái đã chui vào bên trong bông sen xanh tiếng sấm vang lên trong bông sen xanh, kiếm liên màu xanh chuyên động liên tục, từng mảnh kiếm quang biến thành cánh sen không ngừng co vào phía trung tâm, tựa như kiên quyết muốn đập lôi cầu vỡ tan ra. Nhưng chỉ sau một khắc, từ bên trong bông sen xanh chuyên ra tiếng kêu chói tai, từng phiến cánh sen xanh mở mịt lại căng phồng lên đầy kỳ dị, rồi nhanh chóng giãn nở ra. Hàn lập thấy vậy thì kinh hãi nhưng chưa kịp làm gì thì từ không trung chợt truyền đến một tiếng nổ mạnh nghiêng trời lệch đất. Dưới vô số quang điện trắng đen đan vào nhau, kiếm liên màu xanh nhanh chóng nổ tan vỡ bung ra, lần nữa biến thành 72 khẩu phi kiếm không ngừng gào rít, hào quang ảm đạm, bay vọt về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Tâm thần Hàn Lập gắn kết với chúng nên sắc mặt tái đi, há mồm phun ra một ngụm máu, hơi thở trên người cũng yếu đi mấy phần, nhưng cũng bất chấp tất cả vội vàng hất tay áo lên không trung. 72 lưỡi phi kiếm lập tức đổi phương hướng, nhắm về phía dưới bay vụt mà quay về, dồn dập chui vào trong cửa tay áo rồi bị Hàn Lập thu vào trong cơ thể lập tức lôi cầu đen trắng không quản gì nữa tiếp tục rơi xuống hợp thể cực sơn vẫn nằm chỗ cũng không cần thúc giục đã tự chuyển động từ trên liền tuôn ra vô số phù văn đủ màu đồng thời sau khi bên ngoài thân hiện lên một tầng ánh sáng óng ánh cả tòa hợp thể cực sơn đã trở nên long lanh gần như trong suốt sau đó nổ ầm ầm hướng thẳng về lôi cầu đen trắng đang rơi xuống sau một tiếng trầm đục lôi cầu đen trắng mạnh mẽ nện vào trên đỉnh hợp thể cực sơn lập tức có vô số luồng hồ quang đen chẳng bắn vọt ra nhằm về trên núi tấn công điên cuồng hợp thể cực sơn chấn động không dứt các tầng ánh sáng bảo vệ bên ngoài chớp lóe lên dốc sức liều mạng ngăn cản đòn tấn công của hồ quang đen trắng hàn lập đứng bên dưới cũng điên cuồng thúc giục pháp lực còn sót lại trong cơ thể ngón tay liên tiếp điểm rót vào ngọn núi trong không trung khiến cho cực sơn tỏa ra vòng ánh sáng bảo vệ sặc sỡ lóa mắt diễm lệ hệt như nắng gắt trong lúc nhất thời trên bầu trời lôi cầu đen trắng hòa với hợp thể cực sơn không ngừng run rẩy trong không trung, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, sóng khí rung động cuồn cuộn cuốn ra, bay thẳng lên chín tầng mây. Hai bên rằng co không dứt trong một lúc, nhưng thời gian dần trôi qua, tuy rằng lôi cầu đen trắng đã bị hào quang đủ màu do cực sơn phá ra từ từ mài nhỏ đi, nhưng pháp lực trong người Hàn Lập cũng hao hụt với tốc độ cực nhanh. Nếu không phải pháp lực Hàn Lập thâm hậu gấp mấy lần tu sĩ hợp thể kỳ bình thường thì sợ rằng chỉ trong khoảng khắc pháp lực sẽ khô kiệt không còn một tia nhưng ngay cả là như thế sắc mặt hàn lập cũng cực kỳ khó coi bởi vì hắn đã phát hiện nếu cứ tiếp tục điều khiển cực sơn chống cự chỉ sợ lôi cầu còn bị tiêu diệt thì chính pháp lực của mình đã tiêu hao sạch sẽ rồi nhưng hàn lập dù sao cũng không phải tu sĩ bình thường hắn đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ cho đại kiếp nan lần này cho nên trong chốc lát cũng đã nghĩ ra một loại đối sách có chút phiêu lưu hắn lúc này âm thầm cắn răng một cái đột nhiên đem pháp lực từ hợp thể cực sơn trên không trung kéo quay về ngay sau đó đột nhiên tay áo hắn run lên, lập tức một vật từ trong đó bay ra không chung. Đó là một quả cầu màu đen, phát ra lên âm thanh ô ô, thoáng một cái liền biến to ra hơn một trường. Tiếp theo hắn hét lớn một tiếng, thân hình xoay một vòng, lập tức biến thành kim mau cử viên, đồng thời bên ngoài thân kim quang đại phóng, thân hình điên cuồng lớn lên. Phạm Thánh Kim Thân đang đứng thẳng, phía dưới chợt lóe lên một cái, tức thì phát ra một chút kim quang, rồi sau một cái chấp động liền hướng xuống phía thân người cử viên mà bắn đi chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Cái tay to lớn của cự viên nhanh như điện sờ lên đỉnh đầu một cái, lập tức trên đỉnh đầu một cái nguyên anh màu vàng lóe lên rồi chui ra ngoài. Nguyên anh cao vài thước hướng bàn tay nhỏ bé chỉ ra bốn phía, lập tức mấy đoàn ánh sáng từ trong thân thể cử viên liên tục chui ra, xoay vài cái ở phía sau liền biến thành thiên long, thải phượng, thanh loan các loại chân linh hư ảnh. Mà những hư ảnh này ở trên không trung xoay vài vòng, gào thét một tiếng rồi điên cuồng hướng về phía nguyên anh mà chui vào bên trong cơ thể. Nguyên anh màu vàng trên người khí tức biến đổi, thân hình thoáng mơ hồ rồi biến thành một đoàn kim quang bay lại vào bên trong thân hình cự viên. Sau một khắc, cự viên đột nhiên giơ tay lên trời kêu to một tiếng, hai tay đấm vào lồng ngực, trên người lập tức phát ra ánh sáng màu tím vàng, những miếng vảy rồng màu tím vàng hiện lên trên toàn thân, trong chốc lát, trên đỉnh đầu cũng sinh ra một chiếc sừng màu xanh. Càng kinh người là cự viên, hai bên đầu vai cùng dưới xương sườn chỗ kim quang ngưng tụ, lại cũng mọc ra hai cái đầu màu vàng cùng bốn cánh tay. Bất quá trong đó một cái đầu màu vàng cùng hai cánh tay giống y như thật, còn một cái đầu cùng hai cái cánh tay còn lại thì có chút mơ hồ không rõ, giống như hư ảnh. Hàn lập vậy mà một hơi thi triển ra thần thông mạnh mẽ của bản thân niết bàn thánh thể. Xem những gì vừa diễn ra, tuy vẫn là nhị niết biến thân, nhưng so với trước kia rõ ràng rất có tiến triển. Nếu Hàn Lập có thể đem cái đầu thứ ba cùng hai cái cánh tay ngưng tụ thành hình thái thực thể, hẳn là Niết Bàn Thánh Thể đã chân chính bước vào giai đoạn thứ ba. Lúc này, cực sơn trên không trung không có hàn lập ở phía sau duy trì pháp lực, rốt cuộc đành phải thu nhỏ lại bằng nửa lúc trước. Sau mấy tiếng gào thét, hào quang chợt lóe lên một cái, hợp thể cực sơn biến ảo thành ba đoàn linh quang hướng bốn phía rụng xuống. Mà hắc bạch lôi cầu sau một tiếng nổ vang, liền nhanh chóng lao xuống một lần nữa, sau một cái chấp động liền nện vào mặt trên của quả cầu màu đen phía dưới. Quả cầu màu đen khi điên quang tới nơi liền vỡ vụn ra, nhưng lập tức một trận âm thanh nổi lên vù vù, hơn 17 trùng màu vàng thoáng một cái đã bất ngờ xuất hiện tại không trung. Những con kim trùng to cỡ nắm tay, nhưng trong mỗi một đám trùng lại bất ngờ xuất hiện một con giáp trùng to lớn. Chúng chính là phệ kim trùng cùng hơn 10 đầu hậu tuyển trùng vương. Nhưng không kể đàn kim trùng hay là những con trùng vương kia, giờ phút này hành động dường như có chút ngây dại. Chỉ là vẫn chấp động đôi cánh trôi nổi giữa không trung, trong lúc nhất thời không có hành động gì khác. Chương 2181, trùng biến có điều khối lôi cầu chẳng biết kiêng rè lao xuống, ngay lập tức nó tạo thành một mảng sấm chớp vọt vào giữa đàn trùng. Khối cầu điện nửa đen nửa trắng ập đến làm hơn 10 cặp vệ kim trùng ở giữa nhảy loạn lên. Ngoài ra còn không ít con bị sét đánh cháy đen rồi là tả rời xuống giống hệt như mưa vậy. Tuy là vệ kim trùng có thân thể hầu như không thể phá hủy, nhưng sự công kích kinh khủng của chân lôi kiếp vẫn khiến cho chúng bị thương rất nặng. Nhờ có thân thể mạnh mẽ nên vẫn giữ được tính mạng, chỉ có điều chúng không thể không lập tức hôn mê ngay tại chỗ. Nhưng khi quả cầu điện đánh vào hơn 10 con phệ kim trùng chuẩn bị thành trùng vương lại càng khiến cho chúng kích động hơn. Lập tức chúng phát ra những tiếng kêu to đến chói tai, làm hàng vạn con phệ kim trùng khác đều ông lên như ong vỡ tổ rồi lao tới đánh về quả cầu điện. Chỉ trong nháy mắt chúng đã bao kín lấy làm cho quả cầu trở thành màu vàng rực, rồi liều mạng cắn nuốt lôi điện bên trong đó. Mà ngay khi đàn trùng xông tới, mặt ngoài quả cầu nửa trắng nửa đen cũng tung ra rất nhiều tia sấm chớp đan vào nhau, rồi không hề khách khí đánh vào những con côn trùng. Kể từ đó, tất nhiên là quả cầu điện ở giữa đàn trùng càng lúc càng nhỏ đi, mà đàn phệ kim trùng trưởng thành cũng không thể chống cự thêm nữa rồi trở nên hôn mê bất tỉnh. Chỉ vài nhịp thở trôi qua, tất cả số phệ kim trùng trưởng thành đều bị quả cầu đánh cho hôn mê rất xuống đất. Chỉ còn lại hơn 10 con dự bị làm trùng vương là vẫn cực kỳ hung hãn bám chặt lấy bề mặt quả cầu mà điên cuồng cắn xé. Dù vậy thì khối cầu điện cũng chẳng quản đến bọn chúng làm gì, trong tiếng gầm rú nó lao xuống dưới thẳng về phía Hàn Lập. Đến lúc này thể tích của quả cầu nửa trắng nửa đen so với khi mới hiện ra chỉ còn lại cỡ một phần tư. Nhưng dù thế thì thể tích của nó vẫn lớn hơn một trượng, ngoài ra xung quanh là tràn ngập các rạch chấp lượn lờ, uy thế cực kỳ kinh người. Nhờ có đàn vệ kim trùng cầm chân nên Hàn Lập cũng đã thi triển xong biến thân trong niết bàn thánh thể. Vừa nhìn thấy quả cầu đang lao xuống, con vượn khổng lồ bị ma hóa này hét lên một tiếng rung chuyển trời đất, thân hình nó tỏa ra hào quang màu tím rồi điên cuồng phóng lớn lên đến mấy trăm trượng đồng thời bốn cánh tay mới mọc của nó đặc như thực chất đột nhiên hướng thẳng lên trời cao. Ngay lập tức trên người con vượn hiện lên một tầng linh văn màu bạc. Nó chuyển động một vòng rồi tất cả cùng tề tụ về phía sáu cánh tay, sau đó hóa thành những pháp trận tạo bằng ký hiện có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Hào quang màu bạc sáng chói, tiếp đó là một tiếng phanh vang lên, ánh sáng trên sáu cánh tay chợt tắt đi, để lại trên bề mặt là tầng tầng các mảnh che tay màu bạc lập lòe, đang che kín như bưng từ ngón tay tới tận đầu vai. Nhưng nếu ai đó quan sát tỉ mỉ thì có thể thấy được bộ giáp tay được tạo bởi vô số mảnh ghép lại này. Cứ mỗi mảnh lại được tạo bởi một cái pháp trận nhỏ li ti, tỏa ra khí thức thần bí lạ thường. Vậy mà trong cùng một lúc Hàn Lập lại vận dụng cả niết bàn thánh thể, kinh chập quyết lại còn có thêm bách mạch luyện bảo quyết nữa. Đây là lần đầu tiên hắn vận dụng cả ba loại thần thông khác nhau trong cùng một thời điểm. Lúc này hắn cảm thấy trong cơ thể mình có thêm một luồng sức mạnh như muốn xé rách cả trời đất. Vì vậy nên đối với đòn cuối cùng này, hàn lập cũng tự tin hơn rất nhiều chỉ thấy bốn cánh tay trong lớp sáp màu bạc khẽ co lại rồi bất ngờ vỗ nhẹ về phía trời cao làm cho không trung phía trước phát ra những tiếng rách vỡ vang trời bốn cánh tay hơi mở ảo đi sau đó nó hóa thành bốn cái ảo ảnh màu bạc khổng lồ đồng loạt đánh lên quả cầu nửa trắng nửa đen đang lao xuống từ giữa không trung vang lên một tiếng nổ làm cho đất trời rung chuyển ảo ảnh bàn tay màu bạc khổng lồ vậy mà lại đặc như là thực chất 10 ngón tay như những cái móc câu bấu chặt vào làm non nửa khối cầu bị ép tan đi. Còn lòng bàn tay lại phun ra một luồng lực mạnh kinh hồn hung hăng đánh về trung tâm khối cầu. Khối cầu điện nửa đen nửa trắng liền nhỏ đi rất nhanh. Nhưng những tia chấp hai màu của nó cũng không kiêng rè gì mà điên cuồng ăn miếng trả miếng lên bốn cái ảo ảnh cánh tay khổng lồ. Mà mỗi một bàn tay màu bạc đang bị sấm chấp đánh này đều mang theo sức mạnh kinh người của con vượn khổng lồ đã vận dụng biến thân trong niết bàn thánh thể trong nháy mắt màu bạc của nó mau chóng ảm đạm đi, khí tức cũng suy yếu hơn rất nhiều. Chỉ trong khoảnh khắc bốn cánh tay màu bạc đã bị hàng trăm đợt sấm chớp đánh lên, nó cũng khiến cho khí tức của Hàn Lập đang biến thành cự viên bị ma hóa giảm đi hơn nửa. Nhưng đúng lúc này con vượn đứng phía dưới lại giống to, bốn ảo ánh cánh tay mà bạc lại phình lớn hơn trước một lần. Mười ngón trong bốn cánh tay khổng lồ phân ra trên dưới bao kín lấy quả cầu điện vào bên trong. Tiếp đó chúng không thèm để ý đến những đợt sấm sét đang công kích mỗi lúc một mạnh hơn mà mỗi lòng bàn tay liền tỏa ra hào quang màu bạc đến chói mắt. Ở trong màn ánh sáng màu bạc, vô số ký hiệu năm màu tràn ra làm cho đạo lực ở lòng bàn tay tăng vọt lên mấy lần. Các ngón tay cũng thuận theo luồng lực này đan lại với nhau, đem khối cầu bằng lôi điện lúc này đã nhỏ lại rất nhiều bóp vỡ ra. Khối cầu bị bóp vỡ tung thành vô số tia chớp đen trắng điên cuồng tấn công khắp nơi. Trong phút chốc bốn cánh tay màu bạc bị những tia chớp này đánh cho tan nát. Con vượn khổng lồ bên dưới liền há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bốn cánh tay được che phủ bởi vô số mảnh giáp màu bạc trở nên đau đớn rồi vỡ vụn ra, hóa thành nhiều đốm sáng bàng bạc mà tan đi. Mà hơn trăm khối cầu điện nửa trắng nửa đen trên cao không còn bị ngăn cản, trùng liền chớp lên rồi lao xuống như mưa bổ vào thân thể của cự viên. Trong lúc này, vô số tiếng sấm chớp vang lên liên miên. Từng đoàn tia xét nửa đen nửa trắng bao kín lấy thân thể của con vượn. Phù phù con vượn khổng lồ dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể mình mà cắn răng chống chịu. Đến lúc này nó đã không gắng ngượng nổi từng đợt sấm chấp nữa, thân hình to lớn của nó ngã ập xuống làm cho đất đai nơi đó rung lên. Nhưng dạch chấp nửa đen nửa trắng cũng bám theo thân hình của con vượn mà đánh thêm mấy lượt nữa rồi tiêu hao hết uy lực. Giờ phút này tên vùng đất gồ ghề nhấp nhô chỉ còn lại một con vượn khổng lồ với chi chít những vết thương trên cơ thể. Nó đang nằm im không nhúc nhích, lớp phải màu vàng tím quanh người đã bong đi gần hết để lộ ra từng mảng lông cháy đen, nhìn thật thê thảm. Trên trời cao, khi khối cầu điện cuối cùng tan vỡ tan cũng là lúc cái hang động ở giữa đám mây đen lé lên rồi biến mất. Trong khoảnh khắc này, ngoại trừ đám mây tối đen trong không trung đang từ từ trôi nổi, còn lại không hề biến hóa hay có thêm loại dao động nào khác. Điều này thật khiến cho người ta cảm thấy mọi thứ yên tĩnh đến mức quỷ dị. Ha ha, thật không hổ danh là chân lôi kiếp, nhưng muốn lấy tính mạng của ta à, còn thiếu một chút nữa. Phía mặt đất bên dưới bỗng vang lên một trận cười ha hả, dường như có ai đó đang rất khó nén nổi sự hưng phấn trong lòng mình. Chỉ thấy trên thân con vượn vốn đang nằm thẳng cẳng kia bỗng tỏa ra những vệt sáng tím vàng chạy qua chạy lại, thế rồi lớp vảy vàng, linh văn hay cái sừng trên đầu đều từ từ biến mất. Cùng lúc đó, cơ thể của nó thu nhỏ lại, không lâu sau nó đã khôi phục lại hình người. Chân tay của Hàn Lập khẽ cử động rồi chậm chậm đứng dậy hắn nâng khẽ hai tay rồi chậm chậm đánh giá lại toàn bộ cơ thể của mình chỉ thấy ngoài trừ khuôn mặt hắn tái nhợt không còn lấy một giọt máu còn lại khắp thân thể thì hoàn toàn không hề có vết thương nào điều này là nhờ khả năng tự phục hồi mạnh mẽ của cơ thể hắn ngay lúc hắn giải trừ trạng thái biến hình của mình những vết thương trên thân thể cũng mau chóng tự lành lại tất nhiên là những thương tôn ẩn sâu bên trong mà hắn mắc phải không nhẹ chút nào muốn chữa khỏi hoàn toàn cũng phải mất khá nhiều thời gian những bỗng nhiên, trên cao truyền xuống vô số tiếng động. Hàn lập ngẩn ngơ, hắn không thể không chăm chú nhìn lên. Đúng là hơn 10 con vệ kim trùng sắp thành trùng vương kia vẫn an ổn sau khi bị lôi tiếp đánh, lúc này nó đang phát ra từng tiếng kêu quái dị. Một cảnh kỳ lạ hiện ra, đáp theo tiếng kêu của hơn 10 con vệ kim trùng kia, mặt đất phía dưới cũng dấy lên những âm thanh vù vù. Từng con côn trùng cánh cứng màu vàng đang hôn mê bắt đầu nhổm dậy rồi lũ lượt kéo nhau bay lên trời. Tiếp đó chúng liền bao vây xung quanh mỗi con trùng chuẩn bị thành trùng vương ở trên cao. Lúc này con nào con nấy múa loạn cặp cánh, bao lấy con côn trùng màu tím ở giữa mà biểu lộ ra thái độ cực kỳ thù địch. Hàn lập thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ, hắn không lưỡng lự giơ tay lên không chung, đồng thời miệng hắn huyết thật lớn như muốn kêu gọi tất cả những con côn trùng này trở về. Ngược lại lại với mong muốn, cảnh tượng tiếp theo càng làm cho lòng hắn trầm đi. Những con vệ kim trùng này chỉ ông ông xôn xao lên vài lượt rồi bỏ mặc mệnh lệnh của hắn qua một bên. Hàn lập thầm hoảng sợ, vẻ mặt hắn rất ngưng trọng như muốn thi chiên loại bí thuật khác để mạnh mẽ ép bức đàn côn trùng. Nhưng cũng chính khoảnh khắc này, dưới sự kích động của những con vệ kim trùng sắp thành trùng vương kia, hơn 10 đàn côn trùng ông lên, sau đó cứ đàn này lại nhắm về phía đàn khác ở gần nó mà tấn công. Lập tức trên không trung truyền xuống từng tiếng sàn sạt, mấy vạn con vệ kim trùng liền hóa thành một đám mây màu vàng thật lớn con nào con nấy đều cực kỳ hung tàn, thỉnh thoảng có có cảnh một con này bị hơn chục con khác bao lấy mà cắn xé. Hơn 10 con phệ kim trùng sắp thành trùng vương kia đang điên cuồng cắn nuốt sạch sẽ những con trùng bình thường khác bên cạnh. Cứ mỗi khi hàm răng của chúng há ra là hầu hết đám côn trùng bình thường ở xung quanh bị cắn sạch sành xanh. Hàn lập thấy vậy sắc mặt chợt đổi, mà đạo pháp quyết đang chuẩn bị được hắn đánh ra cũng lập tức bị đình chỉ lại. Lúc này vẻ mặt hắn biến đổi liên tục, tựa như không cách nào đưa ra quyết định được nhưng bỗng nhiên trên trời cao lại vang lên những âm thanh hơ hơ cực kỳ quái dị trong đám mây đen đang quay cuồng vô số khối cầu sáng màu đen xì liền nhanh chóng hình thành nhìn kỹ lại thì trong mỗi khối cầu này lại chứa thêm ảo ảnh của một con quỷ nào đó chúng to có nhỏ có trắng có đen có con nào con nấy thét lên những âm thanh kỳ quái tiếng thì thô giáp cao vút tiếng thì nhỏ bé mơ mơ màng màng chả có âm thanh nào giống nhau có điều những âm thanh này lại làm cho thần thức của người ta trở nên hoảng hốt thiên ngoại ma đầu, Hàn Lập thấy vậy, đôi mắt liền co quắp, sắc mặt cũng trở nên u ám. Cuối cùng hắn không dám để ý đến đàn côn trùng đang cắn nuốt nhau nữa mà đành phải quay về chăm chú quan sát bầu trời trên cao. Dường như cùng với lúc này, ở giữa đám mây đen trên kia bỗng quay cuồng kịch liệt. Một hồi âm thanh thánh thoát như tiên nhạc truyền đến, tiếp đó là từng tia sáng màu xám trắng tràn ra từ trong đám mây. Những tia sáng này ngưng tụ với nhau tạo thành một khuôn mặt mờ mờ màu xám. Ở giữa đám mây lớn khuôn mặt đang quay cuồng không ngừng rồi chậm rãi bay tới gần Hàn Lập. Hàn Lập chỉ thấy gương mặt xám trắng trong màn mây hơi lóe lên. Tiếp theo thân thể mình bỗng dưng nhẹ như bông, tâm thần cũng trở nên mơ màng. Cuối cùng lại thấy mình xuất hiện trong một không gian mới hoàn toàn xa lạ. Chương 2182, thần lôi dọa lui ma. Sự cẩn trọng chợt hiện lên trong mắt của Hàn Lập, hắn cúi đầu nhìn lại cơ thể mình, vẻ mặt chợt đổi. Chỉ thấy lúc này dáng người hắn trở nên hơi gầy gò hơn. Tuy rằng quần áo mặc trên người vẫn giống hệt như trước kia, nhưng mấy cái vòng chữ vật, nhẫn nuôi linh thú đều biến mất hút. Càng kỳ lạ hơn là khi dùng thần niệm quan sát lại thì thấy chẳng biết từ lúc nào khuôn mặt mình đã khôi phục lại dáng vẻ như năm 13-14 tuổi, da thịt chẳng những không hề đen đúa như trước mà trở thành trắng noãn như ngọc. Nguyên thần xuất khiếu, sao xem ra là tâm ma kiếp đã bắt đầu rồi. Hàn lập sờ bâng quơ lên khuôn mặt của chính mình, hắn tỏ ra hơi kỳ quái rồi lẩm bẩm Đúng lúc này trong đầu của Hàn Lập chợt truyền đến một giọng cười nửa nam nửa nữ rất quái dị. "Thằng nhóc, chúng ta lại gặp nhau. Bổn tọa không ngờ được rằng trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi có thể tiến đến bước này. Có điều lúc này bản thể của ta đã đến đây, cho dù ngươi có là chân tiên chuyển thế cũng tuyệt đối khó vượt qua nổi tâm ma kiếp này." Cùng lúc với tiếng cười quái dị, ngay giữa bầu trời xám xịt bóng hiện ra một khuôn mặt quỷ xanh ngắt. Sau đó nó thẻ cái lưỡi ra liếm liếm môi, nhìn Hàn Lập cười đầy ác ý cái đầu quỷ thật to này chính là thiên ngoại ma quân đã gieo thù kết oán với hàn lập năm đó hiện giờ nó nhân dịp tâm ma kiếp của hàn lập để cách không đưa bản thể đến đây thật vậy sao còn ta lại không ngờ rằng người lại ngu ngốc đến nỗi cứ xuất hiện trước mặt ta kia hàn lập trả lời lạnh như băng bây giờ còn dám ngoa mồm chút nữa bổn tỏa sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không được mà chết cũng không xong thiên ngoại ma quân thét lên cực kỳ giận dữ lời còn chưa nói xong mà cái đầu quỷ tỏa ra hào quang màu đen rồi lớn lên cuồn cuộn. Hàn Lập đang trong bộ dáng của một thiếu niên đứng bên dưới. Gương mặt bỗng lóe lên sát ý, hắn há miệng phun ra ba đốm sáng màu vàng to như nắm tay không một tiếng động. Tia sáng chợt mờ đi, bằng một cách quỷ quái nào đó chúng liền xuất hiện cách gương mặt của con quỷ có vài tấc. Nhìn lại thì đây đúng là ba khối đồ vật có hình lăng trụ. Mặt ngoài chúng tỏa ánh vàng chói mắt, mà còn được điểm thêm chi chít những ký hiệu màu đỏ tươi hơn nữa một đầu của nó lại nhọn hoắt như một cái mũi thương vàng óng không ổn tuy rằng thiên ngoại ma quân chưa nhận ra ba vật này là thứ gì nhưng cảm giác mách bảo rằng sự nguy hiểm đang tới gần làm cho lòng nó rất lo lắng cái đầu quỷ của nó liền vội vàng chớp lên như muốn hóa thành một đám xương đen mà bay đi nhưng đúng lúc này hàn lập chỉ ngón tay về ba đóm sáng ở xa xa đồng thời miệng hét lớn nổ trong tích tắc ba vật màu vàng có hình dáng như cái mũi thương bất ngờ bùng nổ vô số cuộn lửa cùng những rạch chớp màu vàng rực tuôn ra bao trọn lấy cái đầu quỷ đang sắp biến thành khí đen kia. Đồng thời chúng còn phát ra những tiếng nổ trầm trầm liên miên. Không, đây là kim cương diệt ma lôi, làm sao ngươi có được vật này, đám khí màu đen trong làn sáng vàng mau chóng tan mất. Mà tiếng kêu của thiên ngoại ma quân chẳng những cực kỳ thảm thiết mà còn mang theo nỗi căm hận khó tín. Việc này cứ đợi đến khi ngươi hóa thành cho tàn rồi hãy lo lắng vẫn chưa muộn. Hàn lập cười lạnh lẽo rồi há to miệng, không ngờ lại có thêm bốn đốm sáng cùng bay ra đừng vội mơ mộng quá sớm ngươi tưởng là chỉ với mấy khối diệt ma lôi này là có thể giết chết được ta sao thiên ngoại ma quân kêu to đám khí đen còn sót lại đột nhiên uốn éo liền đó lại nổ tung thành những sợi tơ đen chúng hơi nhoáng lên rồi bắn nhanh về khắp bốn phương tám hướng chỉ tiếc là có vẻ như hàn lập đã chuẩn bị trước sắc mặt hắn trầm xuống những ngón tay lại run khẽ vào trong hư không Bốn đốm sáng vàng rực lập tức lóe lên rồi xuất hiện tại bốn hướng khác nhau chặn trước những sợi tơ đang bỏ chạy. Tiếp đó là cả bốn đồng loạt nổ tung, biển lửa và sấm chớp ngùn ngụt tràn ngập cả trời đất. Hầu hết những sợi tơ đen ở trong biển hào quang vàng rực đều bị đốt cháy thành cho tràn. Chỉ còn sót lại hơn 10 cái may mắn thoát khỏi phạm vi công kích. Phải ra xa đến hơn trăm trượng chúng mới dám tụ lại với nhau, lần nữa trở lại làm một cái mặt quỷ. Có điều lúc này khuôn mặt quỷ chỉ còn nhỏ như cái chậu rửa mặt, thân hình mơ hồ nhợt nhạt, tất nhiên là nguyên khí của nó đã bị tổn thương rất nặng. Cái đầu quỷ vừa mới hiện lên đã tỏ ra rất giận dữ. Nó thét một tiếng dài thê lương rồi hóa thành cái ảo ảnh đầu quỷ lớn hơn 10 trượng, dồn toàn bộ sức lực xót lại lao thẳng đến Hàn Lập. Nhung Hàn Lập bỗng cười rất bí hiểm, tay áo run lên, trước mặt lại hiện ra bảy đốm sáng màu vàng, chúng chợt lóe lên rồi bắn vút tới cái đầu quỷ. Ảo ảnh của con quỷ thấy vậy liền hoảng hốt la lên. Vẻ giận dữ trên mặt nó biến mất, thay vào đó là tiếng kêu á hết sức kỳ quái. Liền đó thân hình con quỷ uốn éo hóa thành một đoàn khói đen bắn vọt đi. Từ trời cao truyền xuống vài tiếng gió rít, ánh sáng màu đen liền hoàn toàn biến mất khỏi không trung. Nhưng sau đó trên bầu trời xám xịt cao vút bỗng truyền đến âm thanh nửa nam nửa nữ đang vô cùng tức giận của thiên ngoại ma quân. Thằng nhãi nhân tộc, lần này ta bị ngươi sỏ mũi, nhưng chớ vội vui mừng quá sớm. Đợi đến khi ngươi độ kiếp phi thăng, cũng chính là lúc ta đợi ngươi ở giới diện của ma quân bọn ta lúc đó cho dù ngươi có kim cương diệt ma thần lôi cũng đừng hòng tiến vào tiên giới giọng nói ầm ầm vang khắp bầu trời nhưng vừa nói xong nó lập tức im bặt sắc mặt của hàn lập hơi đổi nhưng hắn liền thở phào nhẹ nhõm bàn tay khẽ đảo bảy đốm sáng màu vàng quay tròn một vòng rồi vụt bay về chờ sau khi hai tay của hàn lập trà sát với nhau xong chúng liền biến thành bảy quả cầu điện màu vàng rực rỡ bề mặt còn lập lòe những sợi chớp điện chớp nháy liên tục xem ra đây không phải là kim cương diệt ma thần lôi chân chính Hàn Lập mỉm cười, tay áo run lên đem bảy khối cầu vàng óng này cất đi. Cũng không thể nói bảy quả cầu vừa rồi là đồ giả, có điều chúng chỉ là những khối kim cương diệt ma thần lôi chưa hoàn chỉnh mà thôi. Từ lúc Hàn Lập có được tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành, cứ mỗi khi rảnh rỗi là hắn lại bí mật luyện chế loại thần lôi này. Chỉ là tài liệu luyện chế nó cực kỳ ít, kể cả khi hắn có vô số lá kim lôi trúc nhưng các loại tài liệu khác lại rất khó kiếm. Hơn nữa tỷ lệ luyện chế thành công cũng rất thấp. Ngay cả với khả năng của tu sĩ hợp thể hậu kỳ, lại tiêu phí rất nhiều thời gian nhưng Hàn Lập chỉ luyện chế được 7 khối mà thôi. Còn những khối đang dở dang này thì chưa thể nào hoàn thành được. Ngay lúc có ý định đột phá chướng ngại vào đại thừa, Hàn Lập đã tính toán kỹ lưỡng chuyện chống lại thiên ngoại ma quân. Vốn dĩ tâm ma kiếp đã cực kỳ khó vượt qua, vậy mà lại có thêm thiên ngoại ma quân cứ ở một bên quấy giày thì xác suất thành công thật là nhỏ bé. Chính vì vậy hắn vận nát óc mới nghĩ ra một kế, liên tục quăng ra hết Diệt Ma Thần Lôi đánh cho tên ma quân bị thương thật nặng. Sau đó mới lấy bảy khối giả dọa cho đối phương bỏ chạy một phen. Với uy lực khủng khiếp của loại thần lôi chuyên dùng để đối phó với ma vật này, dù cho thần thông của Thiên Ngoại Ma Quân ngang với tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng dưới thủ đoạn nửa thật nửa giả của Hàn Lập cũng đành phải bỏ chạy cong đuôi. Cũng may là vào lúc trước khi đột phá chứng ngại đại thừa, Hàn Lập đã mang thần lôi luyện hóa thành một thể với nguyên thần của mình như vậy khi ở trong không gian kỳ dị này mới có thể bất ngờ phóng thần lôi ra đối địch còn mọi chuyện xảy ra sau này đều hệt như suy tính của hắn thiên ngoại ma quân bị bảy khối thần lôi đầu đánh cho trọng thương tiếp đó lại thấy thêm bảy khối nữa mà không bị dọa cho chạy bán sống bán chết thì mới là chuyện lạ lúc này thiên ngoại ma quân đã bị dọa cho bỏ chạy còn đối với tâm ma kiếp thì hàn lập khá tự tin vào thần niệm mạnh mẽ của mình về phần thiên ngoại ma quân sẽ đến quấy nhiễu khi mình độ kiếp để phi thăng Việc này làm cho lòng của Hàn Lập hơi trầm xuống nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao đây cũng là việc của không biết bao nhiêu năm tháng sau này, cần gì phải vướng bận cho nặng bụng. Đối với Hàn Lập thì trước mắt phải vượt qua tâm Ma Kiếp, làm cho bản thân mình chính thức bước vào cấp bậc đại thừa kỳ mới là quan trọng nhất. Hàn Lập suy tính mọi việc rất nhanh, tiếp đó hắn gác mọi chuyện lại, hai mắt tỏa ra những tia sáng màu lam chói lóa nhìn về khắp bốn phương tám hướng xung quanh. Lúc này cảnh vật ở bốn phía quanh đó đã bắt đầu trở nên quay cuồng. Một lát sau, theo làn dao động trong hư không, từ bốn phương tám hướng bỗng hiện ra vô số con mắt màu xám lớn đến cả trường. Cái nào cái nấy đều đang tỏa ánh sáng năm màu mờ mờ rồi gắt gao nhìn vào Hàn Lập. Hàn Lập vừa đối mắt với thứ ánh sáng đó, thần thức của hắn lập tức trở nên mơ màng. Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên biến đổi, hiện giờ trước mặt hắn là một nơi có núi xanh nước biếc. Một ngọn núi không lớn lắm đang từ xa mau chóng hiện gần lại trong tầm mắt của hắn. Hàn Lập chỉ kịp thẳng thốt rồi phát hiện ra mình đang ở trong một thôn làng nhỏ ngai ngái mùi bùn đất. Mà chính mình cũng biến thành một thằng khoảng bé 6-7 tuổi, ao quần đầy những miếng vá, không cách nào nhìn ra được một chỗ lành lặn. Hơn nữa mình còn đang cùng nô đùa với những đứa trẻ trong thông. Cậu Hoa, Hắc Đản, Thiết Chu, trong khung cảnh này, những tình cảm được chôn giấu tận đáy lòng đã không biết bao năm của hắn chợt ùa về. Hắn không tự chủ được bèn gọi tên những đứa trẻ trước mặt nhưng không chờ tình cảm khác thường trong đáy lòng Hàn Lập kịp nổi lên, một cỗ năng lượng thần bí mạnh khủng khiếp lập tức tác dụng vào nguyên thần làm hắn cảm thấy nóng ran. Nhờ vậy mà hắn lập tức quên mất hết thảy, lúc này chỉ tập trung vào khung cảnh trước mắt, cùng chơi bắt que so đũa với những đứa trẻ, rồi cùng nhau cất tiếng cười dâm ran. Cách đó không xa, một bóng người nhỏ nhắn gầy gò lảo đảo chạy về phía bên này. Bóng dáng quen thuộc khiến cho Hàn Lập ngoái cổ, vui sướng reo lên tiểu muội, thân thể của Hàn Lập vẫn ngồi xếp bằng lặng im trong giải đất chúng. Huyệt thiên linh trên đỉnh đầu mở lớn, cái nguyên anh to lớn vàng rực cũng đang ngồi phía trước. Mà xung quanh họ là tràn ngập các loại khí xám quay cuồng. Những đám khí bụi này đang bao vây thật chặt, hơn nữa lâu lâu lại có vài ảo ảnh hay đầu lâu của loài quỷ quái hay ma vật nào đó lao ra. Bọn chúng có con màu trắng, con thì lại màu đen. Nhưng chỉ cần bọn chúng vừa tiến vào phạm vi cỡ ba bốn trường là bị những tia chớp vàng óng trong cơ thể của Hàn Lập bắn ra một tiếng nổ vang lên mấy con ma quỷ liền bị đánh tan thành mây khói những con khác thấy vậy liền hoảng sợ bỏ chạy về chỉ là một lát sau chúng lại không đè nén nổi sự tò mò mà lén lén tiến lên ở đỉnh núi xa xa ngân nguyệt đứng sóng vai với chu quả nhi cả hai đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía trung tâm giải đất còn trên đỉnh núi khác ngay bên cạnh giải đạo nhân vẫn ngồi khoanh chân trên một khối đá lớn hai mắt nhắm nghiền có vẻ tình hình của hàn lập không đáng để cho hắn phải chú ý chương 2183, tâm ma kiếp. Giữa không trung trên cao có một chiếc gương màu xám mờ đang lơ lửng bất động. Tấm gương tỏa ra hào quang năm màu chấp động, trên bề mặt nó phun ra những loại hình ảnh mơ hồ biến đổi không ngừng. Nếu cẩn thận quan sát lại thì những hình ảnh này lại giống như trăng soi đáy nước, không sao nhìn rõ được. Mà ở bên ngoài vùng ma khí, những con vệ kim trùng vẫn bất cần chẳng thèm để điều gì vào mắt mà điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Sau một thời gian dài như thế, toàn bộ bầy trùng chỉ còn lại có mấy trăm con mà thôi. Hơn nữa những con phệ kim trùng sắp trở thành trùng vương còn trắng trợn lao đến những con sót lại mà cắn giết. Những con phệ kim trùng bình thường mặc dù tức giận, cùng nhau tiến hành phản kích. Nhưng rõ ràng là không cách nào đối kháng nổi những con sắp trở thành trùng vương kia, tất cả đều bị cắn nuốt. Sau đó không lâu, trên thân thể của những con côn trùng màu tím đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Mọi việc vẫn tiếp tục, thời gian trôi qua từng chút một không biết bao lâu sau trên không trung những con phệ kim trùng bình thường đã bị cắn nuốt tất cả chỉ còn lại những con sắp trở thành trùng vương mình đầy thương tích cuối cùng sau khi con phệ kim trùng bình thường cuối cùng bị cắn nuốt trong nháy mắt những con sắp trở thành trùng vương trên không trung thoáng một cái nhảy ngược ra sau dừng lại một chút rồi dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chầm những con khác xung quanh những âm thanh đáng sợ lại vang lên vù vù những con sắp trở thành trùng vương khẽ động hai cánh không chút do dự nhào tới lại tiếp tục cắn xé so với lúc trước thì màn tranh đấu lúc này càng thê thảm hơn. Tiếng ông ông thê lương liên tục phát ra, thi thoảng lại có mẩu cánh vỡ hoặc khúc chân gãy từ trên cao rơi xuống phía dưới. Vài con côn trùng màu tím tiếp tục cắn xé nhau, có con miệng phun ra làn sáng vàng nhảy nhẹ, hoặc có con lại biến hóa thân hình lúc lớn lúc nhỏ. Chúng đều liều mạng dốc sức thi triển thần thông của mình, muốn đem tất cả đối thủ nuốt vào trong bụng. Thế nhưng vào lúc này, thực lực của những con côn trùng màu tím không chênh lệch nhau quá lớn. Nếu như muốn phân ra thắng bại rõ ràng thì chắc chắn trong thời gian ngắn không thể thực hiện được, phải trải qua một màn chém giết dài thì mới có hy vọng hoàn thành. Cùng thời gian này, trong một không gian khác, Hàn Lập mang vẻ vẻ cười chất phác đang bị đám trai gái trong thôn đẩy vào một căn phòng trang trí đầy khăn đỏ. Mọi người còn liên tục cầu chúc, sớm sinh quý tử, bên nhau tới đầu bạc răng long, rồi cùng tươi cười sau đó bỏ ra ngoài. Lại còn vội vàng khép cánh cửa còn thơm mùi gỗ mới lại. Trong nháy mắt căn phòng tân hôn chỉ còn lại hàn lập và một người nữa đang ngồi ngay ngắn trên chiếc giường gỗ sơn hồng trên đầu phủ một tấm lụa màu đỏ che đi gương mặt kiều diễm xinh xắn hàn lập lấy tay gãi gãi đầu chân tay có chút lóng ngóng mãi một lúc sau hắn mới đỏ mặt tiến về phía giường gỗ tân nương tử đêm nay của hắn là một người cùng sống trong thôn hàn lập cũng chưa từng gặp qua nhưng cũng từ miệng bà mối lưu nhị nghe được một chút thông tin thiếu nữ này là một người vô cùng khéo léo hơn nữa cũng rất khỏe mạnh tháo vát nếu không thì cha mẹ hắn cũng không chọn nàng, không tiếc bỏ ra một con heo, ba con dê con làm xính lễ xin cưới. Sau đó trong vòng nửa tháng liền tổ chức tiệc cưới, đón thiếu nữ này về làm dâu. Nhưng vợ của mình tên là gì nhỉ? Thanh Mai, Xuân Uyển hay là Tiểu Linh? Đột nhiên Hàn Lập cảm giác được bản thân có chút hoảng hốt không thể lý giải, rõ ràng lúc trước còn nhớ rõ tên của người vợ này, vậy mà giờ phút này đầu óc lại trở nên mơ màng. Hắn chỉ cảm thấy mấy cái tên kia đều vô cùng quen thuộc, nhưng hình như cũng không phải là quen. Nhưng chuyện này chẳng quan trọng lắm, nữ tử kiều diễm kia bây giờ đã là vợ của mình, chẳng lâu nữa cũng sẽ giống như đại tẩu, sinh cho hắn hai, ba, thậm chí là một đám con cái. Rồi vợ chồng hắn cũng sẽ như cha mẹ bây giờ, từng ngày từng giờ nhìn con cái lớn lên, sau đó lại nhìn chúng dựng vợ gả chồng. Hàn Lập đã tới bên giường gỗ, sắc mặt có vẻ hoảng hốt, nhưng trong lòng cũng có chút kỳ quái, không hiểu tại sao trong đầu mình tự nhiên lại xuất hiện nhiều ý nghĩ lộn xộn như vậy không giống với những lời cầu chúc có chút châm chọc của mọi người trong thôn, có lẽ là do hắn đã đem toàn bộ tâm tư đặt lên mơ ước mà bấy lâu mình vẫn có. Theo bản năng, hắn thở ra một hơi, rốt cuộc cũng có thêm vài phần mạnh dạn, thân hình khẽ động, cánh tay vươn ra nắm lấy tấm khăn che mặt của cô dâu. Thân hình cô dâu theo đó khẽ run lên, vòng eo không hiểu sao cũng có chút uốn éo, giống như đang lo lắng vậy. Hàn lập cảm thấy mồm miệng khô ran, tăng thêm một chút súng khí rồi giật khăn che mặt của cô dâu xuống, xuất hiện trước mắt Hàn Lập là một gương mặt không trắng, nhưng cũng tạm coi là được, có chút ngượng ngùng không dám nhìn lên. Hàn Lập cười ngây ngốc, trong nội tâm vô cùng thỏa mãn. Tiện tay ném chiếc khăn sang một bên, miệng thì thào muốn hướng tới nữ tử kia nói cái gì, đột nhiên trong cơ thể có một cỗ khí lạnh bốt từ đan điền tỏa ra, nhanh chóng thốc lên não. Ngay sau đó, một tiếng oanh nổi lên, trí nhớ bị phong ấn lập tức tuôn ra ảo ạt. Nụ cười tươi trên mặt Hàn Lập đột nhiên đông cứng lại. Nữ tử trước mắt cảm thấy kỳ lạ, vội vàng đứng dậy hướng Hàn Lập cúi đầu thi lễ, cất giọng nói dịu dàng. Phu quân, ánh mắt Hàn Lập chấp động, thần trí dường như đã khôi phục hoàn toàn, hắn không trả lời, vẻ tươi cười trên gương mặt cũng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cái nhìn chăm chú và khác thường lên người thiếu nữ trước mặt. Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi nói một câu, biến hóa không tệ, đáng tiếc giả mãi là giả, không thể qua mắt được ta. Muốn nhốt ta trong hư ảo vĩnh viễn dễ như vậy sao? Lời vừa dứt, tay áo hắn run lên, tia sáng màu xanh lạnh lẽo bắn về phía thiếu nữ xoay một vòng sau đó chém ả ra thành hai đoạn thi thể kia lập tức ngã nhào xuống giường máu tươi chảy ra ào ào khắp nơi trong không khí đều tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc hàn lập nhìn thi thể nữ tử trên đất vẻ mặt không chút biểu tình cười lạnh đến lúc này mà vẫn không từ bỏ ý định lại còn muốn dùng chướng nhãn pháp để che giấu sao thế thì đã quá coi thường hàn mỗ rồi vừa dứt lời ngón tay của hắn đã nhúc nhích một tiếng sét đánh vang lên tia điện màu vàng chợt lóe rồi bắn ra từ đầu ngón tay hắn, hướng thẳng tới mảnh thi thể trên mặt đất. Oanh, hai mảnh thi thể lập tức hóa thành làn khói đen bay đi. Nhưng Hàn Lập sớm đã có phòng bị, vội vàng bấm niệm pháp quyết. Tia chớp màu vàng bỗng nhiên đổi hướng đánh chính xác vào đám khí. Một tiếng kêu thê lương vang lên, từ trong hắc khí bị diệt đi một phần truyền ra giọng nói dữ dằn của đàn ông. Hàn tiểu tử, người đừng có vội đắc ý, lần này mặc dù ta không thể thành công, nhưng chỉ cần ngươi vẫn ở trong tâm ma kiếp thì ta vẫn có biện pháp cho ngươi trải qua 10 kiếp, trăm kiếp làm người người thường. Ta không tin không tìm ra sơ hở trong tâm cảnh của ngươi. Đến lúc đó còn sợ không làm gì được ngươi sao, ta đã sớm tu luyện thành công luyện thần thuật, thần niệm của ta có thể so sánh với tu sĩ đại thừa kỳ, tâm tình đã hợp nhất với linh hồn. Cho dù ngươi là ma tâm của ta thì cũng không thể làm tâm thần ta dung chuyển được đâu. Hàn lập nhìn chằm chằm vào đám khí đen cười ha ha, có vẻ như không thèm để tâm chút nào thật sao ngươi đừng có vội dương dương tự đắc chớ có quên từ một góc độ nào đó mà nói ta chính là ngươi mà ngươi cũng chính là ta ngươi có trí nhớ có tình cảm bổn tỏa cũng nắm rõ như lòng bàn tay những gì ngươi ấn tượng sâu nhất nhưng sự tình ngươi khó quên nhất đều không thể giấu giếm được ta mặc dù tâm ngươi bây giờ vững như bàn đá thì sao ta không tin sau trăm ngàn lần luân hồi ngươi còn có thể che giấu được sơ hở của mình chỉ cần ngươi có một lần sơ hở hặc hặc gióng nói đàn ông trong cuộn khí đen lại vang lên rồi còn phát ra một tiếng cười như điên dại hàn lập nghe vậy thì sắc mặt hơi đổi nhưng cũng không chờ hắn kịp nói gì cỗ khí đen ở phía xa liền lóe lên sau đó bùng nổ ra một cỗ năng lượng kỳ dị bao trùm cả trời đất cảnh vật bốn phía lập tức vỡ vụn hào quang màu ngà sữa lóe lên một lúc sau hàn lập bất ngờ xuất hiện trong một thế giới hoàn toàn khác đây là một tòa nhà của một gia đình giàu có trong dãy nhà có đủ các loại hoa tươi cỏ xanh một con đường đá nhỏ uốn lượn, chạy tới một cái cổng vòm. Ở cổng vòm có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, tầm 15, 16 tuổi đang cười cười nhìn về phía hắn. Sư huynh, nếu như ngươi là sư huynh của ta, lần đầu tiên gặp sư muội lẽ nào lại không có lễ vật nào. Thiếu nữ duỗi cánh tay trắng bóc về phía hắn đắc y nói. Mặc phủ, mặc thải hoàn, hàn lập đối với những thứ này vô cùng quen thuộc nên lập tức nhận ra vị trí của mình cùng với tên của thiếu nữ đang đứng trước mắt, trong miệng không tự chủ được thốt lên trả lời sư muội muốn có lễ vật gì đây có đồ trang sức châu báu hay thứ gì thú vị cũng được ta không bắt bẻ đâu nếu không cho ta bảy tám ngàn lượng bạc cũng tạm coi là được coi như huynh đã vượt qua kiểm tra thiếu nữ chấp chấp đôi mắt to trò làm ra vẻ khoan hồng độ lượng nói hàn lấp nghe được câu trả lời quen thuộc này thì khóe miệng co giật một cái đang định cười khổ thì đột nhiên có một lực lượng thần bí không thể ngăn cản đột một xuất hiện thần thức lập tức hoảng hốt quên hết thảy mọi chuyện trong đầu chỉ nhớ đúng một chuyện lúc tiến vào mặc phủ. Rời nhà, gia nhập thất huyền môn, bái mặc đại phu làm sư phụ, từ biệt lệ phi vũ, mỗi chuyện đều hiện lên vô cùng rõ ràng, dường như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra mà thôi. Hàn lập hầu như đáp lại theo bản năng một cách không hề lưỡng lự. 7. Tám ngàn lượng bạc ta làm sao có được, hay là sư muội đổi lấy cái khác đi? Thiếu nữ đảo đôi mắt tròn to vài cái, trên mặt lộ ra một vẻ ủy khuất muốn khóc. Hàn lập thấy như vậy thì lập tức cảm thấy nhức đầu ở không gian bên ngoài thân thể của hàn lập cùng nguyên anh vẫn xếp bằng ở chỗ cũ không hề nhúc nhích nhưng ma khí bốn phía càng lúc càng nhiều lên xuất hiện một ít ma vật mạnh hơn ban đầu chúng bắt đầu xuất hiện ở xung quanh khu vực thân thể hàn lập đang ngồi không ngừng công kích tới tuy rằng đám ma vật này vừa tới đã bị hồ quang điện màu vàng đánh lui nhưng càng lúc càng có nhiều ma vật xuất hiện từ trong đám ma khí số lần chúng công kích cũng ngày một tăng lên cả đám lúc nhúc đang dùng ánh mắt thèm khát nhìn về thân thể của hàn lập chương 2184, hai yêu vương đến. Có vẻ như tình huống của hàn tiền bối lúc này không được tốt lắm, người cứ ngồi im như tượng đá từ nãy đến giờ, sẽ không gặp chuyện gì bất ngờ chứ. Trên đỉnh núi phía xa tít, chu quả nhi liếm môi tỏ vẻ lo lắng. Yên tâm đi, với thần niệm mạnh mẽ và tâm trí kiên định của mình, chắc chắn hàn huynh sẽ vượt qua tâm ma kiếp này. Thật không ngờ việc độ kiếp của huynh ấy lại làm nhiều thiên ngoại ma đầu kéo tới đến vậy, điều này quả là rất đặc biệt mà chúng ta cũng không thể trợ giúp được gì nhưng ngươi chớ nên lo lắng quá nhiều hàn huynh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đối phó với thiên ngoại ma đầu tin rằng huynh ấy còn nhiều mánh khóe khác chưa dở ra đâu ngân nguyệt nhíu mày cắn môi nhưng ngoài miệng vẫn nói lời an ủi con bé tuy chu quả nhi cũng hiểu là vì tiền bối linh lung bên cạnh đang rất lo lắng cho hàn lập nhưng khi nghe nói vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn vài phần tiếp đó dường như nó sực nhớ ra điều gì bèn quay đầu nhìn về đỉnh núi phía bên cạnh rồi thốt lên ngạc nhiên a à, sao lạ vậy giải tiền bối đi đâu mất rồi ngân nguyệt nghe nói vậy cũng trả tỏ vẻ ngạc nhiên mà quay qua ôn tồn nói với chu quả nhi vừa nãy có hai tên đang lại gần chỗ này ngay cả ta cũng không chắc có thể đánh lui được họ nên giải đạo hữu đã chủ động đi chặn họ rồi còn lúc này ta cũng phải đi gặp mấy tên không mời mà đến khác chỉ sợ tí nữa sẽ có nhiều người đến đây hơn nữa mà ta cùng giải huynh không thể về ngay lập tức được tạm thời ngươi hãy để ý đến mọi việc ở nơi này nếu vùng đất chúng này xảy ra chuyện gì thì nhớ báo tin cho chúng ta ngay nhé. Vừa dứt lời, bàn tay của Ngân Nguyệt khẽ mở, trong đó chợt có thêm một cái trận bàn màu nhạt bạc đang lấp lóe. Đây đúng là nhóm người của Hứa Thiên Vũ đang cảnh báo tin tức về cho Ngân Nguyệt. Người cứ yên tâm, vãn bối nhất định sẽ hết lòng làm việc. Chu Quả Nhi tỏ vẻ nghiêm túc, không lưỡng lự trả lời. Tốt lắm, ta đi đây. Ngân Nguyệt gật đầu rồi không trần chờ gì nữa, thân hình khẽ tỏa làn hào quang nhẹ nhẹ, hóa thành một vệt cầu vồng màu bạc bay vút đi. Lơ lửng trên bầu trời cách đó mấy vạn dặm, giải đạo nhân chắc hai tay sau lưng rồi lạnh nhạt nhìn xuống hai gã tu sĩ hợp thể kỳ phía dưới. Một tên trong đó có thân hình cao lớn khoác bộ áo bào màu vàng, mái tóc trên đầu được búi lại thành hai chiếc sừng trông rất kỳ quái, gương mặt bị bộ râu quai nón rậm rạp che đi mất hơn nửa, hai con mắt màu vàng sẫm làm cho người ta cảm thấy mê muội khi nhìn vào. Người còn lại là một thiếu phụ mày rậm mắt phượng, mũi ngọc miệng xinh. Toàn thân nàng được một bộ quần áo màu đen ôm lấy, trên người nàng còn toát ra một đám mây đen nhẹ nhẹ. Cả hai người này đều toát ra yêu khí, đúng là hai gã yêu tộc có tu vi hợp thể kỳ. Mà càng đặc biệt hơn là tu vi của thiếu phụ đã đạt đến hợp thể hậu kỳ. Nhưng lúc này hai tên có địa vị cao tuột đỉnh trong yêu đang đứng trước mặt giải đạo nhân. Chúng bị khí tức khủng khiếp của hắn đè ép làm quần áo bay phần phật, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Áp lực mà Giải Đạo Nhân truyền đến cho họ thật sự rất lớn, hơn xa những gì họ đã gặp khi đứng trước mặt Ngao Khiếu lão tổ trước đây. Đối với bọn họ, người thanh niên đứng đằng kia chính là một gã quái vật đại thừa kỳ. Bọn họ không có chút hy vọng nào chống lại được, đây là lần đầu tiên bọn vãn bối được gặp tiền bối, không biết có chỗ nào mạo phạm, mong tiền bối lượng thứ cho. Sắc mặt của thiếu phụ mặc váy đen đang cực xấu, nhưng nàng vẫn phải chỉnh đốn trang phục làm lễ ra mắt. Tuy nàng rất kinh sợ khi thấy một gã có tu vi khủng bố như giải đạo nhân đột nhiên chặn đường mình, nhưng trên mình đối phương chẳng có chút ma khí nào, điều này đã làm cho nàng an tâm hơn phần nào. Nếu không, một khi đối phương là gã thánh tổ nào đó của ma tộc thì hai người bọn họ đã sớm quay đầu chạy đi rồi. Chẳng những chạy mà còn phải chạy rất xa nữa là đàng khác. Các ngươi không cần phải biết đã mắc phải tội gì, nhưng từ bây giờ sẽ không được rời khỏi đây nửa bước khi chưa có sự cho phép của ta. Nếu không, giết ngay lập tức giải đạo nhân không hề thu lại luồng áp lực đáng sợ của mình mà tỏ vẻ đờ đẫn nói. Ở nơi này, ơ, mà có phải hiện tượng thiên văn lúc trước là do tiền bối tạo ra đúng không? Tên to cao có bộ dâu quai nón bên cạnh không nén được tò mò bèn thốt lên. Ngươi không cần quan tâm việc này, cặp mắt của giải đạo nhân chợt lóe, nhưng mặt khuôn mặt vẫn trả lời lạnh băng. Nếu tiền bối đã có lệnh thì vãn bối không thể không nghe theo. Tiền bối yên tâm, một khi hiện tượng thiên văn ở bên kia chưa chấm dứt, hai người bọn ta sẽ tuyệt đối không dám lộn xộn. Thâm tâm của thiếu phụ áo đen đang tính toán không ngừng, nhưng ngoài mặt nàng vẫn vâng lời không dám do dự. Giải đạo nhân nghe vậy, ánh mắt hắn lại nhìn về phía tên dâu quai nón. Nếu đây là ý của tiền bối, vậy vãn bối không dám kháng lệnh. Khuôn mặt của gã dâu rậm to con co quắp liên tục, cuối cùng đành cười gượng gạo đáp lời. Giải đạo nhân gật đầu rồi đem luồng khí thức khủng bố thu lại. Có điều hắn vẫn đứng tại chỗ, chẳng hề có ý định rời đi. Còn thiếu phụ và gã to cao liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hai người bọn họ, kẻ thì quăng ra một cái bánh xe đen xì, người lại ném tới một chiếc hồ lô vàng óng. Thân hình cả hai nhoáng lên, người nào người nấy đều ngồi khoanh chân trên pháp khí của mình. Nhưng trong âm thầm, hai gã yêu tộc này vẫn dùng một loại bí thuật vận dụng thần niệm cực kỳ hiếm thấy để trao đổi với nhau. Hắc Phượng đạo hứa, người có biết lai lịch của lão quái vật này không? Vừa không giống nhân tộc, cũng chẳng phải thành viên của yêu tộc chúng ta. Mà nếu là người của tộc khác, một khi có tu vi khủng khiếp cỡ này thì sao lại xuất hiện trên địa phương của hai tộc chúng ta chẳng lẽ hắn cũng vì hiện tượng kia sao mà từ khi nào hai tộc chúng ta cho người ngoại tộc tùy tiện ra vào vậy nhỉ thần niệm của gã có hàm quai nón hóa thành âm thanh rồi truyền đi bỗng nhiên trong đầu của thiếu phụ bỗng nhiên vang lên từng câu rất rành giọt mà giọng nói còn có vẻ mang theo đôi chút kính sợ nữa động thiên đạo hữu à chuyện này thực sự rất khó nói lúc ma tộc xâm nhập trước đây đã khiến cho tòa trận pháp siêu cấp của hai tộc chúng ta bị phá hủy không ít nếu người ngoại tộc có tu vi đại thừa muốn xâm nhập vào thực cũng không phải là chuyện quá ngạc nhiên nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu người này đã có tu vi đại thừa kỳ thì, thì vật kia cũng chả có tác dụng gì đối với hắn chắc là hắn xuất hiện ở đây không phải vì vật đó đâu chắc là đang làm việc gì đó mà lại vừa đúng dịp chúng ta vô tình chen ngang vào thôi cũng may là người này không dở lòng dạ hiểm ác để đối phó với chúng ta như vậy chúng ta cũng đỡ lo bị người ta giết người bịt miệng vẻ mặt của thiếu phụ áo đen vẫn không thay đổi chút nào nàng cũng thi triển bí thuật tương tự rồi truyền đến tai của gã to con hai người nam nữ này đúng là hai trong bảy gã đại yêu vương của yêu tộc thiếu phụ là tiểu quán của tộc hắc phượng còn gã to cao kia chính là người vô cùng thần bí động thiên thử vương năm đó hàn lập tham gia vạn bảo hội tại núi cửu tiên đã gặp mặt tiểu quán một lần nhưng tên động thiên thử vương này hắn mới chỉ được nghe giọng nói còn mặt mũi ra sao thì chưa thấy được. Tất nhiên bọn họ xuất hiện ở đây vào lúc này không phải là đi ngắm trắng hóng gió, hẳn là bỏi vì việc gì đó. Nhưng hai tên yêu vương này cũng không ngờ tới việc mình vừa mới chân ướt chân giáo đến giải núi này đã bị một gã đại thừa kỳ chặn ngay trước mặt. Hai người ôm một đống buồn bực trong lòng, nhưng trước mặt một gã đại thừa kỳ họ chẳng dám ôm lấy ý nghĩ sẽ ra tay ẩu đả với đối phương chỉ có thể hy vọng người này sớm xong việc rồi hào phóng từ bi cho mình đi đã là may lắm rồi. Điều này khó đoán lắm, ngay cả vật kia không có tác dụng gì đối với lão quái vật này, nhưng biết đâu lão ta đang canh cho con cháu tới lấy cũng nên. Ta và ngươi nếu bỏ qua nó, cũng có nghĩa là bỏ mất một cơ hội để tiến vào đại thừa kỳ. Ánh mắt của Động Thiên Thử Vương bỗng chuyển sang màu u ám. Nếu có thực là vậy cũng chỉ có thể trách vận may của chúng ta qua ít thôi. Chẳng lẽ Động Thiên huynh dám tranh giành với lão quái vật kia sao? Thiếu phụ áo đen hơi trầm mặc một lúc rồi thẳng thắn hỏi: "Nếu lão quái vật này đến vì vật đó thì tất nhiên là ta không dám tranh đoạt cái gì. Nhưng có đúng là như thế hay không, chỉ cần đợi hiện tượng Thiên Văn kia tan đi là sẽ biết thôi." Gã cao lớn râu rậm xoay xoay hai con ngươi một lúc mới lạnh lùng trả lời thiếu phụ. Thiếu phụ mặc váy đen hơi nhếch môi cười, tiếp đó cả hai đều im lặng không bàn tán thêm điều gì nữa. Một lúc sau, tên cao to râu ria cũng đành ngoan ngoãn nhắm mắt điều dưỡng tinh thần. Dường như giải đạo nhân không hề hay biết hai người bên dưới vừa trò chuyện với nhau, hắn chỉ im lặng lơ lửng ở không trung trên cao. Mà ở một giải núi khác, Ngân Nguyệt thả ra một pháp tướng sói bạc rất sống động như thật. Dưới sự điều khiển của nàng, pháp tướng này đang lao vào tấn công một đám ma tộc mới vừa xuất hiện. Nơi pháp tướng đi qua, vô số vệt sáng màu bạc lóe lên làm cho vô số ma tộc bị phân thây. Tay chân, mảnh cơ thể của bọn chúng liền rơi rụng là tả. Oanh, một tiếng nổ đinh tai. Mặc dù ảo ảnh con sói rất lớn nhưng nó vẫn bị một tên cổ ma có hai đầu bốn tay dùng một cái khiên lớn cản lại. Con cổ ma này cao khoảng 3 đến 4 trượng, khuôn mặt xấu xí, bốn cánh tay phân biệt cầm bốn món ma khí là khiên, thẻ, chùy, trượng. Tấm khiên lớn vừa được thả ra đã chắn lấy con sói đang tấn công đến như mưa rơi gió thổi. Vẻ hung ác chợt lóe lên trên khuôn mặt tên ma tộc. Ba cánh tay còn lại chợt nhoáng lên, ba cái ma khí mang theo ba luồng gió gào thét điên cuồng đánh lên thân hình con sói phía trên ảo ảnh con sói chỉ kịp chu lên một tiếng chói tai rồi tan đi cùng lúc đó ngân nguyệt đứng ở cao vút phía xa xa cũng bị ảnh hưởng bởi tâm thần liên hệ chặt chẽ với pháp tướng của mình nàng há miệng ộc ra một ngụm máu tươi làm thắm đỏ bộ quần áo màu bạc trước ngực tuy nàng đã có tu vi hợp thể kỳ nhưng thời gian từ lúc tiến vào cấp bậc này còn chưa đủ lâu lại càng không thể so sánh với tên cổ ma thường xuyên phải trải qua chém giết kia vì vậy thực lực của nàng cũng không thể là đối thủ của tên ma tộc này được Tên cổ ma cao cấp thấy vậy bèn cười khuẩy, thân hình hắn bỗng nguồn éo rồi hóa thành một làn khói đen, biến mất không thấy đâu nữa. Ngay lập tức, không gian trên đỉnh đầu ngân nguyệt khẽ dao động. Thân hình của cổ ma chợt hiện ra, cánh tay của nó hơi động, bốn kiện ma khí liền hung hăng ập tới. Ngân nguyệt thấy vậy liền nghiêng người tránh né, nhưng đã không kịp rồi. Lúc này khuôn mặt nàng tràn ngập vẻ kinh hoàng sợ hãi. Có điều vào ngay lúc đó, một lưỡi dao nhọn màu xám mờ mờ chợt hiện ra sau lưng gã cổ ma mà không gây tiếng động nào. Nó chấp lên liền lướt qua cổ của gã ma tộc, ngay lập tức một cái đầu to tướng của gã cổ ma rơi xuống, tiếp đó là cột máu cao đến vài thước phung lên tung tóe. Chương 2185, chém tâm ma. Tên cổ ma bị mất đầu, bốn kiện ma khí trong tay liền rơi xuống, còn thi thể lắc lư mấy cái rồi mới ngã quỵ. Lúc này, vầng trăng mờ ảo phía trên lóe lên ánh sáng mờ nhạt sau đó là một bóng người uốn éo mấy cái, dần dần hiện rõ. Chỉ thấy đó là một thiếu nữ mặc áo đen, dáng người thon thả. Nàng mang mặt nạ hình sói, hai tay đeo đôi bao tay màu đen dày kín đáo, một chút da thịt cũng không lộ ra ngoài. Lão ảnh, may mà lần này có người giúp, Ngân Nguyệt vừa thấy mặt nữ tử kia thì sắc mặt lập tức giãn ra, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích. Không có gì, ta là ảnh vệ của tiểu thư, tất nhiên phải có nhiệm vụ bảo vệ người. Nhưng đề phòng bất chắc, hay là chúng ta nên đem những tên ma tộc còn lại giết hết đi? Ảnh vệ khẽ cười rồi nhẹ nhàng trả lời. Tốt, lão ảnh ra tay thì những tên ma tộc kia làm gì còn cơ hội nào chạy thoát nữa? Ngân Nguyệt vui mừng, không hề lưỡng lự gật đầu đồng ý. Lão ảnh cũng gật đầu, thân hình chấp động, lập tức hóa thành một vệt hình ảnh mờ mờ bay vào giữa đám ma tộc. Từng vệt sáng sám chấp động liên tục, đám ma tộc lập tức bị chặt ngang ra làm hai, một chút phản ứng cũng không có. Mà ở bên kia, Ngân Nguyệt cũng bắt đầu niệm pháp quyết, ngân quang sau lưng lóe lên, một ảo ảnh sói bạc cực lớn lại hiện ra. Pháp tướng được ngưng tụ lần này so với lúc trước thì mở ảo hơn rất nhiều. Nhưng như vậy là đủ để đối phó với đám ma tộc còn lại rồi. Pháp quyết vừa niệm xong, ảo ảnh của con sói hét một tiếng thật dài. Sau đó liền lao thẳng vào giữa đám ma tộc bắt đầu giết chóc. Chỉ trong thời gian một chén trà, mười mấy tên ma tộc có tu vi không kém đã bị hai người ngân nguyệt đồ sát không còn một mống. Trên một đỉnh núi nhỏ cách đó không xa, Hứa Thiên Vũ cùng mấy tên đệ tử hứa ra thấy đám ma tộc có tu vi không kém gì nhóm của mình bị diệt trong khoảnh khắc thì chỉ biết trợn mắt há mồm, toàn thân trở nên lạnh ngắt. Sự mạnh mẽ của cao thủ hợp thể kỳ đã vượt xa khả năng tưởng tượng của các nàng. Trong không gian tâm ma kiếp, lúc này có một tòa cung điện rộng lớn xây tại trên một đỉnh núi cao. Bên trong có gần ngàn tên vạm vỡ đang túm tụm bên mấy chục cái bàn dài, đang ăn uống cực kỳ náo nhiệt. Trên mặt bàn có đầy đủ các loại sơn hào hải vị cùng những vỏ rượu thơm lừng khiến cho mọi người cao hứng ăn uống không một chút kiêng kỵ nào cả ở cung điện có kê một cái bàn tám người trên ghế bành lúc này có hai người đang ngồi một người trong đó là một thanh niên tuấn tú dáng vẻ khôi ngô hắn mặc áo bảo bằng gấm màu đen bên hông có một thanh đao lúc này đang nhìn về phía đám thuộc hạ với một ánh mắt vô cùng cao hứng mà ngồi đối diện với hắn là một thanh niên tuổi tác tương đương mặc áo bảo màu xanh da thịt hơi ngăm đen tướng mạo bình thường người này chính là hàn lập nhưng lúc này Hàn Lập một mực im lặng, ngồi uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, giống như trong lòng đang có vô vàn tâm tư. Trên vai hắn có một con chim nhỏ màu vàng đang đậu, còn sau lưng lại là một gã cao lớn, thân mặc áo bào xanh lục, trên vai còn khoác áo choàng che kín toàn thân. Hàn sư đệ, từ khi hai huynh đệ chúng ta thống lĩnh thất huyền môn, trong ngắn ngủi vài năm đã xương bá ở Kinh Châu rồi, đây thật sự là một việc đáng mừng. Xem ra, tiếp theo chúng ta có thể mở rộng thế lực sang mấy châu lân cận. Ta tin tưởng không mất nhiều năm nữa, Thất Huyền môn chắc chắn có thể trở thành một trong những thế lực siêu cấp ở nước Việt. Bổn môn có thể đi tới bước này cũng là nhờ vào một thân pháp lực của sư đệ. Nào, sư huynh mời sư đệ một ly. Gã thanh niên có dáng vẻ anh tuấn bỗng nhiên nhìn Hàn Lập cười nhẹ, tiện tay cầm lấy bầu rượu, rót đầy vào cái ly trống rỗng rồi ném về phía Hàn Lập. Cánh tay của Hàn Lập khẽ động, một tay bắt lấy chén rượu, nhưng hắn cũng không lập tức uống ngay mà cứ cúi đầu nhìn chén rượu ngon một hồi, sau đó thở dài nói: lệ sư huynh huynh thật sự muốn ta uống ly rượu này sao lời này của đệ là sao chẳng lẽ rượu do vi huynh mời có vấn đề ư sắc mặt của thanh niên anh tuấn chợt đổi nhưng vẫn cố duy trì nét tươi cười hỏi lại hai mắt hàn lập nheo lại đột nhiên tay động một cái tất cả rượu trong chén đều đổ xuống mặt đất xì si, xì si, một tiếng mặt đất bị rượu đổ xuống lập tức nổi lên một đoàn lửa xanh biếc thanh niên có gương mặt anh tuấn thấy một màn này thì sắc mặt trở nên khó coi bàn tay khẽ động lập tức đặt lên chuôi thanh đơn đao bên hông. Nhưng Hàn Lập lại không nặng không nhẹ nói ra một câu. Mặc dù ngươi đối xử với ta như thế, nhưng ta lại không hề trách ngươi chút nào. Lời này của sư đệ là có ý gì? Hừ, chuyện cho tới lúc này, ta cũng không giấu giếm nữa. Một núi không thể có hai cọp, thất huyền môn cũng chỉ có thể có một môn chủ mà thôi. Bây giờ ta và ngươi, sẽ chỉ có một người được bước chân ra khỏi nơi đây. Thanh niên anh Tuấn kia nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, giọng điệu âm trầm nói. Người quả nhiên không phải là hắn chân chính, chẳng qua chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Lệ Phi Vũ lẽ nào lại không biết trí nguyện to lớn của Hàn Lập ta là gì sao? Làm sao lại có thể sinh ra cái ý nghĩ muốn tranh giành quyền lực chứ, thật nực cười. Hàn Lập cười nhạt, nói ra một câu khiến cho thanh niên đối diện phải ngẩn người. Nhưng không chờ thanh niên kia nói gì, Hàn Lập phất áo vào hư không, trong tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm màu xanh dài ba thước rồi chém tới chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, gã to con mặc áo lục sau lưng lập tức bị thanh kiếm chém trúng. Một tiếng cắt xé vang lên, hai mảnh thân hình vừa bị chém rời ra lập tức hóa thành hai cỗ hắc khí bay lên trời. Sau khi màn quỷ dị này diễn ra, cả thanh niên anh Tuấn và đám vệ sĩ to con đang nhao nhao uống rượu phía dưới lập tức biến mất. Thậm chí một khắc sau đó, một tiếng nổ như bong bóng vỡ vang lên, cả tòa cung điện cũng biến mất. Một lần nữa cảnh vật lại ngưng tụ rõ ràng hàn lập thình lình xuất hiện trên một con đường vừa dài vừa rộng một đám tu sĩ luyện khí chúc cơ nô nước đi ngang qua hắn nơi này đúng là một phường thị của tu sĩ cấp thấp ở nhân giới ánh mắt hàn lập vừa quét qua thấy nơi này có chút quen thuộc tiếp đó tâm thần của hắn rơi vào trạng thái hoảng hốt sau đó trí nhớ biến mất một vòng luân hồi mới lại bắt đầu cứ như vậy hắn giống như đang đi từ thế giới này qua thế giới khác không ngừng luân hồi những cảnh trong mơ nhiều thì mấy trăm năm Ít thì vài chục năm, cái nào cũng vô cùng chân thật khiến cho hắn lạc trong thế giới ấy. Chí nhớ bị phong ấn nên hoàn toàn không có chút tâm tư hoài nghi nào. Nhưng thần niệm của Hàn Lập thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa còn có bí thuật tăng cường cho thần niệm nên trong lần luân hồi nào cũng có thể không sớm thì muộn tự cởi bỏ sự phong ấn tâm thần làm mình thanh tỉnh lại. Sau đó kiên trì hết lần này qua lần khác tìm cho ra kẻ do tâm ma biến thành, một chiêu giết đi, sau đó thoát khỏi khúc luân hồi đó. Ở thế giới bên ngoài, trong hàn lập độ tâm ma kiếp giỏi lắm cũng chỉ cỡ một, hai canh giờ. Nhưng trên thực thế trong không gian của tâm ma hắn đã vượt qua hơn 10 lần luân hồi. Nhưng số lần luân hồi tăng lên thì thời gian hàn lập tự cởi bỏ phong ấn trí nhớ trong thế giới của tâm ma kiếp cũng nhanh theo. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, kinh nghiệm luân hồi trong thế giới tâm ma cũng nhiều lên. Mỗi lần luân hồi đều nhanh chóng kết thúc, số lần luân hồi theo đó tăng lên. Ở thế giới bên ngoài đã qua nửa ngày sau cũng có nghĩa là Hàn Lập đã vượt qua hơn trăm lần luân hồi ở trong không gian tâm ma kiếp. Cứ mỗi lần thoát ra từ trong giấc mơ, sắc mặt của hắn lại càng chấn định nhiều hơn. Trong hơn trăm lần luân hồi ấy, tâm ma của hắn không những biến ảo thành cha mẹ, tiểu muội, lệ phi vũ, những người thân, bạn bè, mà sau đó còn biến ảo ra thành người vợ xinh đẹp nam cung huyền hay cả những hồng nhan chi kỷ như tử linh, ngân nguyệt. Nhưng tất cả đều bị Hàn Lập không chút nào khách khí chém giết sạch. Thậm chí có người còn xuất hiện trong mấy lần luân hồi liền. Điều này khiến cho tâm ma của hắn cảm thấy kinh sợ, mặc dù biến ảo thành cả mặc đại phu, cực âm tổ sư hay đám kẻ thù mạnh bạo của Hàn Lập nhưng vẫn không có tác dụng gì. Trong không gian tâm ma kiếp, Hàn Lập đem một ngón tay trên bàn tay vàng trói mắt chậm rãi rút ra khỏi ngực một lão già tóc bạc có vẻ mặt tràn đầy hoảng hốt. Phốc, một ngọn lửa bạc từ trong lồng ngực lão già tràn ra biến hắn thành một bó đuốc. Phục, lão già bị ngọn lửa thiêu đốt hóa thành khí đen bay vút lên trời. Sau khi thoát khỏi sự thiêu đốt của ngọn lửa, tia khí này bèn biến thành một cái mặt quỷ, mang theo vẻ giận dữ thét lớn. Hừ, lần luân hồi này cũng bị ngươi khám phá ra. Tiểu tử ngươi đúng là tâm ngoan thủ lạt, đối với sư phụ có công nuôi dưỡng nhiều năm như vậy mà cũng thẳng tay chém giết, một chút trần trừ cũng không có. Chí nhớ của ngươi cùng lắm là mới thoát khỏi phong ấn, ngươi không sợ giết nhầm người sao. Ngươi không cần quấy nhiễu tâm tình của ta, những lần luân hồi đầu ta còn do dự một chút, nhưng hiện tại đã qua gần trăm lần luân hồi làm tâm thần ta đã được tôi luyện thêm một bậc, sao còn có thể sai lầm được mà ngược lại ta thấy người hình như đã có vẻ mất kiên nhẫn rồi không tìm thấy nhược điểm trong trí nhớ của ta không tìm ra một người nào có thể làm dung chuyển tâm thần ta người thật sự đang làm trò cười cho ta xem rồi đó hàn lập trả lời một cách rừng dưng vậy sao vậy lần luân hồi tiếp theo bổn tỏa sẽ trực tiếp biến thành tiên của chân tiên giới ta chờ xem ngươi sẽ giết sạch như thế nào dường như tâm ma của hắn thẹn quá hóa giận trong miệng phát ra tiếng gầm uy hiếp nho nhỏ đừng có nói mạnh mồm ngay cả ta còn chưa từng thấy chân tiên chính thức ngươi có bản lĩnh biến hóa sao huống hồ ta không nghĩ là ngươi còn cơ hội biến ra thành cái dạng gì nữa đâu trên mặt hàn lập hiện ra một nét cười bí hiểm lập tức một vệt kiếm xanh biếc lóe lên trong không trung cánh tay bắt chụp tới sau một chút chấn động một kiếm dài có màu xanh nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn cánh tay hàn lập khẽ rung lên hắn không thèm nói thêm một từ nào đã lập tức chém thẳng vào khuôn mặt quỷ huyền thiên kiếm không thể nào, tại sao người có pháp lực để sử dụng vật này? Mặt quỷ vừa thấy một màn này lập tức sợ hãi hét lên. Tiếp đó động tác của nó cũng không chậm chút nào, thân hình uốn éo rồi hóa thành một tia khí đen né đi. Nhưng đã muộn, lưỡi kiếm còn chưa chém xuống mà đã xuất hiện một cỗ năng lượng có ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Giống như thể nó cuốn theo cả không gian vào một nhát kiếm này vậy. Chương 2186, tiến cấp đại thừa. Cái mặt quỷ rất sợ hãi nó cố gắng vặn vẹo đủ kiểu nhưng dưới sức ép của pháp tắc, dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ là một cái bóng đen lắc lư mà thôi. Tuyệt đối không thể tiếp tục hóa thành khí đen mà trốn đi được. Với thực lực của ta giỏi lắm là vận dụng được một chút huy lực của thanh huyền thiên kiếm này, mới lại có cố hết sức cũng chỉ chém được một kiếm. Nếu là lúc nãy thì chắc người có thể thoát được sự trói buộc của pháp tắc, nhưng sau hàng trăm lần luân hồi đã khiến người yếu đi, để xem ngươi sẽ làm cách nào đây. Hàn lập cười lạnh lẽo, thanh kiếm xanh ngắt trong tay hơi run lên rồi chợt biến mất giữa không trung. Ngay sau đó, không trung bên trên khuôn mặt quỷ chợt vang lên tiếng phốc. Một vầng sáng màu xanh chợt hiện ra không gây tiếng động nào, xoay một vòng trọn trịa rồi áp xuống. Không, tâm ma của Hàn Lập nhìn thấy vầng sáng màu xanh rất bình thường này lại như gặp phải đại họa. Nó sợ hãi hét lên inh ỏi, nhưng cho dù nó có la hét thế nào thì vầng sáng xanh vẫn ấp đến. Tiếp đó mặt quỷ phát ra một tiếng bụp, bị ép thành làn khí màu đen rồi hút thẳng vào bên trong. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, làn khí đen bị quầng sáng nghiền nát, không bao giờ có thể hồi phục lại nữa. Mà dường như cùng cưới lúc tâm ma biến mất, bầu trời màu xám ngắt phía trên nổi từng hồi ù ù, bốn phía xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết gãy vỡ, có vẻ như nó đang chuẩn bị sụp xuống. Hàn lập rất vui mừng, hắn không trần trừ phất tay vào hư không phía trước. Một vệt sáng chợt lóe lên, cả không gian này liền tiêu tan đi mà không để lại tiếng động nào. Tiếp đó, trên cánh tay của Hàn Lập chớp lên vệt sáng xanh. Lưới kiếm vừa biến mất lúc nãy lại chợt hiện ra, lóe lên rồi chìm nhìm vào dưới lớp da không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian này nổ tung, rồi hóa thành vô số đốm sáng li ti mà tan đi. Thân hình là nguyên thần của Hàn Lập chợt mờ ảo, sau đó hắn hóa thành một đoàn hào quang màu vàng bay vụt đi. Ở ngoài giải đất chúng, chiếc gương sám bỗng phát ra tiếng vỡ giòn tan một vệt sáng màu vàng chợt lóe lên từ vết nứt của chiếc gương rồi nhập thẳng vào nguyên anh của hàn lập nguyên anh nãy giờ vẫn lặng im không nhúc nhích nhưng bỗng nhiên nó thét lên như rồng ngâm tỏa ra hào quang vàng rực sau đó liền hóa thành một vệt sáng bay trở về trong thân thể hàn lập mở to hai mắt lúc này từ cơ thể của hắn tỏa ra một cỗ khí tức cuồn cuộn lớn như cả bầu trời vậy toàn bộ không dân gần quang đó bỗng vang lên từng hồi sấm những đám mây vốn đang lơ lửng bên trên mau chóng tan đi thay vào vào đó lại là cơn thủy triều như một đám mây rực đang từ khắp nơi cuốn đến. Tiếp đó chúng hội tụ với nhau ở giữa giải đất chúng, biến thành một biển mây năm màu bao lấy thân hình của Hàn Lập vào giữa. Trong biển sáng bỗng ngưng tụ ra một sợ tơ, bên trong nó còn ẩn chứa một cỗ năng lượng thần bí nào đó, rồi kêu lên veo veo bắn tới Hàn Lập. Chỉ khoảng nửa khắc sau, Hàn Lập bị vô vàn sợ tơ quấn kín mít. Cứ hết sợ này trồng lên sợi khác mà tới, cứ như là che già măng mọc vậy. Khoảng một tuần trà trôi qua, lúc này Hàn Lập đã hóa thành một cái kén trôi nổi bồng bình giữa biển sáng năm màu. Những giải sáng năm màu chảy tới không ngừng, chẳng những thế chúng còn phát ra từng trận nổ đinh tai, giống như đang bị một điều gì đó vô cùng khủng khiếp thao túng. Bốn phương tám hướng xa xa bên ngoài giải đất chung, ban đầu còn xuất hiến thêm bảy vòng mặt trời sáng rực. Nhưng giờ phút này chúng đã biến mất hơn nửa chỉ còn lại ba cái treo lủng lẳng trên không trung. Ba vòng mặt trời này tỏa ra ánh sáng ảm đạm, từ mỗi vòng phun ra một luồng sáng mờ mờ như một con suối nhỏ chảy thẳng vào trong biển sáng. Ở tầm thấp trong không trung cách đó mấy vạn dặm, giải đạo nhân ngước mặt nhìn về phía ba cái mặt trời đang lơ lửng trên cao, chẳng có chút biểu tình nào. Mà tên to cao có hàm dâu quai nón và thiếu phụ mặc váy đen đang ngồi trên cái bánh xe với chiếc hồ lô tròn bên cạnh đó thấy vậy liền như hít nhầm phải một ngụm khí lạnh. Cả hai liếc mắt nhìn nhau rồi thốt lên, tam dương quán thể. Người nào người nấy đều tỏ vẻ không thể tin nổi. Tam dương quán thể, vậy mà thằng nhỏ họ hàn lại đột phá cấp cảnh giới đại thừa thành công. Một giọng nói cũng ngập trần nổi kinh sợ bỗng vang lên ở giải núi khác. Người vừa nói đúng là thiếu nữ mang mặt nạ sói bạc làm người ta không thể nào nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt. Có điều dựa vào tia sáng kỳ lạ trong con mắt nàng thì những lời nói vừa rồi được xuất phát từ nội tâm chứ không hề giả dối. Cái gì, Hàn Huynh đã vượt qua tâm ma kiếp sao? Nãy giờ Ngân Nguyệt đứng bên cạnh nhìn chăm chú ba vòng sáng ảm đạm, trong lòng còn mang cảm giác hơi lo lắng. Nhưng khi nghe rõ điều này liền mừng rỡ vội vàng hỏi. "Đúng vậy, lúc này hắn đã thoát khỏi không gian tâm ma, cũng đang lợi dụng thiên địa nguyên khí cùng thái dương chân tinh để đúc lại thân thể. Với thực lực vốn có của hắn, không biết thần thông khi tiến vào cảnh giới đại thừa kỳ sẽ tăng đến trình độ nào. Ít nhất là lệnh tổ không phải là đối thủ của hắn." Lão ảnh trả lời không hề khách khí, mà trong giọng nói còn mang theo ý tứ rất kiêng kỵ đối với Hàn Lập. Còn Ngân Nguyệt nghe vậy lại vui mừng quá đỗi. Đồng thời ở một khu rừng rậm gần đó, hiện tượng kỳ lạ trên không trung làm cho sắc mặt của hứa thiên vũ tái nhợt, nàng sợ hãi thì thầm. Tam dương quán thể, tu sĩ đại thừa, điều này là thật sao? Phía trước có người đột phá chứng ngại đại thừa, hơn nữa người đó đã thành công rồi. Mà người bảo vệ lại là yêu tộc, chẳng nhẽ người này cũng là một tu sĩ đại thừa kỳ của yêu tộc kế tiếp ngao khiếu tiền bối ư. Những tên tu sĩ của hứa ra đứng sau nàng không hiểu cái gì là tam dương quán thể nhưng khi nghe ba chữ đại thừa kỳ lọt vào tay thì liền lờ mờ đoán ra được điều gì đó lúc này cả đám đều trợn ngược con mắt cái miệng trề ra không biết nói sao cho phải khó trách tại sao biểu hiện của bọn chúng lại như thế đối với những tu sĩ đến từ hứa ra này mà nói đại thừa kỳ là một thứ gì đó trên cao tít rất xa xôi bình thường họ đã không thể nhìn thấy ngay đến cả những lời đồn đại họ cũng rất hiếm khi được nghe vậy mà lúc này hứa thiên vũ lại nói cách đó không xa còn có một gã tu sĩ mới tiến cấp đại thừa kỳ thành công điều này sao có thế không khiến bọn họ hoảng sợ cơ chứ mặc kệ trong lòng đám người hứa thiên vũ cùng với các tu sĩ của hứa gia đang có mưa to gió lớn đến đâu đi nữa nhưng đứng dưới sự giám sát của lão ảnh cùng với ngân nguyệt làm bọn họ không dám làm chuyện gì khác chỉ có thể ôm đầy kinh hãi mà đứng chờ trong khu rừng rậm thời gian cứ thế trôi qua Tuy mới cỡ hai canh giờ nhưng đối với những người đang lo lắng như Ngân Nguyệt thì giống như cả tháng trời đằng đẵng vậy. Cái kén ở giữa biển sáng nơi giải đất chúng xa xa trở động, bỗng một làn hương thơm mát lạ ùa ra, tràn về các phía, càng ngày càng đậm. Rắc rắc, cái kén sáng chợt nứt ra một vết nứt nhỏ xíu, bên trong chợt tràn ra từng tràng tiếng phạn thanh thoát như tiên nhạc. Kèm theo đó là vô số ký hiệu như những cánh hoa màu vàng quay nhịp nhàng quanh cái kén sáng. Oanh, toàn bộ cái kén mở rộ những âm thanh tiến phản cũng đột một đình chỉ, muôn vàn đốm hoa màu vàng liền bị một cơn gió thổi bay đi khắp nơi rồi tan biến mất. Chỗ cái kén lúc này bỗng hiện ra một hình người da rẻ màu tím vàng, đúng là Hàn Lập vừa đúc lại thân thể xong. Một lát sau, làn hương thơm nát tảo ra trên thân người chợt nhạt dần. Hào quang quanh thân cũng tắt đi, khuôn mặt của Hàn Lập liền hiện ra, mang theo dáng vẻ tĩnh lặng như nước. Lúc này từ khuôn mặt, vóc dáng đến trang phục của Hàn Lập đều y hệt như lúc trước. Có điều thân thể hắn lại cao thêm vài tấc, nhưng cũng không phải là biến hóa gì quá lớn. Hàn lập cúi đầu quan sát lại thân thể của mình, hai tay siết chặt thành nắm đấm, trong lòng vui mừng như điên. Trách không được tại sao khi trở thành tu sĩ đại thừa kỳ lại có thể dễ dàng nhìn nát tu sĩ hợp thể. Chưa nói đến việc pháp lực tăng thêm mấy lần, mà thân thể sau khi được đúc lại cũng mạnh mẽ hơn nửa so với trước đó. Nhưng biến hóa quan trọng nhất của việc tiến cấp đại thừa kỳ chính là Nguyên Anh trong cơ thể đã chính thức trưởng thành, lúc này nguyên anh của hắn đang ngồi trong đan điền so với trước đây thì khác biệt rất lớn tuy nguyên anh vẫn nhỏ nhắn như trước kia nhưng khuôn mặt của nó lúc này đã trưởng thành hơn trên thân còn được phủ thêm một tấm áo dài dường như nó chính là hình dáng của hàn lập được thu nhỏ vậy hàn lập dùng thần niệm kiểm tra toàn bộ thân thể của mình hắn không phát hiện ra chỗ nào không ổn nhưng trong lòng khó đẻ nén nối nỗi hưng phấn hắn ngẩng cố hét lên một tiếng cao vút đến tận chín tầng mây tiếng huyết gió hào hùng mà trầm bổng như mưa to gió lớn âm sau núi đuôi âm trước mà truyền đi khắp bốn phương tám hướng làm cho cây cối nghiêng ngả đất đá trên núi rơi xuống ầm ầm thật là kinh người tiếng huyết kéo dài khoảng một tuần trà mãi đến lúc này hàn lập mới phát tiết hết nỗi hưng phấn nhờ vậy mà tiếng huyết cũng chịu dừng lại mà lúc này từ chân trời xa xa chớp động vài vệt sáng ngân nguyệt cùng giải đạo nhân dẫn theo vài người khác bay đến gần khu đất chúng riêng chu quả nhi ôm theo nỗi vui sướng khôn cùng đã đến gần rồi cung kính đứng cạnh hàn lập chúc mừng hàn đạo hữu đã tiến cấp đại thừa thành công từ giờ trở đi đạo hữu đã tạm đủ điều kiện để trở thành chủ nhân của ta chỉ cần hoàn thành thêm vài yêu cầu nữa thì ta sẽ xem ngươi là chủ nhân chính thức hai mắt của giải đạo nhân lóe sáng trước khi những người khác kịp thời đến đây hắn đã vội quan sát hàn lập vài lượt sau đó lại nói một câu khiến cho hàn lập kinh hãi cái gì trở thành chủ nhân của huynh giải huynh đang trêu chọc ta à nếu cứ là tu sĩ đại thừa kỳ là có thể trở thành chủ nhân của huynh thì chẳng phải đã có rất nhiều thánh tổ của ma tộc làm được sao vẻ mặt của hàn lập biến đổi liên tục hai mắt cũng nhíu lại điều kiện đầu tiên để trở thành chủ của ta đó là ngoại trừ đạt đến cấp bậc đại thừa kỳ còn phải thường xuyên cung cấp năng lượng cần thiết cho ta mà những thánh tổ của ma tộc lại không thể thực hiện được việc này bây giờ hàn đạo hữu có muốn nghe các yêu cầu khác luôn không giải đạo nhân đờ đẫn đáp thời thì ra là vậy có điều nơi này không phải chỗ nói chuyện, hãy để sau này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Hàn Lập hơi giật mình, sau đó hắn cẩn thận cân nhắc lại. Tốt thôi, việc này cứ theo ý của Hàn Đạo Hiếu. Giải đạo nhân gật đầu đồng ý, Hàn Lập cũng gật đầu, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Hắn không nhịn được bèn liếc mắt nhìn giải đạo nhân, lúc này hắn vừa tiến cấp đại thừa kỳ, mà dường như trí khôn của con cua trước mặt cũng tăng theo không ít. Phía bên kia đám người ngân nguyệt đã bắt đầu bay vào khu vực gần đó, từng vệt sáng đang từ từ hạ xuống. chương 2187, người quen cố thần bí. Ngân Nguyệt vừa thấy Hàn Lập, sau khi nhìn hết từ trên xuống dưới, trên mặt liền hiện lên vẻ tươi cười, nói ra một tiếng chúc mừng. Chúc mừng Hàn Huynh tiến giai đại thừa thành công, từ nay về sau Huynh chính là vị lão tổ đại thừa kỳ thứ ba của nhân yêu hai tộc rồi. Xem ra tiểu muội từ giờ trở đi phải lễ phép với Huynh như một vị tiền bối rồi. Ngân Nguyệt, người đang diễu cợt Huynh sao? với giao tình của ta và ngươi mặc dù hàn mỗ tiến giai đại thừa rồi nhưng vẫn chúng ta là bạn bè ngang hàng mà thôi hàn lập mỉm cười không có chút lưỡng lự trả lời ngân nguyệt nghe thấy vậy trong lòng rất đỗi mừng rỡ hàn tiền bối là ngươi ư ngươi thực sự đã tiến giai thành tu sĩ đại thừa kỳ rồi sao đứng phía sau ngân nguyệt hứa thiên vũ cẩn thận đánh giá hàn lập một hồi lâu cuối cùng cũng không dám khẳng định đành phải cất tiếng hỏi hàn lập nghe vậy khẽ giật mình lúc này mới nhìn tới phía người mới xuất hiện, lập tức phát hiện ra đó là người quen biết cũ. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra vẻ giống như cười mà không phải cười. Về phần phu nhân mặc váy đen cùng với đại hán có dâu quai nón cũng dùng ánh mắt kinh sợ nhìn về phía tu sĩ đại thừa mới tiến giai hàn lập, trong lòng cùng giật mình không thôi. Có điều so với động thiên thử vương thì vị phu nhân do hắc phượng vương biến thành trong lòng còn kinh hãi gấp mấy lần. Năm đó nàng đã từng gặp mặt hàn lập một lần, nhưng ngày đó Hàn Lập mới chỉ là tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Nghĩ tới điều đó trong lòng nàng không khỏi giật mình, Hàn Mỗ không nghĩ tới khi mình tiến giai đại thừa lại có thể nhìn thấy người quen cũ ngày xưa, thật là một điều rất đáng mừng. Hứa đạo hiếu, hóa thân huyết hồn của băng phách đạo hiếu bây giờ có được khỏe không Hàn Lập cuối cùng đã mở miệng, hướng thẳng tới hứa thiên vũ nhàn nhạt hỏi. Thực sự là Hàn tiền bối, hồi bẩm tiền bối, tổ tiên huyết linh nhiều năm trước đã rời khỏi hứa ra, một lần nữa không có tung tích nữa rồi hứa thiên vũ sau khi nghe hàn lập nói như vậy dồn nén sự nghi ngờ trong lòng lại cúi thấp chán cung kính trả lời lại mất tích như thế có chút ngoài ý muốn a à. nàng mặc dù chỉ là một cỗ phân thân huyết hồn nhưng với kinh nghiệm từng trải của một tu sĩ hợp thể kỳ thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu hàn lập có chút bất ngờ nhưng trong miệng vẫn chậm rãi nói với lời nói may mắn của tiền bối hy vọng thật sự sẽ không có chuyện gì tổ tiên huyết linh là hy vọng duy nhất để chân thân của tổ tiên có thể trở về với hứa ra chúng ta nếu thật sự xảy ra chuyện gì chỉ sợ tổ tiên băng phách không còn cách nào trở về gia tộc rồi hứa thiên vũ cười khổ đáp lại hàn lập gật gật đầu không nói thêm gì xoay chuyển ánh mắt dừng lai like trên thân người của phu nhân váy đen cũng khẽ cười một tiếng mà hỏi không nghĩ tới tiêu đạo hiếu cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này nhiều năm rồi không gặp dung nhan của tiên tử vẫn như trước không có chút nào thay đổi hắc phượng đạo hiếu người nhận ra vị tiền bối này đại hán dâu quai nón ở bên cạnh nghe vậy nhịn không được, nhìn về phía phu nhân mặc váy đen với ánh mắt có chút khác thường, nhỏ giọng hỏi một câu. Hàn đạo hiểu, không, hiện tại phải là hàn tiền bối mới đúng. Thiếp thân cũng thật không ngờ, sau lần từ biệt trước, giờ đây gặp lại thì tiền bối vậy đã trở thành tu sĩ đại thừa rồi. Cái này thực là rất may mắn cho hai tộc chúng ta. Động thiên đạo hiểu, hàn tiền bối kỳ thật cũng đã nổi tiếng từ lâu. Chính là tu sĩ tiến giai nhanh nhất trong nhân tộc, phu nhân váy đen thở dài một hơi, tiến lên thi lễ với Hàn Lập rồi hướng sang Đại Hán bên cạnh nói đầy thâm ý. Cái gì, hắn chính là Hàn Lập của nhân tộc, không, là vị Hàn, Hàn tiền bối trong truyền thuyết. Đại Hán dâu quai nón nhất thời khuôn mặt biểu lộ đầy vẻ không tin tưởng, thậm chí lời nói còn lắp bắp. Động thiên, ngươi chính là động thiên thử vương, Hàn Lập trong lòng khẽ động, liếc mắt quét qua Đại Hán. Phát hiện tu vị của hắn so với Hắc Phượng Vương còn thấp hơn một cảnh giới, nhưng khí thức trên người lại âm trầm khó hiểu, rõ ràng là tu luyện loại công pháp nào đó cực kỳ lợi hại cũng không thể xem thường được hai mắt bất giác hiếp lại tiền bối mắt sáng như đuốc vãn bối hiện tại chính là chấp trưởng quỳnh thử nhất mạch hôm nay được nhìn thấy hàn tiền bối tiến giai đại thừa thực là phúc ba đời của vãn bối động thiên thử vương thần sắc chuyển biến cực nhanh sắc mặt đang rất xấu sau đó lập tức chuyển thành tươi cười hàn lập nghe được lời nói cung kính của đại hán dâu quai nón sau khi cẩn thận nhìn vị thử vương cả buổi bỗng nhiên nói ra một câu làm cho đại hán dâu quai nón trong lòng hết sức kinh hãi hình như trước kia ta đã từng gặp động thiên đạo hữu ở đâu đó khí thức trên người đạo hữu cho ta một cảm giác rất quen thuộc rất giống với một người mà ta đã từng quen biết hàn tiền bối nói đùa đây là lần đầu tiên vãn bối được nhìn thấy tiền bối có thể là ở vạn bảo đại hội năm đó tiền bối đã từng tiếp xúc qua một cỗ hóa thân của vãn bối a cái hóa thân kia của vãn bối cực kỳ am hiểu thuật biến hóa khả năng là trong lúc vô tình trông thấy tiền bối, nhưng tiền bối lại không nhớ rõ đấy. Đại hán dâu quai nón sắc mặt hơi tái đi, nhưng trong miệng lập tức vội vàng giải thích. Có lẽ là như thế, nhưng hai người các người thân là yêu vương, tại sao lại một mình xuất hiện ở chỗ này? Đừng nói là các người trước đó đã biết rõ hàn mỗ ở chỗ này đánh sâu vào đại thừa bình cảnh, cho nên cố ý chạy đến quan sát đấy nhé. Hàn lập khẽ cười một tiếng, không tiếp tục hỏi tới, mà thu lại vẻ tươi cười, bỗng nhiên chuyển chủ đề thật ra thiếp thân cùng động thiên đạo hữu tới đây là có một việc quan trọng muốn làm được rồi ta đối với chuyện của các ngươi không có hứng thú cũng không muốn biết nhiều hơn làm gì thế nhưng hiện tại ta vừa mới tiến dai còn cần phải ở lại chỗ này một thời gian ngắn để ổn định lại cảnh giới ta không muốn bị quá nhiều người biết đến tin tức ta tiến dai nên các ngươi tạm thời ở lại động phủ của ta làm khách một thời gian ngắn a à. đến lúc ta xong việc các ngươi lại có thể tự do rời đi hàn lập không chờ phu nhân mặc váy đen nói hết lời chợt nhớ ra cái gì đó liền khoát tay chặn lời, rồi dùng khẩu khí chân thật nói ra. Nếu tiền bối đã phân phó như thế, thiếp thân tất nhiên tuyệt không không dám trái lời. Hắc Phượng Vương trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng ngoài mặt không lộ ra chút khác thường nào, miệng liền đáp ứng. Đại hán dâu quay nón trên mặt xuất hiện thoáng qua một tia trần chờ nhưng lập tức phản ứng kịp thời, cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ thuận theo. Về phần hứa thiên vũ đang dẫn dắt một đám hứa ra tu sĩ, tất nhiên lại càng không dám có chút phản đối nào. Hàn Lập thấy vậy gật đầu một cái rồi bỗng nhiên nhấc tay đưa vào không trung. Lập tức trên trời phát ra một tiếng nổ lớn, ba vòng tròn lớn màu vàng từ trên trời giáng xuống rồi dừng lại phía trên đầu Hàn Lập quay vù vù. Mọi người xung quanh đều cả kinh, nín thở nhìn lên mới phát hiện ra đó là ba con bọ cánh cứng màu vàng. Phía bên ngoài thân của chúng phủ đầy những sọc phần màu tím, ngoại hình trông vô cùng dữ tợn, tỏa ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Hàn Lập không cho mọi người có cơ hội tiếp tục nhìn nữa, tay áo khẽ run lên lập tức một giải sáng màu xanh quét qua trong nháy mắt ba con bọ cánh cứng đã biến mất không thấy đâu ngay sau đó dưới sự dẫn đường của hàn lập những người liên quan cùng nhau bay đi chạy về hướng động phủ của hàn lập hai canh giờ sau tại đại sảnh trong động phủ hứa thiên vũ lòng đầy lo lắng ngồi trên một chiếc ghế đang cẩn thận trình bày điều gì đó mà ở phía trên của đại sảnh hàn lập yên lặng ngồi một chỗ ngồi trên cái ghế khác bên cạnh chính là ngân nguyệt cả hai người đang chú ý lắng nghe nội dung lời nói của hứa thiên vũ thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Về phần những hứa gia đệ tử khác, Hắc Phượng Vương cùng những người liên quan thì không thấy bóng dáng đâu, dường như đã được bố trí ở nơi khác. Không biết bao lâu sau, tiếng nói của hứa thiên vũ đã ngừng lại. Hàn Lập cùng Ngân Nguyệt không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Ngân Nguyệt nhướng mày, hướng về phía hứa thiên vũ cẩn thận hỏi. Dựa theo lời của hứa đạo hiếu, 30 năm trước, ma giới đã tách rời linh giới của chúng ta rồi hơn nữa đại quân ma tộc cũng đã theo đó mà mãi mãi rời xa linh giới nhưng vừa rồi ta còn nhìn thấy một đám ma tộc trong đó thậm chí còn có hợp thể kỳ của ma tại sao lại xảy ra được chuyện đó tiền bối có chỗ không biết tuy rằng quân chủ lực của ma tộc đã rút lui ra khỏi linh giới nhưng có một bộ phận ma tộc không muốn chỉ đơn giản như vậy mà rời đi liền ở lại linh giới mà không bỏ chạy tuy nhiên trừ tộc chúng ta liên thủ rất nhanh chóng đã đem bộ phận ma tộc còn ở lại này đánh tan nhưng số lượng ma tộc còn ở lại vẫn rất kinh người. Trong đó còn không ít ma tôn đẳng cấp cao của ma tộc. Cho nên muốn tiêu diệt tất cả ma tộc, cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Vãn bối lúc đó, sở dĩ mang theo một ít hứa ra đệ tử tới đây, kỳ thật cũng là phụ mệnh mà làm việc. Vốn là chuẩn bị tiêu diệt một đám ma tộc cấp thấp đang ẩn núp ở vùng xung quanh đấy. Nhưng không nghĩ tới rằng đã bị chúng vào bẫy của ma tộc. Nếu không phải linh lung tiền bối ra tay cứu giúp, bọn người vãn bối tuyệt đối không còn khả năng sống sót. Hứa thiên vũ vội vàng giải thích, đồng thời trên mặt chợt hiện lên một tia cảm kích. Thì ra là thế, nhưng trong thời điểm ta bế quan, ma tộc rõ ràng đã chiếm lĩnh được lãnh địa của mục tộc, thế mà có thể buông tha tất cả dễ dàng như vậy. Cái này không giống với tác phong trước đây của ma tộc. Không biết cuối cùng là các tộc đã đạt được hiệp nghị gì với ma tộc để chúng có thể dễ dàng nhượng bộ đến vậy. Ngân Nguyệt gật gật đầu, nhưng bộ dáng có vài phần nghi hoặc điểm này thì cũng không phải là chuyện mà một tên hóa thần tu sĩ như vãn bối có thể biết được nhưng vãn bối từng nghe tộc trưởng có nói qua rằng vài vị đại thừa tu sĩ đại biểu cho các tộc đã cùng tam đại thủy tổ của ma tộc ký kết một thể ước bí mật sau đó ma tộc mới cam tâm tình nguyện rút lui khỏi linh giới của chúng ta đấy hứa thiên vũ sau một hồi suy nghĩ liền trả lời thể ước cái gì có thể làm cho tam đại thủy tổ buông hết mọi cố gắng lúc trước ánh mắt hàn lập chất động vài cái cũng như đang suy nghĩ điều gì đó thì thào hai câu Hàn Huynh không cần lo lắng, dùng tu vi hiện tại của ngươi, chỉ cần tìm được một trong hai người gia tổ hoặc mặc tiền bối thì cho dù là chuyện gì cũng sẽ biết rõ ràng mà thôi. Cho dù nói như thế nào thì việc ma tộc buông tha cho linh giới của chúng ta đã là một chuyện tốt hết sức hiếm có rồi. Ngân Nguyệt lại cười nhẹ một tiếng nói, điều này cũng đúng, Ngân Nguyệt, người an bài chỗ ở cho hứa tiên tử A. Ta đi tìm một vị bằng hữu cũ khác đàm đạo mấy câu đây. Hàn Lập gật đầu nhẹ một cáu rồi bỗng nhiên cười cười đứng dậy vị bằng hữu cũ khác, Hàn Huynh muốn đi tìm tiêu đạo hữu sao? Ngân Nguyệt khẽ giật mình, có chút bất ngờ hỏi. Không, chính là vị động thiên thử vương kia cơ. Hàn lập cất bước một cái, kim quang lóe lên rồi lập tức biến mất không thấy, trong đại sảnh chỉ vọng lại âm thanh nhàn nhạt. Động thiên thử vương, họ đã trở thành bạn cũ từ lúc nào, không phải mới gặp nhau lần đầu sao? Ngân Nguyệt có chút kinh ngạc, trong lúc đó, ở một gian yên tĩnh trong mật thất, động thiên thử vương tâm lý hoang mang đang ngồi trên một cái bổ đoàn, bỗng nhiên không gian trước mặt chấn động một cái, rồi ngay tại chỗ đó, thân hình Hàn Lập từ từ hiện ra. Quả nhiên, người đã tự mình tìm tới. Động thiên thử vương vừa thấy cảnh này, vẻ lo lắng đã mất đi phân nửa, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Xem ra người chờ Hàn mỗ cũng lâu rồi, người thật ra cũng đã biết trước rằng những lời nói đó căn bản không có khả năng lừa dối được ta. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng, thuận tiện ngồi xuống phía trước đại hán dâu quai nón. Trường 2188, tin tức của Sương Công nếu như tiền bối đã tiến giai lên đại thừa kỳ, chỉ cần liếc cũng có thể nhận ra được vãn bối, ta làm sao có khả năng chỉ bằng vài ba câu nói là có thể lừa dối người được. Đại hán dâu quai nón cười khổ nói, hắc hắc, trước đây ta gặp ngươi, cũng không nghĩ thiên lan thánh thú nổi tiếng ở nhân giới lại chính là một trong bảy đại yêu vương tiếng tăm lẫy lừng. Thiên lan đạo hiếu, phân thân kia của ngươi cũng thật là kín miệng đó, khi ấy ở nhân giới cũng không hề tiết lộ cho ta biết một chút nào. Hà lập cười, ánh mắt hiện ra vẻ thích thú khác thường thì ra động thiên thử vương chính là bản thể của thiên lan thánh thú ngày đó dưới nhân giới. Đúng là một chuyện khó mà khiến người ta tin được, ta cũng không ngờ, cái gã tu sĩ nhân tộc vốn ta không để vào mắt hơn một nghìn năm trước, giờ đây lại tiến vào cảnh giới đại thừa, đến ta cũng phải nhìn lên. Nhưng ta với tiền bối không oán không thù, thậm chí phân thân kia của ta còn có vài phần giao tình với người, lấy thân phận hiện tại của tiền bối chắc sẽ không cùng ta so đo chứ. Đại hán dâu quai nón nói ra câu cuối cùng thì âm thanh đã nhỏ đi rất nhiều. Đúng vậy, hóa thân ở nhân giới của ngươi và ta đúng là có vài phần giao hảo. Nhưng trước đó khi vừa phủ xuống, nó đã suýt nữa cùng vài tên khác lấy mạng của ta. Ta trước tiên cứ tính cả vốn lẫn lời lên bản thể của nó đã, để nợ càng lâu càng không tốt a." À. Khóe miệng Hàn Lập hơi nhếch lên, nói ra một câu hời hợt mà làm cho Thử Vương không nói nên lời. Sự tình khi trước ở nhân giới hoàn toàn chỉ là hiểu lầm phân thân phủ xuống khi đó của vãn bối một điểm linh trí cũng không có, chỉ để cho người khác làm công cụ sai khiến. Huống hồ chẳng phải sau đó tiền bối và thiên lan thánh nữ kia đã chuyển thù thành bạn sao. Trong tình thế cấp bách này, động thiên thử vương vội vàng giải thích. Ngươi nói nghe cũng đúng, nhưng đó là việc của ngươi, còn ta có chấp nhận lời giải thích này hay không lại là việc của ta. Hàn lập cười nhạt, thầm ý nói, Hàn tiền bối, người đến cùng là muốn ta phải làm gì thì mới bằng lòng buông tha cho ta. Cho dù là điều kiện gì, chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Động Thiên Thử Vương nhìn vào ánh mắt của Hàn Lập, hơi suy nghĩ một chút, sau cùng cắn răng hỏi. Mặc dù Hàn Lập có chút ngang ngược nhưng hiện tại sự tranh lệch thực lực giữa hai người là quá lớn nên Động Thiên Thử Vương cũng chỉ có thể trách mình gặp xui xẻo mà thôi. Tốt, nếu như Động Thiên Đạo Hiếu đồng ý nói rõ ra một vài sự tình khi xưa thì có thể tại hạ sẽ suy nghĩ lại một chút. Thế này đi, người nói cho ta biết tin tức của Lục Dực Sương Công giữa chúng ta coi như xí xóa. Hàn lập ngáp dài một cái, nhưng câu nói của hắn làm cho động thiên thử vương sắc mặt xanh mét, giống như nghe thấy sét đánh ngang tai vậy. Lục rực xương công, Hàn, Hàn tiền bối nói đùa chăng, linh trùng đó của tiền bối đã chạy mất, làm sao tại hạ có thể tìm ra đây. Động thiên thử vương kinh hoàng, lập tức giải thích theo bản năng, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng hắn đã lập tức cảm thấy hối hận, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. A, à, hình như ta chưa từng nói với bất kỳ ai là lục rực xương công của ta chạy trốn nhỉ hàn lập nhìn hắn vẻ mặt cười mà cũng không giống cười không một chút khách khí hỏi lại được rồi tại hạ thừa nhận là bản thân có một chút tin tức chính xác của lục rực xương công nhưng trước khi nói rõ cho tiền bối tại hạ muốn biết tại sao tiền bối biết ta đã gặp qua nó việc này ta cũng chưa từng nói cho người thứ hai nào cả sắc mặt của đại hán dâu quai nón nhân lại như quả táo tàu suy nghĩ một chút, thấy bản thân không thể chối quanh chối co mãi được nên cuối cùng chỉ có thể thở dài thừa nhận, nhưng rốt cục vẫn ngang ngạnh hỏi lại một câu. Việc này đơn giản thôi, không cần ta nói, chắc người cũng có thể đoán ra vài phần mà. Nét mặt hàn lập hiện lên một tia trào phúng, khẽ cười đáp. Ta đoán linh trùng này đã nhận hàn tiền bối làm chủ, nếu không thì... Đại hàn ánh mắt lóe lên, rốt cục cũng có vẻ hiểu ra. Không sai, mặc dù lục rực xương công đã cắt đứt huyết chú chủ tớ với ta, thoát ly khỏi sự khống chế của ta nhưng giữa ta và nó vẫn có một tia liên hệ yếu ớt nếu như ngươi ở cùng nó một thời gian dù ngắn cũng sẽ mang chút khí thức của nó qua thời gian dài tia khí thức này nhạt dần và đã gần như biến mất nhưng vẫn không thể trốn được khỏi cảm ứng của ta hàn lập cũng không có ý định giấu giếm thản nhiên nói thì ra là vậy nhưng có lẽ là do thần thông của hàn tiền bối đã bạo tăng người bình thường sao có thể dựa vào vài phần thần hồn chi lực mà phát giác ra được khí tức đã tồn tại từ nhiều năm trước. Mà tại hạ lại gặp đúng phải tiền bối. Đại hán nghe vậy thì sắc mặt liên tục biến đổi, sau khi bất động một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói ra một câu. Tốt rồi, chuyện cần nói ta cũng đã nói, người cũng nên nói cho ta biết tin tức của lục dực xương công đi thôi. Đạo hữu là người thông minh, chắc chắn lời nói ra không thể là lừa gạt được. Nếu không, sau khi ta tìm được đầu linh trùng kia, cũng chẳng khó khăn gì để kiểm chứng sự thật cả. Hàn lập đáp với giọng lạnh nhạt, động thiên thử vương nghe thấy vậy thì dùng mình một cái, trong đầu đã vạch ra chút kế hoạch, nhưng vội vàng vùi dập nó đi, hấp tấp trả lời. Hàn tiền bối yên tâm, ta với lục dực xương công cũng chỉ là vô tình gặp nhau, lúc đó tâm tình vui vẻ nên mới cùng nó làm vài cái trao đổi có lợi mà thôi. Giao dịch, Hàn lập nghe tới đó thì khẽ nhướng mày hỏi lại, đúng vậy, chuyện là năm đó ta lấy được một bộ phận của nghịch linh chân âm đại pháp, nó chính là một bí thuật nghịch thiên được ghi bên trong kim khuyết ngọc thư, năm đó ta đã từng. Động thiên thử vương không dám giấu giếm điều gì, bắt đầu kể lại từ đầu tới cuối. Hàn lập ngồi xếp bằng, lặng lặng nghe đối phương thuật lại sự tình, sắc mặt không đổi nhưng trong lòng thì liên tục gợn sóng. Cứ như vậy, sau khi chia tay lục rực xương công, vãn bối hoàn toàn không có chút nào tin tức nữa. Nếu không phải có bổn mạng hồn bài, chỉ sợ ngày đó ta cũng không thoát khỏi thế giới man hoang động thiên thử vương kết thúc câu chuyện của mình bằng một tiếng thở dài đồng thời tay vỗ vào eo lấy ra một khối tinh bài màu lam nhạt hai tay cung kính dâng lên hàn lập hàn lập quét ánh mắt qua tinh bài cũng không lập tức nhận lấy mà lại hỏi lại một câu như lời ngươi nói lục rực xương công có được nghịch linh chân âm đại pháp không những đã tiến giai hợp thể kỳ mà sau này thậm chí còn có khả năng tiến vào đại thừa lời này có phải nói quá hay không vậy hàn tiền bối không phải vãn bối nói quá mà nghịch linh chân âm đại pháp thực sự là một thần thông nghịch thiên, có thể nghịch chuyển càn khôn. Nếu không phải vì nguyên do chủng tộc và tư chất kém, không có duyên tu luyện công pháp này thì sao có thể dễ dàng đem ra trao đổi như thế? Động Thiên Thử Vương lắc đầu giải thích, "Ừ, lời của ngươi cũng không phải là giả bộ, đã như vậy hiểu lầm trước kia giữa ta và ngươi coi như xóa bỏ." Sau khi trầm ngâm một lúc, Hàn Lập đáp, sau đó bàn tay vẫy ra, tinh bài trong tay của Đại Hán lập tức xuất hiện trên tay hắn. Động thiên thử vương thấy vậy mới yên tâm một chút, hắn biết, với tu vi hiện tại của mình, Hàn Lập chắc chắn sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà biến mình thành kẻ không giữ lời. Hàn Lập đem thần niệm quét qua tinh bài một lần, đầu khẽ gật, sau đó đứng lên định rời đi. Động thiên thử vương cũng vội vàng đứng dậy đưa tiến, đúng rồi, sự tình liên quan tới lục rực xương công, ta cũng không hy vọng có người khác biết. Chợt nhớ ra chuyện gì, Hàn Lập quay lại, thuận miệng nói thêm một câu. Hàn tiền bối hãy yên tâm, tại hạ dùng tâm ma thể, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết chuyện này. Động thiên thử vương đáp không do dự, như vậy cũng tốt, động thiên đạo hiếu hãy ở đây nghỉ ngơi một thời gian đi, sau đó ta sẽ thả ngươi rời đi. Hàn lập hài lòng gật đầu, sau khi nói xong, kim quang lóe lên, cả người đột nhiên biến mất. Sau một khắc, trong một gian mật thất khác, phụ nhân váy đen khi thấy hàn lập xuất hiện thì vô cùng hoảng sợ, nhưng cũng lập tức kính cẩn tiến lên chào. Hàn lập vẫy vẫy tay, ý bảo nàng không cần đa lễ miệng cũng trực tiếp nói ta tới nơi này chỉ muốn hỏi một chuyện cũng mong tiêu tiên tử trả lời thành thật hàn tiền bối có gì cứ hỏi chỉ cần là chuyện thiếp thân biết thì nhất định sẽ không giấu giếm phụ nhân váy đen sau một chút do dự bèn cẩn thận trả lời không cần lo lắng ta cũng không hỏi sự tình nào to tát cả chỉ muốn biết nha đầu đại nhi kia hiện tại thế nào từ khi ma kiếp bắt đầu ta cùng với đại nhi đã mất đi liên hệ nàng không xảy ra chuyện gì chứ Hàn Lập nhìn phụ nhân, trong nội tâm suy nghĩ một chút rồi mới nhẹ nhàng hỏi. a à, Đại Nhi, xin tiền bối cứ yên tâm, Đại Nhi ở trong số những thế hệ sau của Hắc Phượng tộc chính là người có tư chất số 1, số 2. Khi ma kiếp vừa bắt đầu thì thiếp thân đã đưa nàng cùng một số tên đệ tử trong tộc tới cấm địa của Hắc Phượng tộc bế quan tu luyện, hiện tại vẫn chưa xuất quan. Phụ nhân váy đen nghe vậy cũng khẽ giật mình, nhưng trong nội tâm đã có chút nhẹ nhàng, vội đáp. Tốt, Đại Nhi không có việc gì là tốt rồi. Tiêu Tiên Tử tiếp tục nghỉ ngơi đi. Hàn Lập cũng không nói nhiều, hài lòng gật đầu, đầu vai khẽ động, lại một lần nữa biến mất, thì triển độn thuật tại chỗ mà phụ nhân váy đen kia cũng không thể nhìn ra chút nào. Hắc Phượng Vương kinh ngạc nhìn vào vị trí Hàn Lập vừa biến mất, sau một lúc lâu mới thở phào một hơi, tiếp tục ngồi xuống điều tức. Hàn Lập xuất hiện trở lại trong mật thất mà mình hay tu luyện, khoanh chân ngồi xuống, không một chút hoang mang. Giờ đây hắn đã may mắn tiến lên đại thừa. Dù là thân thể hay pháp lực đều biến đổi mạnh mẽ nên cần phải có thời gian củng cố tu vi thì mới có thể chân chính phát huy được thực lực của cảnh giới đại thừa kỳ. Nhưng trước đó hắn cần phải làm một việc khác nữa. Sắc mặt hàn lập không đổi, tay áo run lên, trong không gian vang lên tiếng vù vù. Sau đó ba đoàn kim hoa bay ra thật nhanh. Vừa bay tới đỉnh đầu hắn thì ba đoàn kim hoa này lập tức lớn lên, trở thành ba con quái vật to mấy trượng. Chương 2189 Thần Du Vạn Dặm ba con phệ kim trùng này chính là ba con linh trùng sống sót cuối cùng sau khi đã cắn nuốt hết đám trùng dự tuyển lên trùng vương khi trước dưới uy hiếp của chân lôi thiên kiếp trong tình thế cấp bách hàn lập đã gọi ra tất cả phệ kim trùng vốn đang lâm vào ngủ say sau khi đã ngâm trong tẩy linh thủy và cắn nuốt một lượng linh vật lớn kết quả là đám phệ kim trùng này sau khi cắn nuốt hết lực lượng của chân lôi thì bắt đầu quay ra cắn nuốt lẫn nhau điều này hoàn toàn ngoài dự định của hàn lập khiến cho hắn vừa mừng mà lại vừa sợ sau khi hắn vượt qua thiên kiếp tiến giai đại thừa thành công toàn bộ đàn trùng chỉ còn đúng ba con hậu tuyển trùng vương này lúc này có thể coi là một nửa trùng vương rồi ba con bán trùng vương này chẳng những to hơn ban đầu vô số lần hình dáng hung tợn dị thường trên lưng có những vằn màu tím sậm nhìn giống hình dáng của tia sét khiến cho người khác khi nhìn thấy thì đều vô cùng kinh ngạc mà khí thức của ba con bán trùng vương này cũng vượt xa lúc đầu có thể sánh với tu sĩ hợp thể hậu kỳ Ba con linh trùng màu vàng có thân hình to lớn dị thường cùng với khả năng không thứ gì không cắn xé được, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh người. Nhưng đáng tiếc nhất chính là ba con bán trùng vương này tới bước cắn xé cuối cùng lại dừng lại, không tiếp tục thôn vệ nhau để thành một trùng vương duy nhất nữa. Bằng không, như lời của Thanh Nguyên Tử từng nói, trùng vương mà chân tiên gặp cũng phải tránh xa, nói không chừng có thể sẽ thật sự hiện thế. Hàn Lập đánh giá kỹ ba bán trùng vương này, ánh mắt chấp động, khẽ thúc sục thần niệm, cánh của ba cự trùng run lên một đoàn kim quang từ trong mật thất phá không bắn ra ngoài chớp mắt sau bầu trời bên ngoài mật thất vang lên tiếng nổ lớn kim quang lóe lên ở khắp mọi nơi nhìn vô cùng quỷ dị hắn thúc giục thần niệm ba bán trùng vương hoàn toàn theo sai khiến không có chỗ nào bất bình thường cả hàn lập thấy vậy mới yên lòng một tay bấm niệm pháp quyết ba con cự trùng thân hình vốn to lập tức thu nhỏ lại rồi sau đó trước mắt biến mất trong cánh tay áo của hắn Hàn Lập có trong tay ba bán trùng vương này giống như trong tay có ba gã hợp thể hậu kỳ trợ giúp, có thể coi như là một chỗ tốt từ trên trời rơi xuống. Trong lòng hắn thầm vui mừng, sau khi đánh giá một hồi, thân hình đang ngồi xếp bằng trên đất vẫn bất động, nhưng môi khẽ mấp máy, không có một thanh âm nào phát ra, giống như hắn đang truyền âm cho ai đó vậy. Kết quả là ngay sau đó, trước người Hàn Lập dao động, một đạo vòng cung như chấp bạc lóe lên, một bóng người lẳng lặng hiện ra, hướng Hàn Lập lạnh nhạt hỏi hàn đạo hữu tìm ta có chuyện gì người vừa xuất hiện này chính là giải đạo nhân giải huynh mời ngồi ở chỗ này chỉ có hai người chúng ta cũng nên tiếp tục nói chuyện khi trước tại hạ muốn nghe đạo hữu lặp lại lời nói lúc trước một chút hàn lập mời giải đạo nhân ngồi xuống thản nhiên cười nói tốt ý tứ lúc trước của ta rất rõ ràng bây giờ ngươi đã có đủ điều kiện trở thành chủ nhân chính thức của ta chỉ cần có thể đáp ứng vài điều kiện ta không ngại vì ngươi mà làm việc từ nay về sau mặc ngươi sai khiến Giải đạo nhân nhàn nhạt đáp, những điều kiện này là do người nào quy định, chắc không phải là do giải huynh đột nhiên có ý tưởng này đấy chứ. Hàn lập nghe vậy thì cẩn thận hỏi lại, đây không phải là chủ ý của ta, mà là điều kiện của chủ nhân trước đây của ta. Chỉ cần có người có đủ các điều kiện cơ bản xuất hiện thì ta sẽ chủ động nói ra. Giải đạo nhân không có chút do dự mà trả lời, quý chủ nhân chính là chân tiên, nếu đã đặt ra điều kiện thì chắc hẳn trong đó có chủ ý sâu xa, chắc sẽ không phải là giả. Nếu giải huynh không ngại thì trước tiên cứ nói ra điều kiện, tại hạ xem xem bản thân có thể hoàn thành được hay không rồi hãy nói tiếp. Sau khi Hàn Lập trầm ngâm một hồi cũng đáp dành do từng chữ một. Tốt, ở đây ta có danh sách mấy món đồ, trước tiên là phải thu thập đầy đủ chúng. Giải đạo nhân gật gật đầu, một tay giơ lên, một ngọc giản màu lam bay về phía Hàn Lập. Một tay Hàn Lập chụp lấy ngọc giản, nhướng mày hỏi một câu, chẳng lẽ đây là điều kiện? đương nhiên là không nhưng nếu ngay cả việc này mà đạo hiếu cũng không làm được thì những điều kiện phía sau tốt nhất là quên đi càng không cần biết rõ giải đạo nhân vẫn thản nhiên nói nói thế cũng có lý hàn lập gật gật đầu dán ngọc giản lên chán thần niệm đảo qua nội dung bên trong một lát sau hàn lập thu lại thần niệm gỡ ngọc giản ra khỏi chán nhíu mày nhăn mặt một lúc sau đó mới lại hướng về phía giải đạo nhân nói những đồ vật này cũng không phải dễ tìm không những phải bỏ ra chút thời gian ra ngoài mà e là còn cần có cơ duyên may ra mới thu thập được hết. Nếu vận khí không tốt thì có lẽ cả đời này cũng không thể tìm ra. Giải đạo hữu thật sự khẳng định những đồ vật bên trong này một kiện cũng không thể thiếu sao. Chẳng những một kiện cũng không thể thiếu mà thậm chí không thể ít hơn một phân lượng nào, bằng không thì cũng coi như là ngươi không hoàn thành điều kiện này. Giải đạo nhân lập tức đáp, được rồi, xem ra muốn được giải huynh nhận là chủ nhân thực sự thì hàn mỗ cũng phải thử sức một phen mới được. Hàn lập tay cầm ngọc giản, thần sắc liên tục biến đổi, rốt cục mới quyết tâm nói. Tốt, hy vọng các hạ có thể thành công, nếu không có sự tình gì khác, ta đi trước. Giải đạo nhân gật gật đầu nói, trên mặt không có chút biểu cảm nào, thân hình lay động một chút, lập tức hóa thành một đạo hồ quang biến mất trong hư không. Hàn lập nhìn vị trí đối phương vừa biến mất, trên mặt xuất hiện một chút khác thường. Xem ra lúc trước hắn phán đoán không sai, sau khi giải đạo nhân này tiến dai lên đại thừa thì linh tính cũng tăng lên rất mạnh, có lẽ ngụy tiên bảo thật sự có chứa một vài bí mật không ai biết tâm niệm của hàn lập chuyển động liên tục sau đó lẳng lặng thu ngọc giản vào trong vòng chữ vật hai tay đặt lên đầu gối hai mắt nhắm lại rốt cục cũng xử lý hết mọi sự tình bây giờ hắn mới yên tâm nhập định củng cố cảnh giới của mình thời gian bên ngoài vùn vụt trôi qua hàn lập ở trong mật thất nhập định cũng đã được một tháng một ngày hàn lập đang ngồi xếp bằng trong mật thất đột nhiên mở to hai mắt trong mắt chớp lên hai luồng thái dương màu lam rồi nhanh chóng biến mất một tay vỗ lên đầu một cái. Ba một tiếng, trên đỉnh đầu một tiểu nhân màu ánh vàng xuất hiện ngay sau đó. Tiểu nhân này toàn thân mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt giống người Hàn Lập, giống như một Hàn Lập đã bị thu nhỏ khoảng 10 lần, sau lưng dắt một tiểu kiếm, trên đầu vai cùng ngực có ba giáp trùng màu vàng đang cắn trên vạt áo, giống như ba hạt ngọc vàng rực rỡ, nhìn vô cùng quỷ dị. Mà tiểu nhân vừa hiện ra, sau khi cúi đầu dò xét bản thân một phen thì trên mặt xuất hiện vẻ vô cùng vui mừng. Lúc này thân thể Hàn Lập vốn đang bất động, đột nhiên gương mặt khẽ nhúc nhích, ánh vàng trên đầu một lần nữa lóe lên, đỉnh đầu đang mở rộng đột nhiên khép lại. Mà sau khi thân hình khẽ động, Hàn Lập còn chủ động đứng dậy, hướng tiểu nhân màu xanh trên không trung hơi khom khom người. Cùng lúc ấy, trên thân thể Hàn Lập lại chấp động ánh sáng màu xanh, một khuôn mặt cũng giống Hàn Lập y như đúc lóe lên. Khúc Nhi vốn điều khiển linh khu cũng lập tức khoanh tay đứng một bên. Hai người các ngươi để ý tới thân thể ta một chút, Ta muốn thử một lần nữa thử thi triển thuật thần du vạn dặm, một lát nữa sẽ quay lại." Tiểu nhân màu xanh ánh mắt hướng xuống dưới, thân sắc có vẻ ngưng trọng, nói ra giọng của Hàn Lập. Sau đó tiếng xé gió vang lên, tiểu nhân màu xanh nhanh như chớp biến mất tại hư không. Ở bên dưới, thân thể Hàn Lập và linh khu màu xanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng khoanh chân ngồi xuống, không nói một lời nào. Nguyên anh của Hàn Lập dưới dạng tiểu nhân, lúc này, sau một chớp động đã xuất hiện ở giữa không trung cao mấy vạn trượng hơi cúi đầu nhìn xuống tầng tầng lớp lớp mây dưới chân sau đó lại ngẩng đầu nhìn tới một cơn lốc màu trắng đang cuồn cuộn thổi tới trường bao màu xanh lay động da mặt nhăn nhúm như thể đang bị đau bởi ngàn vạn đau cắt vào vậy nhưng tiểu nhân thấy vậy không những không kinh hoàng mà còn lẩm bẩm nói nhỏ vài câu gió lốc ngoại thiên đúng là danh bất hư truyền nếu lúc trước nguyên anh tới độ cao này sợ rằng đã bị gió này trực tiếp xé nát rồi nhưng bây giờ ngoài cảm giác có chút khó chịu thì cũng không còn phải sợ cơn gió lốc này nữa Tiểu nhân màu xanh vừa nói xong thì một tay bấm niệm pháp quyết, toàn bộ thân hình trở nên mơ hồi rồi hóa thành một đoàn hoàng kim tiến nhập vào trong cơn gió lốc, tốc độ của cơn gió mỗi lúc một lớn hơn, mà độ cao mỗi lúc cũng một tăng. Theo độ cao tăng lên, cơn lốc càng lúc càng trở nên dữ dội và hung tợn. Trong cơn cuồng phong, có thể thấy từng đạo âm thanh do phong nhận tạo ra, trong chớp mắt, ở bên cạnh tiểu nhân xuất hiện những khe nứt không gian đen ngòm. Tiểu nhân màu xanh thấy một màn này thì đồng tử khẽ co lại, sau khi do dự một chút thì cũng không có ý định né tránh, vẫn theo gió tiến vào. Vù một tiếng, một đạo phong nhận theo tiểu nhân màu xanh lóe lên, đồng thời một cái khe không gian lập tức xuất hiện ngay ở đó. Tiểu nhân màu xanh lập tức bị cái khe nhỏ này hút vào bên trong. Nhưng tiểu nhân bỗng uốn éo thân hình, sau đó lại từ trong cái khe đi ra, điềm nhiên như không có gì, lại tiếp tục đi tới. Dù là tu sĩ hợp thể kỳ nếu rơi vào khe nứt không gian thì cũng không thể toàn mạng vậy mà tiểu nhân màu xanh này lại không bị tổn thương chút nào. Tiểu nhân giống như lưu quang, trong nháy mắt đã lên cao hơn vạn trượt, sau đó từ trên không trung truyền tới một tiếng hô trầm thấp, sau đó một cơn chấn động quỷ dị truyền tới. Gió ở những khu vực lân cận rít lên từng hồi, giống như không gian bắt đầu vỡ vụn. Từ một nơi cao trên hư không, một vật khổng lồ đột nhiên thò ra, dùng một đôi mắt to như một tòa lầu cắt nhìn chằm chằm vào tiểu nhân màu xanh. Chương 2190, phản bào tử và đạo quả đại hội. Nguyên Anh của Hàn Lập dưới dạng tiểu nhân màu xanh đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, có cảm giác như đang bị một hung thú nhìn chằm chằm vào, vô cùng căng thẳng và sợ hãi. Tiểu nhân không suy nghĩ nhiều, lập tức tay bấm pháp quyết, miệng quát lên một tiếng nho nhỏ. Tiếng quát rất nhỏ, nhưng vừa mới hô lên, trong một phạm vi mà hư không đang chấn động, thời gian, không gian dường như lắng động lại, trở nên vô cùng chậm chạp. Nhân cơ hội đó, thân hình tiểu nhân màu xanh loáng lên một cái, hóa thành một đạo hư ảnh biến mất tại vị trí. Sau một khắc, ở bên ngoài phạm vi vùng không gian đang chấn động, Nguyên Anh của Hàn Lập sau vài lần di động đã dừng lại, lẳng lặng đứng nhìn quái vật to lớn ở phía xa. Lúc này, với một khoảng cách đủ xa, Hàn Lập đã có thể nhìn rõ chân diện mục của quái vật kia, chỉ thấy một cái đầu lớn như một quả núi. Hai con người màu tím, sừng màu vàng, phải màu bạc, bốn cái râu dài, đúng là một cái đầu rồng cực lớn. Chân Long, vừa thấy cái đầu này, trong miệng Hàn Lập thốt lên một tiếng thất thanh, có phần hoảng hốt. Mà lúc này, cái đầu rồng lắc thêm một cái nữa không gian xung quanh nó đang chấn động cũng lập tức đình chỉ khôi phục lại trạng thái ban đầu nhưng đầu rồng vẫn nhìn chằm chằm vào hàn lập miệng cũng trực tiếp nói ra tiếng con người thì ra đạo hữu vừa tiến giai đại thừa kỳ nhìn bộ dáng này của đạo hữu chắc đây là lần đầu tiên thoát xác thần du vạn dặm các hạ đã nhìn ra rồi đúng là tại hạ lần đầu tiên cưỡi mây cưỡi gió như đi trong cõi thần tiên đạo hữu chính là chân long trong truyền thuyết tại sao lại ở chỗ này Hàn Lập rất nhanh khôi phục lại tinh thần, cẩn thận hỏi lại. Hắc hắc, mặc dù nguyên anh của Đạo Hữu cứng cỏi hơn xa so với nguyên anh của Đại Thừa tu sĩ đã tiến giai nhiều năm, nhưng vẫn có chút khí tơ nguyên toát ra, rõ ràng là dấu hiệu tu luyện thân thể cho nguyên anh vừa mới đại thành không lâu. Điều này không thể che giấu được những người đồng giai như bọn ta. Về phần bản thể của Tại Hạ, chính là chân long trong tử tình long. Do vài ngày trước gặp phải đại địch nên mới trốn ở nơi này. Cái đầu rồng hắc hắc cười không một chút giấu giếm kể lại. Sau đó, đầu rồng lại lay động một chút, thân rồng lớn như một cái sơn mạch hiện ra trong hư không. Đúng là một cự long cực lớn, lân phiến màu bạc lấp lánh trên thân, nhưng cả người nó lúc này vết thương trồng chéo, không ít phải bạc bị bóc ra khỏi cơ thể, có lẽ bị thương không nhẹ. Hàn Lập vừa thấy thân hình to lớn đó thì ngẩn ra. Mà toàn thân ngân long vừa hiển lộ ra, lân phiến chợt lóe, sau đó cả thân hình nó lóe lên ngân quang vô cùng chói mắt. Hàn Lập theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì quái vật trước mắt đã biến mất không thấy đâu cả. Mà thay vào đó, ở một nơi trong hư không xuất hiện một gã thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, áo dài màu bạc, sắc mặt trắng nhợt đang mỉm cười nhìn Hàn Lập. Tại hạ là phàn bào tử, không biết tôn tính đại danh của đạo hữu là gì. Trước đây ta cũng quen mặc đạo hữu của quý tộc, thì ra phàn đạo hữu là người quen cũ của Mạc Huynh. Tại hạ là Hàn Lập, đại danh của tử tình chân Long tại hạ đã nghe từ lâu. Hôm nay thấy đạo Hiếu bị thương như thế này, xem ra đại địch mà đạo hữu gặp phải cũng không bình thường chút nào. Hàn lập hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không làm ra vẻ hoảng sợ mà bình tĩnh hỏi. Khổ, tại hạ gặp phải quái vật thất thủ kiêu, bình thường có gặp nó vẫn muốn tránh xa ba bước. Nhưng lần này ta vì một bảo vật trọng yếu nên không thể thối lui, chỉ có thể kiên trì cùng nó đánh một trận. Kết quả là ta bị thương không nhẹ, tổn thất một ít chân lân, nhưng mà ta cũng bóp nát được hai đầu của nó. Thiếu niên áo màu bạc thở dài một hơi sau đó trả lời hắn hóa ra là thất thủ kiêu khó trách đây là một trong những phi cầm chân linh thích xiết chóc nhất phan huynh có thể đánh bại nó thần thông quả thật không nhỏ hàn lập nghe được cái tên thất thủ kiêu thì trong lòng cũng cả kinh lập tức nói chưa thể gọi là đánh bại được miễn cưỡng coi là lưỡng bại câu thương đi thất thủ kiêu này mặc dù hung ác nhưng linh trí của nó lại không quá cao chỉ cần một chút tiểu xảo là ta có thể lấy được vật kia nếu không phải cần thiết thì chẳng ai hơi đâu mà đi tranh chấp cùng loại hung vật đó thông thường nhìn là muốn tránh xa rồi. Thiếu niên áo bạc có mấy phần đắc y nói, hàn mỗ chúc mừng đạo hữu đã giành được bảo vật, trên mặt tiểu nhân màu xanh hiện lên một tia kinh dị, hai tay ôm quyền nói. Đa tạ hàn huynh, nhưng phàn bào tử ta từ trước tới nay cũng là lần đầu tiên bị thương nặng thế này. Mà con thất thủ kiêu đó sau khi bị thương vẫn ở phụ cận chỗ này lảng vảng, không chịu rời đi. Hay là đạo hữu hãy cùng ta liên thủ một lần, đánh chết nó. Ta thấy nguyên anh của đạo hữu bất phàm, chắc chắn thần thông hơn hẳn những tu sĩ đại thừa khác. Ta và ngươi liên thủ chắc chắn hy vọng không nhỏ, nếu thật sự thành công, nội đan cho ngươi, huyết nhục thì để ta cắn nuốt để khôi phục thương thế, được chứ? Phan bào tử sau một hồi nói chuyện, đột nhiên đề nghị làm cho Hàn Lập cũng biến sắc. Phan huynh trêu tại hạ rồi, tại hạ vừa mới tiến dai, làm sao có tư cách tranh đấu cùng một đại hung linh. Tiểu nhân màu xanh khẽ run lên một cái, không chút do dự, lập tức cự tuyệt thật đáng tiếc là hàn đạo hữu lại không có hứng thú với việc này đây là một cơ duyên khó gặp đó nội đan của thất thủ kiêu chính là thiên hạ đệ nhất hung sát phật dù là dùng để tu luyện thần thông liên quan tới sát khí hay làm tài liệu luyện chế bảo vật đều vô cùng tốt hàn đạo hữu thật sự không muốn có thứ này cho dù đạo hữu không sử dụng nhưng nếu đem ra trao đổi cũng sẽ có không ít người chủ động tới cửa dùng bảo vật khác trao đổi sau này có muốn gặp hung vật bị thương cũng không biết là chuyện của bao nhiêu năm nữa Thiếu niên áo bạc nghe thấy vậy thì không hề không vui, chỉ là vẻ mặt đầy vẻ tiếc hận. Tại hạ chỉ là một tu sĩ vừa tiến giai, làm sao dám trêu chọc hung vật có thể gây ra thảm họa diệt tộc này chứ? Chuyện này phàn đạo hữu không cần khuyên nhủ nữa, tại hạ sẽ không nghĩ tới chuyện đó đâu. Nếu đạo hữu thật sự muốn báo thù, hay là đi tìm một vị bằng hữu nào đó tu vi mạnh hơn tại hạ đi. Hàn lập không thay đổi ý kiến, nhã nhận từ chối. Nếu thật sự hàn đạo hữu không muốn thì thôi vậy, mặc dù ta có không ít bạn tốt, thực lực cũng không dưới ta, thế nhưng hiện tại bọn hắn lại không ở trong giới diện này, khó mà tìm ngay được. Còn những tu sĩ đại thừa bình thường, gặp hung cầm này chỉ có thể giữ nhiều lành ít. Quên đi, có một mình nên ta cũng chẳng dại đối đầu với nó, tốt nhất dưỡng thương thêm một thời gian, sau đó lặng lẽ trở về giới diện của mình. Thiếu niên áo bạc thở dài một hơi, theo lời nói thì có lẽ đã nhìn ra một chút thực lực chân chính của Hàn Lập, vốn không đánh đồng hắn cùng với đám tu sĩ đại thừa bình thường nữa mặc dù chân linh và đại thừa tu sĩ có đẳng cấp ngang nhau nhưng một chân linh yếu nhất dù đối mặt với mấy tên đại thừa tu sĩ cũng không hề rơi vào thể yếu mà một vài chân linh cường đại còn có thể so sánh ngang với chân tiên thậm chí còn cao hơn một bậc sao vậy phàn đạo hữu phải rời khỏi đây sao lúc này hàn lập cũng không cố kỵ gì nữa thân sắc khôi phục bình thường hỏi ngược lại một câu hắc hắc lúc trước ta ở bên trong khe không gian dưỡng thương nhưng hiện tại ngươi đã biết đến sự tồn tại của ta Ta còn dám yên tâm ở lại cảnh nội của quý tộc sao? Ta sợ thất thủ kiêu kia đột nhiên tìm tới gây phiền hà, chút giận lên quý tộc. Nếu Hung cầm kia thật sự tìm tới, chỉ dựa vào nhân tộc chúng ta đúng là khó có thể đối phó. Nếu đã vậy, Hàn Mỗ cũng không cố ý giữ đạo hữu lại. Trên mặt Hàn Lập hiện lên một chút lúng túng, nhưng sau đó khôi phục lại như thường, lập tức ôm quyền thản nhiên nói: "Ta cùng Hàn đạo hữu vừa mới gặp gỡ nhưng ta luôn có cảm giác như đã quen biết từ lâu." Thế này gì? ta có một vật muốn tặng cho đạo hiếu, coi như tặng cho người có duyên với mình. thiếu niên áo bạc suy nghĩ một chút, sau đó cười nói. sau đó miệng hắn mở ra, từ trong miệng đi ra một đoàn ngân quang, bay thẳng về phía Hàn lập. nguyên anh của Hàn lập hơi ngây ngốc một chút, sau đó nói một tiếng cảm ơn và đưa tay ra bắt lấy thứ vừa bay tới. cúi đầu nhìn kỹ, thì ra là một lân phiến màu bạc lập lòe ngân quang. phàn đạo hiếu, đây là. Hà lập lập tức mở miệng theo bản năng hỏi ngay. Mấy trăm năm nữa, Kim Long đại trưởng lão của chân Long nhất tộc bọn ta sẽ khai mở quảng linh quả đại hội tại chân Long đảo, lúc đó sẽ có chân linh các giới và vài tu sĩ đại thừa cường đại cũng có tư cách tham gia. Trong đó, ngoại trừ một vài tu sĩ đại thừa kỳ nổi danh do Long đảo chủ đích thân mời, ta cũng có tư cách mời vài người. Mà lân phiến này của ta chính là thiếp mời để tiến nhập đảo. Một khi đại hội chuẩn bị mở ra, bên trên sẽ xuất hiện bản đồ chỉ vị trí và thời gian chính xác. Đến lúc đó nếu hàn đạo hữu rảnh rỗi, có thể tới tham gia một chút. Phan Bao Tử mỉm cười giải thích, Quảng Linh đạo quả đại hội, đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ ý tốt của Phan Huynh. Nguyên Anh Hàn Lập đánh giá lân phiến trong tay mấy lần, thần niệm đảo qua thấy không có gì bất thường, hai đầu lông màu hơi nhíu lại kinh ngạc, rồi ngưng trọng nói. Sau đó ngân phiến lóe lên thành một đạo ngân quang, biến mất trong tay Hàn Lập. Phan Bao Tử thấy Hàn Lập thận trọng như vậy thì trên mặt không khỏi hiện lên một tia mỉ cười, lại gật đầu nói hy vọng lúc đó có thể gặp đạo hữu tại chân long chi đảo đúng rồi trước khi rời đi ta cho đạo hữu thêm một lời khuyên mặc dù ngươi là tu sĩ đại thừa kỳ nguyên anh có thể trực tiếp rời xa thân thể để đấu pháp nhưng tốt nhất không nên thi triển thuật này trước vài tu sĩ mạnh hơn theo ta được biết không ít chân linh rất khoái chén nguyên anh sau khi thoát xác của tu sĩ đại thừa hơn nữa đối với chúng ta nguyên anh càng cô động thì càng ngon ha ha phan bao tử nói xong lời này cười ha ha mấy tiếng tay áo run lên, ngân quang chợt lóe, thân thể khổng lồ của chân long lại một lần nữa hiện ra. Một tiếng sét đánh giữa trời quang vang lên, ngân long hóa thành một đạo ngân quang sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng. chương 2191, trở về, thấy cự long màu bạc đã đi ra vùng phụ cận hư không thì thần sắc hàn lập mới tạm buông lỏng, nhưng sau đó lại âm thầm đánh giá những lời đối phương vừa kể một lần, sắc mặt đầy vẻ nghi hoặc. Một lúc sau, thân hình của tiểu nhân màu xanh lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, nhạt hướng phía dưới mà quay về không lâu sau không gian trong mật thất ở động phủ trong lòng núi chấn động một chút thân ảnh tiểu nhân màu xanh quỷ dị hiện ra phía dưới đất linh khu màu xanh đang ngồi xếp bằng và thân thể hàn lập vừa thấy nguyên anh hắn quay về thì đầu vai nhoáng một cái cả hai lập tức đứng dậy mà đồng thời hai mắt của thân thể hàn lập khép lại quang mang trên đỉnh đầu phát ra đỉnh đầu tự động khai mở tiểu nhân màu xanh thấy vậy lập tức hóa thành một đạo thanh hồng bay vụt xuống trực tiếp chui vào trong đầu thân thể trong chốc lát thân thể hàn lập lóe lên kim quang đồng thời linh văn màu bạc hiện ra xung quanh thân thể mí mắt hàn lập khẽ động sau đó hai mắt trực tiếp mở ra linh khua ở bên cạnh cũng không nói gì lập tức tiến tới hóa thành một quầng sáng màu xanh chui vào trong thân hình hàn lập hàn lập vẫn đứng nguyên tại chỗ một hồi thân thể không nhúc nhích chỉ có tinh quang trong mắt liên tục lóe lên không biết bao lâu sau cổ hắn khẽ xoay nhẹ một chút trong miệng thì thào hai câu qua cương phong tẩy lễ quả nhiên khiến cho Nguyên Anh vững chắc hơn một phần. Xem ra thần du vạn dặm không chỉ là một thủ đoạn đối phó với địch mà còn có thể sử trực tiếp dùng để tu luyện. Sau khi tự nhủ xong, Hàn Lập lại tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Bàn tay khẽ động, một cái lân phiến màu bạc hiện ra. Hàn Lập nhìn lân phiến trong tay, ngón tay chậm rãi miết trên đó, vẻ mặt hiện lên vẻ trầm ngâm. Thực ra, chân long đảo mà phàn bào tử vừa đề cập đến hắn cũng đã từng đọc qua trong một số điển tịch. Nghe nói hòn đảo trong truyền thuyết này rất kỳ lạ, không phải ở trong một giao diện nào mà ở một không gian độc lập, đặc biệt ở giữa mấy giới diện. Ở trên đảo này có đủ các loại thiên địa sinh linh, nhưng phần lớn là giao long. Cũng có tầm hơn 10 chân long có chân linh nên mới tự xưng là chân long chi đảo, là một trong những thế lực cường đại, nổi danh trong các giao diện. Nhưng cái danh quảng linh đạo quả đại hội thì thật sự đây là lần đầu tiên hắn nghe qua. Có lẽ việc này cần phải hỏi thăm từ chỗ mấy người mặc giản ly xem bọn họ có chút tin tức nào cụ thể về nó không, sau đó hắn mới quyết định có nên tới chân long chi đảo một chuyến hay không. Trong lòng đã quyết định như thế, hàn lập thở ra một hơi, linh văn bên ngoài thân thể lập tức chuyển động, ngừng tụ lại trên da thịt thành 10 cái vân trận nhỏ. Sương mù màu trắng theo vân trận màu bạc ảo ạt à tuôn ra ngoài, bao phủ lấy thân thể hàn lập. Một lát sau, cả gian mật thất đã tràn ngập loại sương mù màu trắng này, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ lép bép không ngừng, Hàn Lập lại tiếp tục tính tâm tu luyện trong mật thất. Hai tháng sau, cửa mật thất vang lên một tiếng trầm đục rồi mở ra, Hàn Lập bình tĩnh bước ra ngoài. Nửa ngày sau, trên đỉnh núi bên trên chỗ động phủ của Hàn Lập lóe lên hai đạo độn quang chói mắt sau đó phá không mà bay đi. Mà sau thời gian uống cạn một chén trà, có hơn 10 đạo độn quang từ trong núi đi ra rồi theo một phương hướng khác bay đi. Cùng lúc này, tại đại sảnh trong động phủ, Giải đạo nhân, Ngân Nguyệt, Chu Quả Nhi đang đứng trước mặt Hàn Lập đi thôi, chúng ta trở về thiên huyên thành, ở đó ta còn vài đồ tử đồ tôn, nhiều năm rồi không gặp, ta cũng muốn xem xem bọn chúng đã đạt được thành quả gì. Hàn lập thản nhiên nói, những người khác hoàn toàn không có ý phản đối, tay áo hàn lập run lên, kim quang lập tức từ trong áo bắn ra, đem mấy người kia bao phủ lại, sau đó tất cả biến mất vô ảnh vô tung trong đại sành. Sau một khắc, trên chỗ đỉnh núi khẽ dao động, đám người hàn lập lại hiển hiện ra. Hàn lập không nói lời nào, tay vung lên, một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, sau một cái chớp mắt liền hóa thành một chiếc thuyền ngọc màu xanh lớn vài chục trượng. Mọi người lập tức đi lên, phốc một tiếng, thuyền ngọc hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh hướng phía xa phi độn mà đi. Thiên Uyên Thành, toàn thành vô cùng nổi tiếng giữa nhân yêu hai tộc, giờ phút này vẫn đang sừng sững án ngữ lối vào man hoang thế giới. Tường thành cao mấy chục trượng bị đánh phá trong ma kiếp lúc này đã được chữa trị lại hoàn toàn, các đội vệ sĩ tuần tra lại được thành lập ra, áo giáp chỉnh tề, không ngừng đi qua đi lại trên tường thành để dò xét. Mặc dù ma kiếp đã qua đi nhưng các thủ vệ ở Thiên Uyên Thành vẫn không ngừng lơi lỏng đề phòng. Trong đại điện của một tòa thạch tháp ở trung tâm Thiên Uyên Thành lúc này đang có 7, 8 hợp thể trưởng lão của nhân yêu hai tộc đang tụ tập, thương lượng vấn đề gì đó. 97 trong 108 cấm chế khổng lồ bên ngoài thành đã được khôi phục từ hai ngày trước. Những cấm chế còn lại vì cần tới tài liệu quý hiếm nên hiện tại vẫn chưa gom góp đủ, phải đợi thêm vài năm nữa các trận pháp sư mới có thể bắt tay vào khôi phục. Mà bốn đại khôi lỗi do hư hao quá nhiều, khả năng hồi phục chỉ có hai thành mà thôi. Sau khi thảo luận, những bộ phận hỏng của khôi lỗi không thể tái sử dụng đã được đem đi luyện hóa thành tài liệu khác. Mặt khác, 10 vạn khôi lỗi kiểu mới đặt ở thiên cơ môn đã được nhập kho một tháng trước. 3.080 ngọn vân trung các của bổn thành cũng đã được chữa trị. Một lão giả đang hướng những trưởng lão khác nói qua tình hình của thiên uyên thành. Tại Ma Kiếp, thiên uyên thành mặc dù đánh lui ma tộc nhưng cũng bị hao tổn không ít trải qua nhiều năm thời gian mà hiện tại vẫn chưa thể khôi phục được trạng thái toàn thịnh như trước ma kiếp đối với đám trưởng lão đây là một điều đáng lo lắng mặc dù ma kiếp đã qua đi nhưng tình hình giữa nhân tộc và những tộc phụ cận lại nảy sinh nhiều vấn đề mà đặc biệt là những tộc nhỏ phân ra từ mộc tộc lãnh địa rộng lớn trước kia lúc này như miếng thịt mỡ cực lớn với họ mà mộc tộc chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua chỉ là mấy tộc khác đều sợ trở mũi tên đi đầu nên không dám mạo hiểm công khai mở rộng lãnh thổ. Nhưng cứ như thế, các tộc đều bắt đầu đua nhau xâm chiếm các địa phương ở biên giới của một tộc. Dưới tình hình này, chiến tranh giữa nhân yêu hai tộc và các tộc khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Kể từ đó, Thiên Uyên Thành chính là nơi có khả năng bộc phát chiến tranh cao nhất nên càng muốn khôi phục năng lực phòng ngự trước kia. Ngân Phát Lão giả nói trong thời gian một bữa cơm mới có thể đem hết sự tình ở Thiên Uyên Thành nói qua một lượt các trưởng lão khác lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng đặt một vài câu hỏi. Lão giả đều bình tĩnh giải đáp từng vấn đề một, rất tốt, hiện tại phòng ngự còn chút yếu, nhưng chỉ cần qua chừng 10 năm là có thể khôi phục hoàn toàn. Đến lúc đó nếu các tộc bộc phát chiến tranh, chúng ta cũng không cần e sợ. Cốc huynh, nói qua những chuyện khác một chút xem, một lão tăng mặc áo vàng cười cười kết luận một câu. Lão tăng này đúng là kim Việt thiền sư, còn ngân phát lão giả kia chính là cốc trưởng lão của thiên uyên thành. Ừ, Ngoại trừ công tác chữa trị ra, lần này triệu tập các vị tại đây là còn có sự tình quan trọng khác cần thương thảo. Trong đó việc quan trọng nhất chính là việc sứ giả của thánh đảo bỗng nhiên tới đây. Ngân phát lão giả bỗng nhiên thở ra một hơi nói, cái gì, thánh đảo thực sự phái người tới đây, xem ra thánh đảo với chuyện của người kia cũng là tình thế bắt buộc rồi. Chúng ta làm sao bây giờ, thánh đảo muốn người, nhưng đó là đệ tử của người kia. Đám hợp thể trưởng lão nghe xong chuyện đó thì lập tức bàn tán, bắt đầu xôn xao nói chuyện với nhau. Được rồi, thánh đảo đã phái sứ giả tới, chúng ta cũng không thể làm gì khác, rứt khoát giao đệ tử của hắn ra thôi. Dù sao thiên nguyên thành cũng không thể đối phó với thánh đảo được. Một đại hán mặt vàng nhướng mày nói: Hừ, ngươi nói mới thật dễ làm sao? Các ngươi quên sự lợi hại của hắn và cả những cống hiến của hắn rồi sao? Nếu chúng ta giao đệ tử của hắn ra, một khi hắn quay lại, ai sẽ đứng ra đối phó? Ngươi sao? Một nữ tử tóc tím chậm rãi hừ giọng, "Chúng ta đã mấy lần tìm cớ để cự tuyệt lệnh của Thánh Đảo, lần này Thánh Đảo phái cả sứ giả tới, nếu tiếp tục không phối hợp, chỉ sợ người bị phiền toái chính là trưởng lão hội chúng ta. Ta xem, chúng ta có thể kiên trì tới lúc này cũng coi như không phụ công của người kia rồi, cho dù hắn có trở lại không lẽ lại có thể trách chúng ta. Người đó dù cho có lợi hại nhưng có thể đối kháng với Thánh Đảo hay sao? Ta nghĩ nên giao đệ tử của hắn ra đi." Gã đại hán mặt vàng sắc mặt âm trầm đáp lại, các ngươi chỉ e ngại mỗi thánh đảo thôi sao chẳng lẽ đã quên người kia đang bế quan trùng kích vào đại thừa cảnh giới nếu hắn thực sự thành công mà chúng ta lại giao đệ tử của hắn ra các ngươi cho là hậu quả của chúng ta sẽ tốt hơn sao một nữ tử đeo mặt nạ bạc nhìn chằm chằm vào đại hán mặt vàng lạnh giọng hỏi lại ha ha ta biết ngân quang tiên tử cùng hắn năm đó có giao tình không tệ nhưng đây là việc liên quan tới an nguy của cả thiên uyên thành không phải là lúc nói tới giao tình này nọ cảnh giới đại thừa dễ đột phá như vậy sao những năm gần đây ở nhân yêu hai tộc đã có không biết bao nhiêu đạo hữu bế quan trùng kích cảnh giới này nhưng thành công có ai không đại hán mặt vàng lắc đầu trả lời những người khác nghe xong lời của đại hán mặt vàng thì quay sang nhìn nhau nhưng trong mắt nữ tử mang mặt nạ bạc lại lóe lên tinh quang không khách khí hỏi lại một câu cho dù trùng kích đại thừa cảnh giới chỉ là xa vời nhưng các ngươi quên những lời đồn về hắn sao đại hán mặt vàng nghe xong lời này thì sắc mặt đại biến nhất thời không biết trả lời ra sao. Người nói chính là tin đồn rằng Hàn Đạo Hiếu được hai vị tiền bối ngao khiếu và mạc giản ly đặc biệt coi trọng sao. Kim Việt Thiền Sư ho nhẹ một tiếng, chậm rãi hỏi một câu. chương 2192, Sứ Giả của Thánh Đảo. Người mà mấy người này đang nhắc tới, đúng là Hàn Lập. Vừa nghe mấy lời của Kim Việt Thiền Sư, sắc mặt của mấy người có chủ ý giao đệ tử của Hàn Lập ra đều vô cùng khó coi đối với thanh danh của hai đại thừa kỳ là ngao khiếu và mạc giản ly hiện đang tỏa chấn ở nhân yêu hai tộc thì thánh đảo cũng không thể so sánh cùng được nếu không phải dựa theo quy định từ thượng cổ của hai tộc đại thừa kỳ không thể nhúng tay vào sự việc hàng ngày của thánh đảo thì mạc giản ly và ngao khiếu nếu muốn hoàn toàn có thể khống chế được thánh đảo mà việc trước mắt lại liên quan tới hai tu sĩ đại thừa kỳ này những người khác đang có ý định đồng tình cũng không dám ho he gì nữa cứ như thế cả tòa đại điện bỗng nhiên rơi vào trạng thái yên lặng ừ điều này ta thực sự là đã gặp qua người tận mắt chứng kiến nghe nói hai vị đại nhân cho rằng hàn đạo hiếu chính là người duy nhất của hai tộc chúng ta có khả năng đánh sâu vào đại thừa kỳ nên vô cùng coi trọng hắn hơn nữa ta còn nghe nói hậu bối của ngao khiếu tiền bối là linh lung tiên tử không hiểu tại sao lại đi cùng với hàn đạo hiếu hiện tại cũng đang cùng bế quan chúng ta nếu thật sự chọc giận hàn đạo hiếu chỉ sợ hậu quả đúng là so với đắc tội thánh đảo còn kinh khủng hơn nhiều kim việt thiền sư trầm tư chậm rãi nói Mọi người nghe xong lời này của Kim Việt Thiền Sư thì sắc mặt kịch liệt biến hóa, tuy nhiên ý tưởng vẫn còn bất đồng nên chưa thể dễ dàng thống nhất được. Cái này cũng không chắc chắn được, lúc này Thánh Đảo muốn Thiên Uyên Thành chúng ta giao ra đệ tử của Hàn Lập, chắc cũng là vì tương lai của hai tộc mà thôi. Có lẽ Đỗ Vũ Đạo Hữu vốn đã bế quan nhiều năm ở Thánh Đảo để trùng kích vào hợp thể hậu kỳ đã thành công và xuất quan thậm chí còn tu luyện tới cảnh giới cao nhất của vô thượng thần thông nho gia là hạo thiên Đãng tà công lấy thánh công nho ra mà đỗ đạo hữu tu luyện Thêm vào những đan dược và pháp khí phụ trợ mà thánh đảo chuẩn bị, đã có hai thành nắm chắc phá tan bình cảnh đại thừa kỳ, chỉ là không thể tìm ra được cách nào đối phó với lôi kiếp. Không hiểu tại sao thánh đảo lại biết hàn đảo hiếu có một tên đệ tử có ẩn lôi linh căn, có thể trợ giúp việc ngăn cản lôi kiếp nên mới một mực muốn đưa người này lên đảo, phụ trợ vũ đạo hiếu vượt qua lôi kiếp. Nếu người này có thể giúp cho nhân yêu hai tộc tăng thêm một gã đại thừa kỳ, cho dù mạc giản ly hai vị tiền bối có gặp cảnh này cũng sẽ đồng tình khi đó hàn đạo hữu dù có biết cũng sẽ không trách chúng ta được. Một hắc bào nhân nãy giờ luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Yên huynh nói có lý, thánh đảo chỉ muốn mời vị đệ tử này của hàn đạo hữu đi hỗ trợ đỗ vũ đạo hữu vượt qua lôi kiếp, cũng không thể chắc chắn là sẽ xảy ra nguy hiểm gì. Mà biết đâu lại đem tới cho hắn một cơ duyên lớn. Đại hán mặt vàng sờ sờ cầm, đồng tình nói, hư, các ngươi nói hay quá đấy. Tu vi hiện tại của đệ tử của Hàn Đạo Hữu là hóa thần kỳ, cho dù có ẩn lôi linh căn nhưng làm sao có thể ngăn cản lôi kiếp được chứ? Quá nửa là bọn họ sẽ dùng phương pháp tiêu cực để kích phát tiềm lực, tiêu hao thọ nguyên để làm tu vi hắn tăng lên. Đến lúc ấy, cho dù hắn có thể may mắn sống sót sau lôi kiếp thì cũng sẽ hoàn toàn trở thành phế nhân. Hàn đạo hữu sau đó sẽ nhắm mắt bỏ qua sao? Ngân quang tiên tử có lẽ đã tức giật, trực tiếp hừ lạnh. Vì tương lai của hai tộc, phế đi một gã hóa thần kỳ để đổi lấy một đại thừa tu sĩ, nghĩ kiểu gì thì cũng thấy là một vốn bốn lời vì sao lại không thể hắc bào nhân hai mắt nhíu lại phản đối không chút lưu tình nào hắc hắc nếu hàn đạo hữu thật sự không phá tan bình cảnh được hết thảy đều như dự đoán chỉ cần thánh đảo có thể mạnh mẽ ngăn được hàn đạo hữu là xong nhưng nếu như hàn đạo hữu may mắn đột phá đại thừa cảnh giới ta hỏi các ngươi sẽ đối mặt thế nào hay là lúc đó để thánh đảo trực tiếp hứng chịu cơn tức giận của hàn đạo hữu dùng vài tên hợp thể kỳ tới để đối phó với sự nổi giận của một đại thừa tu sĩ tổn thất đó có lợi với nhân yêu hai tộc chúng ta sao? Dù sao trong trưởng lão hội lần trước, khi rời đi, Hàn Đạo Hữu đã phó thác, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải bảo hộ cho môn nhân đệ tử của hắn. Chẳng lẽ lúc này thực sự xảy ra chuyên, chúng ta lại nhắm mắt làm ngơ được hay sao? Nữ tử tóc tím lập tức trợn mắt, không tức giận mắng. Hắc bào nhân vừa nghe vậy thì sắc mặt biến đổi, chỉ khẽ lắc đầu mà không có lời phản đối nào nữa. Đại điện nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người trong lòng nhanh chóng tính toán lợi hại của chuyện này cốc huynh huynh có ý kiến gì không kim việt thiền sư thở dài một hơi hướng lão giả tóc bạc hỏi một câu ý kiến của ta lúc này có ý nghĩa gì sao việc này nếu xử lý không ổn thỏa chỉ bằng mấy người chúng ta thật sự không thể chịu trách nhiệm được lão giả tóc bạc cười khổ đáp khó cũng phải xử lý chúng ta phải nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường mệnh lệnh của thánh đảo chúng ta không thể trực tiếp làm trái sự lợi hại của hàn đạo hiếu cả ta và ngươi đều biết rõ, trong nhân yêu hai tộc chính là hợp thể kỳ đệ nhất nhân, bản thân ta cũng không muốn trêu chọc vào. Mà Hàn Đạo Hữu cũng không phải là người chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ là có thể đối phó được. Lão Nạp không muốn vì chuyện này mà tạo hiểu lầm, giống như Thanh Long Đạo Hữu không hiểu vì sao đột nhiên gặp đại kiếp nạn. Giọng của Kim Việt Thiền Sư hơi run rẩy trên mặt hiện lên một tia sầu khổ, khẽ nói. Mà những người khác vừa nghe tới tên Thanh Long thì đột nhiên cả người lạnh toát. Ngày đó Thanh Huyết Nhân ngã xuống, mặc dù không ai tận mắt thấy nhưng trong lòng thì đều biết tới tám 9 phần là hàn lập hạ sát thủ lúc trước hàn lập chỉ vì một vị sư muội trên danh nghĩa mà không do dự giết chết một vị trưởng lão hợp thể kỳ của cửu tinh tông là thanh long thượng nhân nếu thực sự lúc này trở mặt thì sau này có bị người này giận dữ sử dụng thủ đoạn độc ác để đối phó hay không cũng là một điều không ai dám chắc chắn ai bảo trước đây bọn họ đã hứa hẹn với hàn lập sẽ chiếu cố tới môn nhân đệ tử của hắn sự tình đi tới bước này trước việc phải đối mặt với một gã có thể dễ dàng lấy đi mạng nhỏ của mình, cho dù đứng trước khả năng thánh đảo có thể có một đại thừa tu sĩ, nhưng kể cả đại hán mặt vàng và hắc bảo nhân cũng bắt đầu do dự một chút. Bỏ đi, việc này liên quan tới toàn bộ trưởng lão hội, chỉ bằng mấy người chúng ta chắc chắn là không thể quyết định được. Sứ giả của thánh đảo còn một thời gian nữa mới tới đây, không bằng chờ các trưởng lão khác tới tề tựu rồi chúng ta tiếp tục thương lược, tìm ra một biện pháp ổn thỏa hơn. Đương nhiên, lúc này không thể để đệ tử của hàn đạo hữu rời khỏi thiên uyên thành đồng thời ngân quang đạo hữu nên thử xem có thể liên hệ được với ngao khiếu hai vị đại nhân chỉ cần hai vị đại nhân trực tiếp lên tiếng chúng ta chắc chắn không phải lo lắng gì yên đạo hữu người phụ trách việc liên hệ với thánh đảo thử xem sứ giả tới lần này là ai xem có khả năng thay đổi mệnh lệnh hay không chỉ cần thánh đảo buông tha cho đệ tử của hàn đạo hữu thiên uyên thành chúng ta sẵn sàng đáp ứng một vài điều kiện lão giả tóc bạc ánh mắt chuyển động hồi lâu cuối cùng cũng quyết định một tiếng. Từ sau khi cùng ma tộc ký kết ước định ngưng chiến thì Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly hai vị đại nhân không biết đã đi đâu, cho dù là đệ tử thân cận của hai vị cũng không thể liên hệ được. Tiểu muội chỉ có thể đáp ứng sẽ cố gắng mà thôi. Ngân Quang Tiên Tử trả lời, rõ ràng ý tứ là không thể có quá nhiều hy vọng vào việc này. Yên mẫu có một vài chi kỳ ở Thánh Đảo, việc tìm hiểu tin tức cũng không quá khó khăn. Nhưng muốn cho Thánh Đảo bỏ qua mệnh lệnh của mình, chỉ sợ là không có khả năng hắc bào nhân than thở một tiếng hư ta tất nhiên là biết chuyện này đều khó với các ngươi nhưng các ngươi cũng nên cố gắng một chút nếu thật sự việc này có thể giải quyết chẳng phải chúng ta sẽ rút chân ra được khỏi một đại họa hay sao lão giả tóc bạc mặt không thay đổi nói nghe lời ấy hắc bào nhân và ngân quang tiên tử cũng chỉ còn cách gật đầu đồng ý mà thôi sau đó chuyện tình thánh đảo và hàn lập lại được tạm gác sang một bên Đám người lão giả tóc trắng lại bắt đầu bàn luận tới việc ở xung quanh thiên uyên thành vẫn còn tàn dư của ma tộc, cần phải tiêu diệt. Ba tháng sau, ở chỗ cửa thành cao gần trăm trượng của thiên uyên thành, hơn trăm giáp sĩ đứng xếp hàng chỉnh tề hai bên cổng, mặt khác, không ít người mặc phục sức đang đứng ở trước cổng thành, mặt hướng lên thiên không mà ngóng chờ. Trong số đó, có một lão giả tóc bạc, một người mặc áo cà sa màu vàng, chính là cốc trưởng lão và kim Việt thiền sư. Mấy người khác đứng bên cạnh còn có đám người ngân quang tiên tử, cũng đang sốt ruột chờ đợi. Mọi người đều im lặng, không ai nói gì, có lẽ đều đang cùng chờ một ai đó tới. Qua thời gian chừng một bữa cơm, thiên không xa xa vẫn chẳng có chút dấu hiệu gì. Lão giả tóc bạc vẫn ngẩng đầu nhìn trời cao, rốt cục không nhịn được mà đôi mày trao lại, hướng hắc bảo nhân bên cạnh hỏi một câu. Yên đạo hiếu, linh thuyền của thánh đảo chưa hôm nay thực sự sẽ tới nơi sao? Sao lúc này vẫn chưa thấy gì? Cốc huynh, điều này làm sao ta có thể sơ sót được? Khả năng là sứ giả của Thánh Đảo trên đường tới đây có chút sự tình cần giải quyết nên mới tới muộn. Hắc Bảo Nhân nghĩ một chút, sau đó trả lời: Có chuyện giữa đường ư? Lần này Thánh Đảo sai tới ba gã sứ giả, hơn nữa lại không thể tìm hiểu được thân phận của mấy người này. Xem ra Thánh Đảo lần này thật sự là quyết không bỏ qua rồi. Lão già tóc bạc hơi lắc lắc đầu nói, ánh mắt của Hắc Bảo Nhân hơi chấp động, nhưng cũng không nói gì thêm. Mà Kim Việt Thiền sư ở bên cạnh lại lạnh nhạt nói. Trưởng lão hội đã thương thảo qua vài lần nhưng vẫn không thể xuất ra biện pháp gì thỏa đáng. Lúc này cũng chỉ có thể thuận thế mà hành sự, xem tình hình rồi quyết định tiếp mà thôi. Mà mấy người hợp thể kỳ ở xung quanh nghe xong lời này cũng chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Bọn họ đến rồi, ngân quang tiên tử mang theo mặt nạ nên không rõ sắc mặt thế nào, chỉ nghe thấy nàng thấp giọng nói một câu. "Mọi người dùng mình." Ngẩng đầu hướng thiên không phía xa mà nhìn, chỉ thấy thanh quang chợt lóe ở trời xa, một đạo thanh hồng phá không mà tới độn tốc vô cùng mau lẹ, sau vài cái chấp động đã tới gần cửa thành. Hào quang tắt đi, một con thuyền ngọc lớn hiện ra trong tầm mắt mọi người. Đứng trên mũi thuyền là một gã thanh niên mặc thanh bảo đang đứng sừng sững ở đó, vừa thấy mọi người phía dưới thì trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lập tức chắp tay, mỉm cười nói. Cốc huynh, kim đại sư, các ngươi sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ các người biết hôm nay hàn mỗ trở lại thiên uyên thành hay sao? Phần lớn trưởng lão đang đứng ở dưới cổng thành, Vừa nhận ra khuôn mặt của thanh niên này thì tất cả đều lập tức trợn mắt, há mồm. Chương 2193, Đỗ Vũ, thanh niên này chính là Hàn Lập, tiêu phí non nửa năm đi liên tục không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đã chạy về đến Thiên Uyên thành. Lúc này, trong khoang thuyền bằng ngọc lại xuất hiện thêm hai người, một nam một nữ bước ra. Đó chính là Ngân Nguyệt và Giải đạo nhân, Ngân Nguyệt hướng ánh mắt về phía trên tường thành, nơi mọi người đang đứng, đảo qua một cái, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc hóa ra là Hàn Huynh đã trở lại, cái này thật sự là việc đáng mừng. Ta chờ ở đây là có một số việc khác, nhưng không biết Hàn Đạo Hữu hôm nay lại trở về. Nếu không nhất định sẽ đi cung nghênh Đạo Hữu từ xa rồi. Lão giả tóc bạc rốt cục cũng đã hết giật mình tỉnh táo lại, trong lòng không ngừng âm thầm kêu khổ, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ tươi cười, hướng Hàn Lập ôm quyền nói. Lão giả một bên miệng nói, một bên nhịn không được liền dụng thần niệm hướng Hàn Lập đảo qua, liền phát hiện ra rằng không thể nào nhìn ra được độ nông sâu của cảnh giới, chỉ cảm thấy hơi thở đối phương rõ ràng so với trước kia sâu thêm không lường được, trong lòng lại càng âm thầm run lên. Tuy rằng hắn không biết kết quả của việc Hàn Lập đột phá vào đại thừa bình cảnh như thế nào, nhưng không hề nghi ngờ tu vi của Hàn Lập rõ ràng lại đại tăng. Không riêng gì cốc trưởng lão, các trưởng lão hợp thể kỳ khác ở đó, sau khi nhận ra Hàn Lập, cũng đều theo bản năng đưa thần niệm dò xét tu vị. Nhưng lấy cường độ thần niệm của bọn hắn, khi Hàn Lập không trực tiếp thả ra đại thừa kỳ linh áp, làm sao có thể nhìn thấy điều gì được? Kết quả đám người liên can, dưới tình huống không thể biết được cảnh giới hiện tại của Hàn Lập, trên mặt thần sắc khác nhau, có chút miễn cưỡng mới thốt ra được một hai nụ cười. Hàn Lập đã đem biểu hiện cổ quái của những người bên dưới thu hết vào mắt, trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt hờ hững cười nói. Ha ha, thì ra mấy vị đạo hiếu có chuyện khác quan trọng trong người. Có thể làm cho cốc đạo hiếu và mọi người đều phải đứng ở đây chờ đợi, xem ra khách quý tới thiên uyên thành lần này phải rất quan trong đây không biết có phải là một trong hai vị mạc giản ly hoặc là ngao khiếu tiền bối. Không phải như vậy, tin tức về hai vị đại nhân đã không có một thời gian rồi. Vẻ mặt lão giả tóc bạc đã bớt đi vào phần tươi cười, có chút trần trừ chậm rãi nói. Cho dù hắn có kinh nghiệm từng trải, giờ phút này cũng cảm thấy do dự, không biết có hay không nên đem việc thánh đảo sứ giả đến đây nói thẳng ra. Cũng may việc này không cần lão giả tóc bạc tiếp tục đau đầu nữa. Bởi vì đúng lúc này, chân trời ở một hướng khác chợt lóe lên linh quang, lại có một mảng ánh sáng năm màu cuồn cuộn kéo đến, nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế tốc độ lại nhanh vô cùng, chỉ sau mấy cái chớp động đã bay tới không trung phía trên cổng thành. Quang Hà chợt tắt, lập tức có một cái thuyền toàn thân trắng noãn như ngọc xuất hiện phía bên cạnh chiếc thuyền ngọc của Hàn Lập, ước chừng lớn hơn đến 4 năm lần. Hàn Lập thấy vậy hơi ngẩn ra, nhưng lập tức đưa ánh mắt hướng về phía chiếc thuyền to màu trắng đảo qua. Chỉ thấy phía trên mũi tàu có rất đông người đang đứng, trong đó có ba người đứng ở phía trước nhất vô luận khí thế hay là linh áp đều hơn vượt xa những người đằng sau. Mà trong ba người này, bên trái là một đại hán tóc vàng, hai mắt xanh biếc sâu thẳm, khoảng 3, 40 tuổi, ở giữa là một người áo trắng tung bay phấp phới, gương mặt tuấn mỹ, đúng là một gã thanh niên phong tư nhẹ nhàng, phía bên phải là một người đàn bà đi chân trần, làn da ngăm đen xấu xí. Trên người ba người này cũng đều tỏa ra khí tức không nhỏ. Mà Hàn Lập dùng thần niệm nhìn qua ba người trên một chút, liền lập tức tra xét ra hai bên một nam một nữ đều có tu vị hợp thể trung kỳ, thanh niên áo trắng ở giữa đã cơ tu vị hợp thể hậu kỳ, hơn nữa có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể đánh sâu vào bình cảnh đại thừa. Thế nhưng ba người này không phải là thứ Hàn Lập để ý nhất. Ánh mắt Hàn Lập sau khi đảo qua ba người bọn họ liền dừng ở một cái hoa văn hình chữ thánh to lớn in phía trên chiếc thuyền to. Thánh đảo, Hàn Lập trong nháy mắt liền nhận ra cái hoa văn này đại diện cho cái gì, hai mắt không khỏi nhíu lại, đồng thời trong lòng có giật mình. Khó trách Thiên Uyên Thành trưởng lão hội có mặt ở đây hơn phân nửa, thì ra Thánh Đảo đột nhiên phái sứ giả đích thân đến. Vậy thì Thiên Uyên Thành xảy ra chuyện gì mà lại làm cho Thánh Đảo phải phái ra sứ giả đến? Hơn nữa vừa rồi khi mình xuất hiện, trưởng lão Thiên Uyên Thành bỗng nhiên đối với mình có chút lo lắng, cũng có chút khả nghi. Chẳng lẽ chuyện để cho người của Thánh Đảo tới đây có liên quan tới mình? Hàn Lập sau khi nhận ra thân phận của ba người đến từ Thánh Đảo, trong giây lát đã đoán được tới 7, 8 phần sự thật của việc này nhưng hắn tuy rằng trong lòng có suy nghĩ nhưng trên mặt không có chút khác thường nào chỉ lẳng lặng nhìn về phía những người đó mà không nói gì lão giả tóc bạc cùng kim việt thiền sư vừa thấy sứ giả của thánh đảo xuất hiện ngay lúc này quay sang nhìn nhau đều thấy trên khuôn mặt đối phương hiện lên một tia cười khổ thật không ngờ không cần bọn hắn phải dùng lời nói để che giấu hai bên cái vấn đề đã làm cho trưởng lão hội trong thời gian qua hết sức đau đầu kia giờ đây bọn họ đã trực tiếp gặp mặt nhau Thế nhưng làm cho lão giả tóc bạc cũng có chút kinh hãi chính là, loại bỏ tên công tử áo trắng ở giữa ra, còn lại hai gã sứ giả đều có thần thông to lớn, cũng lừng lấy tiếng tăm trong đám sứ giả ở thánh đảo. Mà tên thanh niên tuấn tú kia tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lại là loại không thể biết được thực lực. Điều này làm cho trong lòng lão giả càng thêm lo lắng. Cốc huynh, như vậy cũng tốt, để cho tự mình hàn đạo hiếu cùng thánh đảo sứ giả bàn chuyện đệ tử này, cho dù có phát sinh bất cứ thứ gì không thoải mái, cũng không thể trách móc chúng ta được. Lão giả tóc bạc đang định quyết chuyện gì đó, trong tai bỗng nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông. Người đàn ông mặc áo đen đằng sau đột nhiên truyền âm tới. Lão giả tóc bạc nghe xong thần sắc khẽ thay đổi, dùng ánh mắt đầy toan tính nhìn liếc qua Hàn Lập một cái, kết quả vừa hay nhìn thấy đối phương đang cười như không cười nhìn lại hắn, lúc này trong lòng giấy lên chút kinh hoàng, không có truyền âm trả lời cái gì, chỉ là nhìn như lơ đãng rồi quay đầu đi. Lúc này, Kim Việt Thiền sư miệng niệm một tiếng A Di Đà Phật, liền hướng phía ba gã tu sĩ hợp thể khẽ cúi chào, trầm giọng ân cần thăm hỏi. Người tới chính là ba vị sứ giả của Thánh Đảo, lão nạp kim Việt có lễ. Thì ra là đại danh đỉnh đỉnh kim Việt thiền sư, tại hạ Đỗ Vũ ra mắt đại sư. Thanh niên áo trắng đưa mắt đảo qua lão tăng ở phía sau, bỗng nhiên mở miệng cười nói. Sắc mặt hai gã sứ giả khác ở hai bên không có chút nào thay đổi, rõ ràng là mọi chuyện đều theo người cầm đầu ở giữa. Đỗ Vũ, ngươi chính là đạo hữu gần đây mới xuất quan theo Thánh Đảo? Dự tính không lâu sẽ đột phá vào bình cảnh đại thừa kỳ. Vừa nghe thanh niên áo trắng nói như vậy, lão giả tóc bạc liền biến sắc, thiếu chút nữa la lên thất thanh. Kim Việt Thiền sư đứng ở bên cạnh cũng biến sắc, đạo huynh nhất định là cốc đạo hữu. Tiểu đệ đích xác vừa mới theo Thánh đạo xuất quan, dự định sau đó không lâu sẽ tiến vào đại thừa kỳ cảnh giới. Thế nhưng muốn đạt được ước nguyện mà Đỗ Mỗ đã nói, sợ còn phải nhờ Quý Thành trợ giúp một phần thanh niên áo trắng nói với vẻ mặt khiêm tốn. Lão giả họ Cốc được nghe lời ấy, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút, đưa mắt liếc qua Hàn Lập một cái, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, rồi cuối cùng mới quyết định trả lời. Nếu là thánh đảo có lệnh, chỉ cần khả năng cho phép, bản thành tất nhiên sẽ dốc hết sức tương trợ. Có điều nơi này không phải là nơi nói chuyện, Đỗ Huynh, Hùng Đạo Hiếu, Lý Đạo Hiếu, còn có Hàn Huynh, ta hãy vào trong thành rồi mới hảo hảo đàm đạo một phen đi. Hàn Huynh, chẳng lẽ vị đạo hiếu này chính là thanh niên áo trắng vừa nghe lão giả nói như vậy, thần sắc khẽ biến đổi, lập tức hướng Hàn Lập bên này nhìn lại, trong mắt lóe lên tinh quang. Kỳ thật vừa rồi vị đố vũ này đã chú ý tới Hàn Lập, trên người cảm giác được một cô áp lực cực kỳ không thoải mái, hơn nữa thần niệm cũng nhìn không thấu được tu vị cảnh giới của Hàn Lập, trong thâm tâm đã sớm giật mình, phảng phất có vài phần kiêng kỵ. Hiện giờ lại đột nhiên biết được thân phận thật của Hàn Lập, ngay cả hắn luôn tự cho mình tài giỏi, trong lòng cũng có một chút run sợ. Tin đồn về Hàn Lập thì có đủ loại, sau khi hắn vừa xuất quan sau, liền nghe như sấm bên tai. Hơn nữa về sau, hắn đã biết một gã đệ tử của Hàn Lập có thể hỗ trợ ngăn cản một ít uy lực của chân lôi kiếp, trong lòng tất nhiên sẽ càng thêm chú ý tới Hàn Lập, lại thêm mấy phen điều tra. Hàn Lập trong khoảng thời gian ngắn từ hóa thần tu sĩ tiến giai đến hợp thể kỳ, lại từ hợp thể kỳ lấy tốc độ không tưởng tượng nổi tiến giai đến hợp thể hậu kỳ, cũng trong hơn một ngàn năm ngăn ngủi, hết lần này đến lần khác lấy yếu thắng mạnh. Thậm chí cuối cùng còn có nghe đồn, vị nhân tộc tu sĩ này mới tiến giai hợp thể hậu kỳ, chẳng những ở trong ma kiếp giết chết ma tộc tôn giả với số lượng kinh người, dường như sau đó còn từ chỗ sâu tiết trong ma giới bình yên trở về. Nếu tất cả đó đều là sự thật thì vị hàn đạo hữu này thật sự là đáng sợ. Đỗ Vũ cho dù luôn luôn tự nhận chính mình thiên tư tuyệt không thua kém những vị tuyệt đại thiên tài tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử nhân tộc, nhưng so sánh với chiến tích khủng bố như vậy của Hàn Lập, lại biết mình không có khả năng làm được. Thế nhưng vị Hàn Lập này không phải nghe đồn đã sớm rời thiên uyên thành, bế quan chuẩn bị đột phá vào bình cảnh đại thừa kỳ, như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này. Mà ý đồ của hắn lúc đến đây, vốn là vì đệ tử của đối phương mà đến. Chẳng lẽ hắn đã có được tin tức gì, nếu thật sự là như thế, phiền toái có thể to lắm, việc này chỉ sợ không thể thuận lợi như mong muốn. Đỗ vũ một bên âm thầm giật mình không thôi, một bên trong lòng không khỏi nổi lên chút kiêng kỵ, nhưng trên mặt lại hết sức khách khí, chắp tay hướng phía Hàn Lập nói. Thì ra thật sự là Hàn Huynh, đại danh của đạo hiếu, đỗ mỗ đã nghe từ lâu nếu hàn huynh cũng ở trong này thế thì ta cũng muốn cùng huynh trao đổi một chuyện trao đổi xem ra cốc huynh vừa rồi đúng là có chuyện gì đó muốn cùng tại hạ trao đổi nếu như vậy ta cũng vào tham gia náo nhiệt vậy hàn lập hai mắt híp lại trong miệng hờ hững trả lời hai câu khụ cái này là tất nhiên rồi ta cùng nhau vào thành đi kim việt thiền sư ho nhẹ một tiếng thần sắc có chút khác thường nói trong đại sảnh của một tòa tháp bằng đá khổng lồ lão giả tóc bạc đưa đám người hàn lập cùng thanh niên áo trắng vào trong sảnh, chia ra ngồi xuống. Lão giả phân phó một tiếng, một đội thị nữ lập tức dâng đến một chén linh trà cùng một ít linh quả linh tử, đặt xuống chiếc bàn trước mặt mọi người. Cốc huynh, rốt cuộc trong thành đã xảy ra chuyện gì mà lại làm thánh đảo cử ba người đỗ đạo hữu tự mình đến đây vậy? Hiện tại cũng nên nói cho hàn mỗ biết một phần chứ. Chẳng lẽ việc này đúng là có quan hệ với tại hạ? Hàn lập khẽ nhấp một ngụm linh trà, ung dung đem chén trà đặt xuống bàn, hướng cốc trưởng lão mở miệng hỏi thẳng. chương 2194, trở mặt, lấy thực lực hiện tại của Hàn Lập hắn mà nói, tự hỏi ở nhân tộc cơ hồ không có phiền não nào là giải quyết được, cho nên mới hời hợt hỏi như vậy, bộ dáng một chút để ý tới cũng không có. Hàn Huynh, nếu ngươi đã trở lại đây rồi, cốc mố tự nhiên sẽ đem tất cả nói rõ ràng. Đỗ Đạo Hiếu, nếu Hàn Đạo Hiếu đã trở lại thành, Lão Phu liền đem nội tình nói ra một chút, Đạo Hiếu có ý kiến gì thì cứ nói. Dù sao, việc này cũng dính dáng tới đám đệ tử của Hàn Đạo Hiếu. Bạch Phát lão giả ho nhẹ một tiếng, phân biệt hướng Hàn Lập cùng Bạch Y Nam Tử nghiêm mặt, nói. Đệ tử của ta, đương nhiên, không thành vấn đề. Hàn Lập nghe vậy liền ngẩn ra, tâm niệm đỗ vũ nhanh chóng chuyển động, miệng lại nhanh chóng đáp ứng một tiếng. Không sai, việc này đích xác liên lụy tới môn hạ của Hàn Đạo Hiếu. Hàn Huynh, trong đám đệ tử của ngươi, nghe đồn có một người sở hữu ẩn lôi linh căn. Bạch Pháp lão giả không chút do dự, hướng hàn lập thản nhiên hỏi một câu các ngươi nói tới hải nguyệt thiên không sai hắn đích thực là ẩn lôi căn tu sĩ bất quá việc này ta chưa từng tiết lộ ra chứ vị đạo hữu làm sao mà biết được thân sắc hàn lập thoáng động hỏi ngược lại một câu điều này hình như là vị đệ tử này của hàn huynh trong một lần hội họp do quá chén mà để lộ kim việt thiền sư một bên không chờ lão giả nói gì liền ho nhẹ một tiếng cướp lời nói thì ra thế vị đệ tử này của ta tính tình hào sảng, chuyện như vậy có lẽ sẽ phát sinh, chuyện này không có gì là kỳ quái. Cốc huynh, người nói tiếp đi, Hàn Lập thở dài một hơi, thần sắc có chút bất đắc dĩ, nói. Bạch Phát lão giả nghe vậy liền cười khan một tiếng, sau đó liền chấn chỉnh tinh thần rồi tiếp tục nói. Sự kỳ dị của ẩn lôi linh căn tu sĩ, ta nghĩ Hàn đạo hiếu hẳn là so với đám chúng ta càng thêm rõ ràng. Mà việc này đã tới tai mấy vị trưởng lão thánh đảo, sở dĩ thánh đảo đã hướng bổn thành phát ra ý tứ, muốn mời đệ tử của Hàn Huynh đến thánh đảo một chuyến, muốn mượn sức vị ẩn lôi căn tu sĩ này một hai. Chuyện cụ thể ra sao, Lão Phu đã nói rõ ràng rồi. Đạo Hữu muốn nghe giải thích thêm thì hướng đỗ Đạo Hữu đi. Bạch Phát Lão giả cư nhiên đem một nửa câu chuyện nói ra, một nửa lại đưa đẩy về phía Bạch Y Nam Tử. Ngân Quang Tiên Tử đợi khi mấy vị trưởng Lão Thiên Uyên Thành nói xong, trong lòng không khỏi thầm hô to một tiếng. Diệu kế, nếu hết thảy mọi chuyện đều do Bạch Phát Lão giả nói ra, ngay cả những sứ giả thánh đảo đương tràng cũng khó mà nói cái gì nhưng sau đó sợ rằng trong lòng sẽ không thoải mái mà bây giờ sau khi đẩy nửa sau câu chuyện về phía đỗ vũ ngay cả mọi chuyện sau cùng biến thành cái dạng gì thì thánh đảo cũng khó tìm trưởng lão hội thiên uyên thành gây khó dễ đỗ vũ nghe thế ánh mắt chợt lóe lên tựa hồ chỉ trong nháy mắt liền hiểu rõ ý đồ của cốc trưởng lão lúc này liền gật gật đầu nói nếu cốc huynh đã nói như thế chuyện còn lại cứ để tại hại nói rõ ràng hàn huynh Danh đệ tử ẩn lôi linh căn này của đạo hữu đối với bổn tộc lúc này mà nói thì thật đúng là trọng yếu dị thường. Nhân yêu nhị tộc hiện tại trừ mạc giản ly cùng ngao khiếu nhị vị tiền bối ra thì không có tồn tại đại thừa thứ ba nào. Mà hết lần này tới lần khác, thọ nguyên của hai vị tiền bối đã sắp hao tật, hai tộc căn bản không thể nương tựa vào hai vị tiền bối bao nhiêu năm nữa. Nói tới đây, đỗ vũ lại thoáng dừng lại, chỉnh đốn chút ngôn từ. Mà số tu sĩ đương chàng nghe vậy, thần sắc cũng không khỏi có chút nghiêm nghị hẳn lên mà một khi không có đại thừa kỳ tỏa chấn, nhân yêu nhị tộc tại linh giới khó bảo toàn địa vị. Cho nên, thánh đảo một thời gian trước, trừ những người đang tập trung khôi phục nguyên khí trong ma kiếp tạo thành thì số còn lại lại cật lực muốn tạo ra một vị đại thừa kỳ khác cho hai tộc. Vô luận là nhân tộc hay yêu tộc, chỉ cần xuất hiện thêm một tồn tại đại thừa nữa mà nói, ngay cả hai tộc khi không thể ngang hàng đàm luận với các tộc khác nhưng an nguy của hai tộc mấy vạn năm sau dĩ nhiên được đảm bảo. Như vậy, chư vị trưởng lão thánh đảo nhất phiên thương nghị, chuẩn bị đồng thời tập trung tư nguyên cho mấy vị đạt tới hợp thể hậu kỳ đại thành cảnh giới trong hai tộc để đánh sâu vào cảnh giới đại thừa kỳ cho nên đối với